Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 162. Dương Diệp cũng không hỏi nữa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, ở cuối chân trời xuất hiện một lầu các. Lạc Ly tộc. Hắn đã đi tới địa giới của Lạc Ly tộc. Nhìn lầu các phía xa, Dương Diệp đột nhiên rút đao cách không bổ xuống. Suy. Một ánh đao màu đỏ tươi xẹt qua phía chân trời, trực tiếp chém về phía tòa lầu các này. Đao phá trời cao, tất cả phía chân trời trực tiếp bị xé rách ra một vết cắt thật dài. Mà khi ánh đao đỏ như máu này sắp rơi vào tòa lầu các này lúc, một bàn tay ảo ảnh đột nhiên từ trong tòa lầu các này thò ra, trong phút chốc, trực tiếp nắm đường đao khí kia của Dương Diệp, sau đó nhẹ nhàng bóp. Ầm! Đường đao khí kia của Dương Diệp trực tiếp nổ tung ra, hóa thành hư vô, phía chân trời, Tiểu Bạch nhìn thấy cảnh tượng như vậy lập tức trợn tròn mắt, trong móng nhỏ cả nàng xuất hiện một cái búa mờ ảo. Mà Tiểu Ngưu đột nhiên đứng ở trước mặt nàng, sau đó siết nắm đấm, bộ dạng lập tức muốn đánh. Lấy lòng Tiểu Bạch. Sau khi Tiểu Ngưu nhìn thấy Tiểu Bạch, nó lại bắt đầu vô cớ hiến ân cần. Kiếm Kinh liếc nhìn Tiểu Ngưu, sau đó khẽ lắc đầu thầm nghĩ. Con trâu này không ngốc đâu. Dương Diệp liếc nhìn tòa lầu các này, sau đó chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Dương Diệp đi tới, Tiểu Bạch lập tức đi theo, móng trái của nàng đặt ở trên kiếm hồ bên thắt lưng, chảo phải lại nắm một cái búa mờ ảo. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ dứt khoát, lần này, nàng đã quyết định, chỉ cần đánh nhau, nàng lại muốn ra tay. Nàng không thể để cho Dương Diệp chiến đấu một mình được. Dương Diệp đi tới trước tòa lầu các này, lúc này, một nam tử trung niên mặc áo bào trắng xuất hiện ở đối diện Dương Diệp, cơ thể của nam tử trung niên này mờ ảo, rõ ràng cũng không phải bản thể. Mà ở phía sau nam tử trung niên mặc áo bào trắng này chính là Lưu Ly Nguyệt của Lưu Ly tộc. Lưu Ly Nguyệt liếc nhìn Dương Diệp và không nói gì. Dương Diệp nhìn về phía nam tử trung niên mặc áo bào trắng này, nam tử trung niên đang muốn nói, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên bước tới, hai tay nắm đao máu trong tay và bổ xuống. Suy! Không gian bị cắt nát, đao máu mạnh mẽ giống như một ngọn núi lớn nghiền ép về phía nam tử trung tuổi kia. Nam tử trung niên nheo mắt lại, sắc mặt không đổi, hai tay đột nhiên hợp lại, trực tiếp kẹp thanh thập phương vô địch này của Dương Diệp ở trong lòng bàn tay, nam tử trung niên chỉ lùi về phía sau nửa bước. Nhưng không gian dưới chân hắn lại nứt ra. Khi nam tử trung niên kẹp lấy thanh thập phương vô địch này của Dương Diệp, trong chớp mắt này, sắc mặt nam tử trung niên đột nhiên biến đổi, bởi vì một ánh sáng lạnh nhỏ giống như sợi tóc đã tới gần sát bụng của hắn. Nam tử trung niên phản ứng rất nhanh. Chân phải của hắn nhẹ nhàng xoay tròn, cả người trực tiếp lùi về phía sau nửa trượng, mà vào lúc này, một thanh đao lớn xuyên qua không trung lao về phía hắn, đó chính là thập phương vô địch. Hai mắt nam tử trung niên khẽ híp lại, giơ tay vỗ nhẹ lên trên. Ầm, thập phương vô địch trực tiếp bị một lực lượng vô hình chắn lại, cũng không có cách nào nhúc nhích, mà lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở phía sau thập phương vô địch, thoáng cái, chân phải của hắn đá mạnh vào ở trên chuôi thập phương vô địch. Suy, trường đao bắn ra nhanh như điện chớp. Phía xa, nam tử trung niên hơi lật tay, sau đó vỗ nhẹ về phía chuôi thập phương vô địch. Cái vỗ này trực tiếp làm cho thanh thập phương vô địch vốn bổ về phía đầu hắn đã thay đổi phương hướng, bắn nhanh qua sát bên tai hắn. Nam tử trung niên nhẹ nhàng xoay tròn tay phải, sau đó đang muốn ra tay, mà vào lúc này, một đường ánh sáng lạnh đã xuất hiện ở ngực của hắn. Hắn thấy rõ, là một thanh đao mỏng như cánh ve. Hai đao. Tốc độ của Dương Diệp rất nhanh, nhanh vô cùng, nối liền một cách đặc biệt hoàn mỹ, nhưng đối với nam tử trung tuổi này trước mắt thì vẫn còn không đủ. Đao vừa tới bụng cơ thể mờ ảo của nam tử trung niên liền trực tiếp bị hai ngón tay kẹp chặt lấy. Hai tay Dương Diệp nắm tàng phong chợt xoay tròn, nhưng tàng phong không hề nhúc nhích. Lúc này, nam tử trung tuổi kia đột nhiên buông lỏng ngón tay, thoáng cái, lòng bàn tay hắn hướng vào phía trong phút chốc, chợt chấn động về phía trước. Một lực lượng cường đại từ trong lòng bàn tay hắn chấn động ra, lực lượng này trực tiếp đẩy Dương Diệp đến ngoài nghìn trượng. Dương Diệp vừa dừng lại, ở khóe miệng hắn liền tràn ra một chút máu tươi. Nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng, nhìn Dương Diệp. Bây giờ có thể nói chuyện chứ? Phía xa, hai tay Dương Diệp nắm thập phương vô địch màu đỏ tươi ném về phía nam tử trung tuổi kia. Suy, ầm. Thanh thập phương vô địch này trực tiếp phá không chém về phía nam tử trung tuổi kia. Phía xa, nam tử trung niên nhíu mày, hắn lùi về phía sau nửa bước, hai tay hơi xoay tròn,
sau đó đẩy về phía trước. Ầm. Thanh thập phương vô địch này của Dương Diệp cách hắn có nửa trượng thì trực tiếp ngừng lại. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nam tử trung niên, trong phút chốc, một đường kiếm quang trực tiếp xuống. Kiếm vực. Một kiếm hạ xuống. Đồng tử của nam tử trung niên đột nhiên co lại, bấm tay bắn ra. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, nam tử trung tuổi kia trực tiếp bị chấn động đến ngoài mấy trăm trượng, cùng lúc đó, thân thể hắn càng trong suốt hơn, dường như xe lập tức biến mất vậy. Nam tử trung niên nhìn cơ thể mờ ảo của mình trong suốt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Hai kiếm. Phía xa. Kiếm thu lại. Dương Diệp nhấc thanh đao lớn đỏ như máu trong tay lên vác ở trên vai, sau đó đi về phía tòa lầu các này. Trước khi ta đi tới phía dưới tòa lầu này, nếu như Lạc Ly tộc vẫn có cường giả đạo chân cảnh trở lên sống sót, ta sẽ giết cả Lạc Ly tộc. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, vẻ mặt Lưu Ly Nguyệt của Lạc Ly tộc cực kỳ khó. Coi! Mà ở cách đó không xa, nam tử trung niên kia đột nhiên bay lên trời, trong phút chốc, tay phải hắn cách không chộp về phía Dương Diệp. Am! Một lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện ở xung quanh của Dương Diệp, lực lượng mạnh mẽ lại muốn nghiền nát hắn. Dương Diệp dừng bước, xoay người rút đao lớn và bổ mạnh. Suy! Một đao đánh xuống, lực lượng kia trực tiếp bị Dương Diệp nghiền nát. Ngay sau đó, hai tay Dương Diệp cầm đao lớn ném về phía người trung niên mờ ảo kia, phía xa. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, người trung niên kia trực tiếp bị chấn động đến ngoài mấy trăm trượng, mà lúc này, nửa người dưới của hắn đã hoàn toàn không thấy nữa. Trung quy không phải là bản thể. Cho dù đã từng mạnh hơn nữa, nhưng vào giờ phút này, hắn căn bản không làm gì được Dương Diệp. Tay phải của Dương Diệp vẫy một cái, một đao máu cắt qua không trung bay ngược trở lại đến trong tay hắn. Dương Diệp không để ý tới nam tử trung tuổi kia, bởi vì hắn đã không cần ra tay nữa. Ở dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Dương Diệp vác đao lớn đi về phía bên dưới Lạc Ly tộc. Hắn cũng không ra tay với Lưu Ly Nguyệt. Nhưng tất cả mọi người hiểu rõ ý của hắn. Lưu Ly Nguyệt cũng hiểu rõ. Cách đó không xa, vẻ mặt Lưu Ly Nguyệt cực kỳ thâm trầm, bây giờ trước mặt nàng có hai con đường, một là trốn, hai là chết. Nàng trốn, cả Lưu Ly tộc chết, nàng chết, huyền giả Lưu Ly tộc dưới đạo chân đều sống. Tu luyện rất nhiều năm lại chết như vậy, nàng có thể cam tâm sao? Không cam lòng, đặc biệt không cam lòng. Nhưng sau lưng nàng là rất nhiều tộc nhân Lạc Ly tộc. Dương Diệp sẽ bỏ qua cho những người này sao? Sẽ không, lấy tính cách của Dương Diệp, nếu như nàng không chết, hắn nhất định sẽ tàn sát cả Lạc Ly tộc. Chết hay không chết? Lúc này, Dương Diệp cách tòa lầu các này càng lúc càng gần. Khi hắn chỉ còn cách mấy trượng, cách đó không xa, cơ thể Lưu Ly Nguyệt đột nhiên trở nên mờ ảo. Dương Diệp dừng bước, sau đó xoay người rời đi. Cách đó không xa. Nam tử trung niên mặc áo bào trắng đã sắp hoàn toàn biến mất đột nhiên nói. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Vừa dứt lời, thân thể hắn hoàn toàn biến mất ở không trung. Mà cách đó không xa, cơ thể Lưu Ly Nguyệt cũng dần dần trở nên mờ ảo, nhưng ánh mắt của nàng lại vẫn nhìn Dương Diệp. Cứ như vậy, ở dưới ánh mắt của Lưu Ly Nguyệt cùng cả Lạc Ly tộc, đám người Dương Diệp biến mất ở phía chân trời. Rất nhanh. Chuyện ở Thủy Nguyên tộc cùng Bắc Xuyên tộc còn có Lạc Ly tộc truyền ra khắp Vĩnh Hằng giới. Ép chết tộc trưởng của ba tộc. Dương Diệp cứng rắn ép chết tộc trưởng ba tộc, chuyện này đã được truyền ra. Lúc này, có thể nói cả Vĩnh Hằng giới có người vui có người buồn. Vui dĩ nhiên chính là Kiếm Thiên Thành cùng ba tông. Trước đây Dương Diệp mới tới Vĩnh Hằng giới, sáu tộc đều ra tay với Dương Diệp, chỉ có Kiếm Thiên Thành không chỉ không ra tay mà còn làm cho Dương Diệp nợ một ân tình. Bây giờ theo sự trưởng thành của Dương Diệp, giá trị ân tình này đã không thể đo đếm được. Ngoại trừ Kiếm Thiên Thành ra, lúc này ba tông vui mừng đồng thời nghĩ lại có chút khiếp sợ. Trước đây bọn họ thiếu chút nữa cũng muốn ra tay với Dương Diệp, nhưng bởi vì ba tông kìm chế lẫn nhau, bởi vậy không có ai động thủ, nhưng không ngờ được điều này đã trở thành lá bùa bình an cho ba tông bây giờ. Có thể nói Kiếm Thiên Thành cùng ba tông còn có Bạch Đế Thành trở thành người thắng lớn. Đặc biệt là Bạch Đế Thành. Bây giờ có ai không biết Bạch Đế Thành Bạch Đế Nữ Hoàng cùng Dương Diệp có quan hệ? Việt tộc. Dương Diệp dẫn theo đám người tiểu bạch đi tới địa bàn của Việt tộc. Việt tộc ở một hòn đảo trên biển. Cả vùng biển này đều là địa bàn của Việt tộc, bình thường người ngoài căn bản không thể bước vào. Dương Diệp nhìn Việt tộc phía dưới,
Tất cả Việt tộc không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng hắn biết Việt tộc đã biết hắn tới. Phía chân trời, Dương Diệp đột nhiên rút đao chém. Suy! Một đao khí đỏ như máu từ phía chân trời bắn nhanh xuống, mục tiêu chính là hòn đảo nhỏ của Việt tộc này. Nếu như đao khí này hạ xuống, hòn đảo nhỏ này nhất định sẽ bị cắt ra làm hai. Tuy nhiên, đao khí này cũng không rơi xuống, nó còn chưa tới gần chỗ hòn đảo đó liền trực tiếp bị một thanh trường thương mờ ảo đánh thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, một nam tử trung niên xuất hiện ở cách đám người Dương Diệp không xa. Nam tử trung niên này, chính là Việt Thiên Minh tộc trưởng của Việt tộc. Việt Thiên Minh mặc khôi giáp màu đen, trong tay cầm trường thương màu đen, ở quanh người hắn tản ra ánh sáng màu đen thần bí. Dương Diệp. Trong tay Việt Thiên Minh cầm trường thương chỉ thẳng vào Dương Diệp. Ta không có khả năng giống như Bắc Xuyên Thiên cùng Lưu Ly Nguyệt, muốn ta chết thì sợ rằng ngươi phải tự mình ra tay rồi. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Ta không muốn động thủ, ta chỉ muốn nhìn ngươi tự sát, như vậy ta mới vui mừng. Việt Thiên Minh cười lạnh. Vậy sợ rằng ngươi phải thất vọng rồi. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Ngưu bên cạnh. Tiểu Ngưu, khôi phục dáng thật, san bằng đảo phía dưới cho ta. Tiểu Ngưu liếc nhìn Dương Diệp, cuối cùng nó nhìn về phía Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó móng nhỏ chỉ vào phía dưới hòn đảo, ý là đi đi. Nhận được ý chỉ của Tiểu Bạch, Tiểu Ngưu hoàn toàn không do dự, trực tiếp lao về phía chỗ hòn đảo bên dưới, trong lúc đó, cơ thể Tiểu Ngưu càng lúc càng lớn. Trong mấy lần hít thở ngắn ngủi, nó đã lớn hơn gấp mấy trăm lần. Tiểu Ngưu giống như một ngọn núi cao trực tiếp đập tới chỗ hòn đảo đó. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Việt Thiên Minh thần lập tức khó coi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đại yêu thái cổ trước mặt này ít nhất là giới chân cảnh. Bên cạnh Dương Diệp còn có loại cường giả này sao? Trong đảo nhỏ bên dưới, rất nhiều chùm tia sáng đột nhiên phóng lên cao. Đánh về phía Tiểu Ngưu. Nhưng đối mặt với những chùm tia sáng, Tiểu Ngưu thậm chí không thèm ngăn cản, mặc cho những chùm tia sáng đánh vào trên người hắn. Ầm ầm ầm. Trên thân Tiểu Ngưu không ngừng vang lên từng tiếng ầm ầm. Nhưng thân thể cao lớn này của Tiểu Ngưu chỉ hơi run rẩy. Nó nhanh chóng đụng thẳng vào chỗ hòn đảo đó. Ầm. Tất cả hòn đảo lập tức nổ tung, cùng lúc đó, nước biển xung quanh bị lực lượng mạnh mẽ trùng kích, lập tức phóng lên cao chừng 1000 mét. Che kín cả bầu trời. Mà ở trên chỗ hòn đảo đó, hai tay Tiểu Ngưu chợt vỗ mạnh sang hai bên. Ầm ầm. Tất cả hòn đảo lập tức chia năm xẻ bảy, rất nhiều tiếng kêu thảm thiết từ trong hòn đảo vang lên. Phía chân trời, vẻ mặt Việt Thiên Minh cực kỳ khó coi, hắn quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt hoàn toàn không che giấu sát ý. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Ngươi muốn động thủ sao? Ta có thể cam đoan với ngươi. Trong lúc ngươi giao đấu với ta, Việt tộc của ngươi sẽ chết sạch, một người cũng không còn. Việt Thiên Minh nhìn chằm chằm Dương Diệp. Dương Diệp, ngươi làm việc tuyệt tình như vậy sẽ gặp báo ứng đấy. Báo ứng à? Dương Diệp khẽ cười, trước đây, khi cả Việt tộc ngươi đuổi giết ta, có nghĩ tới sẽ có báo ứng không? Bây giờ ta giết các ngươi, ngươi lại nói báo ứng với ta à? Cũng không có việc gì, chúng ta từ từ nói chuyện. Dù sao người Việt tộc của ngươi hình như cũng rất nhiều, Tiểu Ngưu có thể chậm rãi giết. Dương Diệp. Ngũ quan của Việt Thiên Minh đều bắt đầu vặn vẹo, C. Tiên phủ sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi sẽ có báo ứng, nhất định sẽ là vậy. Dứt lời, trường thương trong tay hắn trực tiếp hóa thành một ánh thương phóng lên ca sao, sau đó trực tiếp hạ xuống, cuối cùng, thanh trường thương này rơi xuống đỉnh đầu của Việt Thiên Minh. Suy. Việt Thiên Minh trực tiếp cứng đờ tại chỗ. Mà hai mắt hắn đỏ như máu lại nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Dương Diệp khẽ cười. Báo ứng gì thì ta không biết, ta chỉ biết là có ơn báo ơn, có thù báo thù. Đối với ân nhân, nhận được giọt nước báo lại cả suối nguồn, đối với kẻ thù lại chém tận giết tuyệt. Nói xong, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch xoay người rời đi. Bên dưới, Tiểu Ngưu ở trên hòn đảo đã vội vàng khôi phục lại bình thường, sau đó đuổi theo Dương Diệp. Lúc này, hòn đảo này đã không phải là hòn đảo nữa. Mảnh vỡ. Cả hòn đảo đã bị Tiểu Ngưu đánh thành từng mảnh, rất nhiều tộc nhân của Việt tộc điên cuồng chạy thục mạng về bốn phía xung quanh. Việt tộc hoàn toàn xuống dốc. Phía chân trời xa xôi, Dương Diệp ngự kiếm rời đi. Ở trên vai hắn là Tiểu Bạch. Lúc này, Tiểu Bạch không ngừng quan sát Tiểu Ngưu. Một lát sau,
nàng giơ một móng vuốt với Tiểu Ngưu. Dương Diệp liếc nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tiểu Ngưu, sau đó nói. Nàng nói người đánh rất giỏi. Tiểu Ngưu. Đánh rất giỏi. Dương Diệp mỉm cười, ánh mắt của hắn lại rơi vào trên thân Tiểu Ngưu. Thật ra, thực lực của Tiểu Ngưu này thật sự rất mạnh, cho dù là hắn cũng không nắm chắc chiến thắng được Tiểu Ngưu, đặc biệt là phòng ngự này quả thực rất nghịch thiên. Ta cũng rất lợi hại. Lúc này, Vương Nhị Nha đột nhiên nói. Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn về phía Vương Nhị Nha, nàng chớp chớp mắt, sau đó chỉ móng nhỏ vào Tiểu Ngưu, rõ ràng là đang hỏi trong các ngươi ai lợi hại hơn. Vương Nhị Nha liếc nhìn Tiểu Ngưu. Đương nhiên là ta lợi hại, Tiểu Ngưu, ngươi nói có đúng không? Nói xong, nàng chạy tới bên cạnh Tiểu Ngưu và nắm lấy sừng Tiểu Ngưu lắc, điều này khiến cho Tiểu Ngưu thoạt nhìn như đang gật đầu. Vương Nhị Nha nhìn về phía Tiểu Bạch. Nhìn đi, nó gật đầu đấy. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, nàng quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, biểu thị như vậy cũng được sao? Dương Diệp. Nhị Nha, người biết biến thân sao? Kiếm Kinh đột nhiên hỏi. Dương Diệp cũng quay đầu lại nhìn về phía nhị Nha không phải loài người, nói cách khác nàng rất có thể là thái cổ cự yêu, chỉ cần là yêu thì chắc chắn phải có bản thể. Biến thân. Vương Nhị Nha chớp chớp mắt, sau đó nói. Biến thế nào? Kiếm Kinh. Dương Diệp chỉ vào Tiểu Ngưu. Nó vừa biến thân, người biết không? Vương Nhị Nha quay đầu lại liếc nhìn Tiểu Ngưu, sau đó nàng suy nghĩ và nói. Biến thân, ta chắc cũng biết. Mọi người. Lúc này, Vương Nhị Nha đột nhiên nói. Ta còn chưa nghĩ ra biến thế nào. Chờ ta nghĩ xong sẽ biến cho ngươi xem. Khóe miệng Kiếm Kinh thoáng co giật, nàng liếc nhìn Vương Nhị Nha và không nói gì. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhíu mày, nhưng rất nhanh đã ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, trên đám mây phía xa có một nữ tử váy xanh đang đứng. Nàng quay lưng về phía bọn họ, trong tay cầm một quyển sách thật dày. Cơ thể đạo chân cảnh, kiếm vực. Sao, đao này, hẳn là thập phương vô địch cùng Tàng Phong hai thanh đao nổi tiếng thời đại cổ xưa, lợi hại thật, không ngờ nó đều xuất hiện ở trong tay của ngươi. Hả, Thái Cổ Hạo Ngưu, Vĩnh Hằng Kiếm Hồ, Kiếm Kinh, a, à, đáng tiếc cũng không phải bản thể, tiểu nữ hài này. Kỳ lạ, ta tự nhiên không nhìn ra bản thể của ngươi. À đúng rồi, còn có linh chủ nho nhỏ. Không, không đúng, ngươi không phải là linh chủ. Vừa dứt lời, nữ tử váy xanh bỗng nhiên xoay người. Ầm, một áp lực mạnh mẽ lập tức đẩy đám người Dương Diệp lùi đến gần nghìn trượng. Cùng lúc đó, tất cả trời đất chấn động mạnh. Trong chớp mắt khi bị đẩy lui, hai mắt Tiểu Bạch lập tức trợn tròn, ở trong móng vuốt của nàng đột nhiên xuất hiện một cái búa mờ ảo. Búa khai thiên hồng hoang. Mà lúc này, Tiểu Ngưu cùng Vương Nhị Nha cũng đứng ở trước mặt Tiểu Bạch. Bởi vì ánh mắt nữ tử váy xanh này nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch. Nữ tử váy xanh có gương mặt trái xoan, ngũ quan thanh tú, không thể nói là gương mặt tuyệt thế nhưng không quá khó coi, có khí chất tươi mát thoát tục thanh nhã. Ở trong tay phải của nàng cầm một quyển sách thật dày. Lúc này, nàng đang nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch. Mà Tiểu Bạch cũng đang nhìn nàng, khác là Tiểu Bạch có chút sửng sốt. Vẻ mặt Kiếm Kinh cùng Dương Diệp lại nghiêm trọng, đặc biệt là Kiếm Kinh, bởi vì nàng biết nữ tử váy xanh thần bí trước mắt này phát hiện ra điều gì. Phía xa, nữ tử váy xanh nhìn Tiểu Bạch, khóe miệng nàng đột nhiên khẽ cười. Không trách được. Ngay cả kiếm u nữ chưa bao giờ xuất thế cũng ra khỏi vùng đất kiếm khư, hóa ra là vì ngươi. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó móng nhỏ nhẹ nhàng giơ lên, ý là ngươi muốn làm gì? Nữ tử váy xanh mỉm cười, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu huynh đệ muốn đi tới Nam Ly tộc, ca. Dương Diệp gật đầu. Nữ tử váy xanh cười nói. Nam Ly tộc thì không nên đi. Dương Diệp lắc đầu. Có một số việc nên làm. Nữ tử váy xanh mỉm cười, sau đó khẽ gật đầu. Qua được cửa ải của ta đây thì ngươi có thể đi Nam Ly ra. Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu. Suy, một ảo ảnh chợt lóe lên ở nơi đây, thoáng cái, một thanh đao lớn đỏ như máu trực tiếp lao xuống đỉnh đầu của nữ tử váy xanh. Nữ tử váy xanh lại không tránh không né, mặc cho thanh đao lớn này trực tiếp rơi xuống. Một đao hạ xuống. Không gian xé rách. Nhưng nữ tử váy xanh này lại không sao cả, nàng vẫn đứng ở chỗ cũ, không gian nơi đó vừa bị xé rách liền lập tức được chữa trị. Có chút kỳ lạ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy,
chân mày của Kiếm Kinh ở cách đó không xa không khỏi nhíu lại. Dương Diệp vẫn chưa ngừng tay, một đao thất bại, hai tay hắn nắm thập phương vô địch chợt quét ngang về phía nữ tử váy xanh, rất có tư thế một đao phá thiên quân. Nhưng một đao này lại bị hai ngón tay kẹp chặt. Hai ngón tay của nữ tử váy xanh mang theo thập phương vô địch, nhìn Dương Diệp mỉm cười. Ta có chút ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng không có cách nào khác, chuyện này vẫn phải quản mới tốt. Dứt lời, hai ngón tay nàng nhẹ nhàng chấn động. Dương Diệp và thanh đao bị đẩy trở về vị trí ban đầu. Dương Diệp đang muốn tiếp tục ra tay lại bị Kiếm Kinh ngăn cản. Không cần ra tay, nàng là Nam Ly Mộng, thiên tài xuất sắc ngàn năm có một của Nam Ly gia. Nam Ly Mộng. Dương Diệp hơi ngẩn người, cái tên này có chút quen thuộc, rất nhanh hắn đã nhớ ra. Nam Ly Mộng này không phải là người biên soạn ra các thế giới sao? Trước đây Bạch Chỉ Tiên cũng từng nói với hắn, vị trước mắt này chính là người đứng thứ ba trên thần vũ bảng. Phía xa, Nam Ly Mộng liếc nhìn Kiếm Kinh, sau đó nói. Ngươi nhận ra ta. Kiếm Kinh khẽ nói. Năm đó, có ai ở Vĩnh Hằng giới không biết tới ngươi chứ? Nam Ly Mộng mỉm cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương Tiểu Hữu, Nam Ly tộc sốt ruột mời ta trở về, ta biết trong tộc chắc chắn xảy ra chuyện lớn. Sau khi ta trở về cũng biết một chút về chuyện trước đó. Chuyện này là do Nam Ly tộc ta không phải, sau khi ta về tộc đã giam cầm nam tộc trưởng của Ly tộc ta, trong vòng trăm năm, nàng sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi. Cường giả đạo chân của Nam Ly tộc ta đã từng truy sát ngươi, đều bị ngươi tiêu diệt, cho nên chuyện này dừng lại ở đây được không? Nói đến đây, nàng do dự một lúc, sau đó lại nói. Ta cung cấp miễn phí cho ngươi một tin tức, theo ta được biết, tiên phủ có khả năng sẽ ra tay mạnh với ngươi. Ngươi có ý gì? Kiếm Kinh trầm giọng hỏi. Nam Ly Mộng cười nói. Tiên phủ liên lạc với ta, muốn ta tham dự, nói muốn giết chết ngươi, nhưng ta từ chối. Bây giờ, Nam Ly tộc ta không muốn cuốn vào trong bất kỳ phân tranh nào. Cho nên chỉ cần Dương Tiểu Hữu bằng lòng buông tha cho Nam Ly tộc ta, bên ta có thể bảo đảm với Dương Tiểu Hữu sẽ tuyệt đối không tham dự bất kỳ chuyện gì nhằm vào Dương Tiểu Hữu. Người biết ta chắc hẳn đều hiểu rõ. Cả đời tiểu nữ tử này không thích đánh nhau, chỉ có hứng thú với những chuyện ly kỳ cổ quái. Đương nhiên, nếu như Dương Tiểu Hữu thật sự không thể bỏ được nỗi hận trong lòng, muốn tiêu diệt tuyệt Nam Ly tộc ta, tiểu nữ tử ta cũng chỉ có thể liều mình cùng quân tử. Cách đó không xa, Dương Diệp im lặng. Mà ở bên cạnh Dương Diệp, Kiếm Kinh trầm giọng nói. Đừng quên tiên phủ, bọn họ mới là kẻ địch lớn nhất của ngươi. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Chết một vị giới chân, bọn họ còn không nhớ lâu sao? Ngươi sai rồi. Một bên Nam Ly Mộng đột nhiên cười nói. Chính bởi vì ngươi giết chết một vị giới chân của bọn họ nên bọn họ mới càng không bỏ qua cho ngươi. Bởi vì, bọn họ sợ. Ngươi khiến bọn họ thấy sợ. Loại thiên tài như ngươi, nếu như không phải là bằng hữu, không phải là người của mình thì tốt nhất vẫn nên loại bỏ. Hơn nữa bây giờ ngươi cùng bọn họ không chỉ không là bằng hữu, còn là kẻ địch. Bọn họ làm sao có thể để cho ngươi tiếp tục trưởng thành nữa? Kiếm Kinh trầm giọng nói. Đây là con đường do bản thân bọn họ lựa chọn. Nam Ly Mộng nói. Ngươi nói không sai, đây là con đường do bản thân bọn họ lựa chọn, bọn họ đã không có đường quay lại. Hơn nữa, tiên phủ là thế lực lớn đứng đầu Vĩnh Hằng giới, mặc dù chỉ là trên mặt nổi nhưng cũng là đứng đầu. Ngươi bảo bọn họ thỏa hiệp, chịu thua với một huyền giả tổ cảnh, có khả năng sao? Không có khả năng. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như ta là ngươi, ta liền lập tức quay về vùng đất Kiếm Khư, bởi vì nếu như ta nhớ không nhầm, người thân của ngươi đều ở đó. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức nhíu này, hắn nhanh chóng ôm Tiểu Bạch và xoay người biến mất ở cuối chân trời. Đám người Tô Thanh Thi. Hắn thiếu chút nữa quên chuyện này. Ở đó chỉ còn Kiếm Kinh cùng Nam Ly Mộng. Ngươi nhận ra rồi, đúng không? Kiếm Kinh nhìn chằm chằm Nam Ly Mộng. Nhận ra gì? Nam Ly Mộng nhìn Kiếm Kinh với vẻ mặt mờ mịt. Kiếm Kinh nhìn Nam Ly Mộng rất lâu, sau đó cười nói. Ngươi sẽ không nói ra. Vì sao? Nam Ly Mộng cười hỏi. Kiếm Kinh cười nói. Ngươi sợ, Nam Ly Mộng hai mắt hơi híp. Sợ cái gì? Kiếm Kinh cười nói. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng còn chưa có mạnh đến mức nắm giữ một tổ vị linh tổ. Cho dù ngươi có đoạt linh tổ trong tay hắn, nhưng sẽ chỉ là tai họa đối với ngươi cùng Nam Ly gia,
Hơn nữa, ngươi không ngờ được vị linh tổ này lại có quan hệ tốt như vậy với một loài người. Cho dù ngươi giết Dương Diệp và có được nàng, ngươi cũng sợ sau này nàng sẽ điên cuồng trả thù mình. Cho nên, Noki tóm lại thu được nàng chính là họa chứ không phải phúc của ngươi. Nam Ly Mộng từ từ nhắm hai mắt lại. Theo ta được biết, nơi thế này không có khả năng xuất hiện một vị linh tổ, vì sao? Kiếm Kinh trầm giọng nói. Trước đây chưa từng xuất hiện qua, nhưng không có nghĩa là sau này cũng sẽ không xuất hiện. Bất cứ việc gì cũng có lần đầu tiên, không phải sao? Nam Ly Mộng nhìn về phía Kiếm Kinh. Hắn sẽ có phiền phức vô cùng vô tận, cái phiền toái này sẽ càng lúc càng lớn, lấy thực lực của hắn bây giờ. Nếu như chuyện linh tổ này lộ ra, ta tin tưởng Dương Diệp hắn có thể sẽ lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này. Kiếm Kinh im lặng. Hắn tốt nhất nên buông tha. Nam Ly Mộng nói. Hắn không có thực lực đó nắm giữ một vị linh tổ, đừng nói hắn, cho dù là tiên phủ nắm giữ một linh tổ như thế, sợ rằng cũng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Kiếm Kinh từ từ nhắm hai mắt lại. Hắn sẽ không bỏ qua, ở trong lòng hắn, nó còn quan trọng hơn cả mạng hắn. Nói đến đây, nàng cay đắng cười. Ngươi biết không, cho đến tận bây giờ, hắn cũng không biết thân phận thật sự của nó. Tấm lòng son. Nam Ly Mộng khẽ nói. Lúc trước ngươi nói tiên phủ là thế lực đứng đầu trên mặt nổi sao? Kiếm Kinh đột nhiên hỏi. Nói như vậy là còn có thế lực trong bóng tối à? Nam Ly Mộng cười nói. Có vài người, có vài thế lực thích phách lối, có vài người và có vài thế lực lại thích khiêm tốn. Lại giống như Vĩnh Hằng Tiên Thôn trong Vĩnh Hằng Bí Cảnh. À đúng rồi, Dương Tiểu Hữu chắc hẳn biết rất rõ ràng chuyện trong Vĩnh Hằng Bí Cảnh, thôn trang nhỏ kia thật sự không đơn giản, ta nghĩ, cho dù là tiên phủ cũng không dám đi trêu chọc thôn trang nhỏ kia. Mà ở Vĩnh Hằng giới này vẫn có rất nhiều nơi không được mọi người biết tới. Nói xong, nàng giơ cao quyển sách dày trong tay. Đây là Vạn Giới Chư Thiên do ta biên soạn ra, ngươi có muốn mua không? Kiếm Kinh liếc nhìn Nam Ly Mộng, sau đó nói. Bán thế nào? Nam Ly Mộng dựng một ngón tay lên. Một thanh thần khí, ví dụ như búa khai thiên hoặc kiếm hồ, hoặc ngươi cũng được, nếu không thì 100 món thánh khí, cũng có thể thương lượng một chút. Này, ngươi đừng đi, chúng ta có thể thương lượng một chút mà. Phía xa, Kiếm Kinh đã biến mất. Nam Ly Mộng nhún vai, sau đó mở quyển sách thật dày trong tay ra. Nàng lật đến trang cuối cùng, tiếp theo. Trong tay nàng xuất hiện một cái bút viết. Ở trang cuối cùng xuất hiện một hàng chữ, Đại Thiên Vũ Trụ, Dương Diệp, Vĩnh Hằng Kiếm Hồ, Búa Khai Thiên Hồng Hoang, Hồng Mông Tháp, Cây Bồ Đề, Thái Cổ Hạo Ngưu, Tiểu Nữ Hài Thần Bí với thân phận không rõ, Thập Phương Vô Địch, Kiếm Thủ, Tàng Phong, Linh. Viết đến này, Nam Ly Mộng do dự rất lâu, sau đó bắt đầu viết. Linh Chủ. Sau khi chữ chủ kia được viết xuống, nàng cất cuốn sách. Cuốn sách khẽ run lên, rất nhanh, chữ viết trong đó đột nhiên xuyên qua không gian, không biết truyền tống đến nơi nào. Nam Ly Mộng im lặng một hồi và liếc nhìn về phía đám người Dương Diệp biến mất, sau đó biến mất ở cuối chân trời. Phía chân trời mịt mờ, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, mục tiêu của hắn chính là vùng đất kiếm khư. Lời Nam Ly Mộng nói làm cho hắn giật mình, bây giờ kẻ địch của hắn là tiên phủ rất có khả năng nhằm vào đám người Tô Thanh Thi. Hắn phải đưa đám người Tô Thanh Thi theo trên người. Hắn dùng toàn lực, rất nhanh đã đi tới vùng đất kiếm khư. Trên không trung của vùng đất kiếm khư, Dương Diệp đang muốn xuống thì đột nhiên nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn về phía bên phải, lúc này, một giọng nói từ bên cạnh truyền đến. Dương Diệp, chúng ta đã đợi từ lâu. Vừa dứt lời, một nam tử trung niên mặc khôi giáp màu vàng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Cường giả hư chân cảnh. Ở nơi ngực trái của nam tử trung niên này có một chữ tiên nho nhỏ. Nam tử mặc khôi giáp màu vàng nhìn Dương Diệp cười lạnh. Dương Diệp, người giết tiên phủ ta thì phải trả giá lớn, ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Ong! Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung. Thoáng cái! Một thanh kiếm trực tiếp hạ xuống đỉnh đầu của nam tử trung tuổi. Kiếm vực! Trong lòng nam tử trung niên hoảng hốt. Cứu ta! Hắn còn chưa nói dứt lời. Suy! Cơ thể của nam tử trung niên trực tiếp tách ra làm đôi. Kiếm thu lại. Dương Diệp quay đầu lại nhìn lướt qua xung quanh, sau đó khẽ nói. Hư chân quá yếu, giết không đã nghiền, phái hai giới chân tới cho ta giết đi. Giết không đã nghiền.
Giọng nói của Dương Diệp rất bình tĩnh, lại làm cho trời đất này trở nên yên tĩnh. Lợi hại! Lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Dương Diệp quay đầu lại, ở nơi đó xuất hiện một lão già với khí tức mạnh mẽ khiến hắn không thể nhìn rõ trình độ gì. Lão già liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Lấy tổ cảnh giết chết hư chân trong nháy mắt, không thể không nói thực lực của các hạ như vậy làm cho lão hủ có chút xấu hổ. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, suy. Một ảo ảnh chợt lóe lên ở nơi đây. Đỉnh đầu của lão già, đột nhiên xuất hiện một ánh đao màu đỏ tươi, ánh đao trực tiếp hạ xuống, lại muốn tách lão già ra làm hai. Sắc mặt lão già không thay đổi, một màn hào quang năng lượng màu vàng đột nhiên bao phủ lấy toàn thân hắn. Đao hạ xuống. Ầm. Dương Diệp và đao bị chấn động trở lại chỗ cũ. Mà màn hào quang màu vàng này chỉ xuất hiện một chút vết rạn, hơn nữa rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Đồng thời tu luyện cả đao lẫn kiếm à? Lão già liếc nhìn thanh đao màu đỏ tươi trong tay Dương Diệp. Nghe nói kiếm mới là thế mạnh của ngươi, ta muốn thử một chút. Dương Diệp đeo thập phương vô địch lên, tay phải giơ ra phía trước người. Ong! Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung, ngay sau đó, một luồng ánh sáng màu vàng chợt lóe lên ở nơi đây, rất nhanh, ở trong tay Dương Diệp có thêm một thanh kiếm. Kiếm thủ! Chân phải của Dương Diệp nhẹ nhàng giẫm một cái, nó trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn ra nhanh như điện chớp. Lão già từ từ nhắm hai mắt lại, ở quanh người hắn lại xuất hiện một màn hào quang màu vàng, mà lúc này đã có một thanh kiếm trực tiếp đâm vào trên màn hào quang màu vàng trước mặt hắn. Ầm! Tất cả màn hào quang màu vàng chấn động mạnh. Màn hào quang màu vàng đang phòng ngự chống lại kiếm của Dương Diệp, nhưng trong phút chốc, Dương Diệp đột nhiên trở nên mờ ảo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lão già khẽ nhíu mày, trong phút chốc, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên xoay tròn. Ầm! Ở trong ánh mắt của vô số người, màn hào quang màu vàng kia ầm ầm vỡ nát, lão già kia trực tiếp bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau gần trăm trượng mới dừng lại. Mà ở dưới chân hắn là hai khe nứt không gian thật dài. Đó là do hai chân hắn cứng rắn vẽ ra. Kiếm vực! Lão già nhìn Dương Diệp và nheo mắt lại. Khó trách một vị cường giả giới chân cảnh của tiên phủ ta lại bị ngươi giết chết, một kiếm này đã vượt qua giới chân cảnh rồi. Tới đây, cũng tới lượt ta nên ra tay rồi. Vừa dứt lời, tay phải hắn cách không chộp về phía Dương Diệp. Xuy 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 xuy. Ở đó, vị trí không gian của Dương Diệp đột nhiên nứt ra, không chỉ có vậy, cơ thể Dương Diệp cũng nứt ra trong nháy mắt. Dương Diệp nhíu mày và không kịp suy nghĩ gì khác, giơ kiếm chém. Xuy. Một kiếm chém ra, không gian ở trước mặt hắn bị tách ra, mà vào lúc này, lão già kia đột nhiên biến mất. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng, hắn vừa dừng lại thì không gian lập tức rạn nứt, cùng lúc đó, một uy áp vô hình trực tiếp khóa chặt lấy hắn. Răng rắc. Thân thể Dương Diệp trực tiếp cong xuống, vào giờ phút này, hắn cảm giác mình như mình đang cõng thập vạn đại sơn. Uy áp cường đại này làm cho ngũ tạng của hắn cũng muốn vỡ vụn. Thật mạnh. Cho dù lão già trước mắt này không sánh bằng đám người thái thẩm, nhưng tuyệt đối không kém hơn bao nhiêu. À! Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên gầm lên giận dữ, hai luồng ý cảnh từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài, cùng lúc đó, hai tay hắn gạt trên thân kiến từ đầu tới cuối và hất mạnh. Suy! Một kiếm đâm tới, không gian ở trước mặt hắn lập tức nổ tung ra, cùng lúc đó. Luồng uy áp cường đại ép ở trên người hắn cũng lập tức biến mất, thoáng cái, Dương Diệp chợt giẫm mạnh chân phải một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn về phía lão già kia. Suy! Kiếm quang qua làm không gian trực tiếp bị xé rách. Phía xa, hai mắt của lão già híp lại và đánh một quyền về phía trước. Ầm! Một ánh sáng màu vàng từ trong nắm đấm của lão già phát ra. Kiếm hạ xuống. Ầm! Trời đất chấn động. Một luồng sóng khí vô hình đột nhiên từ phía chân trời chấn động ra, nó đi qua nơi nào, không gian trực tiếp chấn động mãnh liệt, giống như nước bị nấu sôi, vô cùng kinh người. Ầm ầm. Đúng lúc này, cách đó không xa lại truyền tới một tiếng nổ lớn, ngay sau đó, một bóng người xẹt qua phía chân trời, xuất hiện ở ngoài mấy ngàn trượng. Bóng đen này chính là Dương Diệp. Dương Diệp ngừng lại ở phía xa, khóe miệng hắn có vết đỏ sẫm chậm rãi tràn ra. Máu tươi. Mà cách đó không xa, thần sắc lão già lại bình tĩnh, không có bất kỳ khác thường nào. Cảnh giới bị áp chế.
Đúng lúc này, lão già đột nhiên quay đầu lại, nơi đó đã xuất hiện một nữ tử. Người tới chính là Kiếm Kinh. Kiếm Kinh liếc nhìn lão già, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch đang lo lắng. Đưa kiếm hồ cho hắn. Tiểu Bạch ngây người, sau đó tháo kiếm hồ trên lưng và ném cho Dương Diệp, nhưng trong phút chốc, kiếm hồ kia lại bay trở về đến trước mặt nàng, sau đó bắt đầu chấn động, rõ ràng là đang bất mãn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Bạch tức giận. Nàng vỗ vào kiếm hồ kia, kiếm hồ trực tiếp bị đánh bay, nàng còn không bỏ qua, trực tiếp bay qua ôm lấy kiếm hồ và đập loạn một hồi, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm gì đó. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Ngưu theo bản năng lùi về phía sau một bước. Nhìn thấy Tiểu Bạch tức giận, tuy nó lợi hại hơn Tiểu Bạch rất nhiều nhưng không hiểu sao lại có chút sợ hãi. Phía xa, Tiểu Bạch dùng sức ôm kiếm hồ đập và lại đập, cuối cùng, móng nhỏ của nàng cầm lấy kiếm hồ về ném về phía chân trời. Vèo! Kiếm hồ kia trực tiếp bị nàng ném đi. Vứt bỏ! Khóe miệng Kiếm Kinh khẽ giật, ở Vĩnh Hằng giới, sợ rằng cũng chỉ có vị trước mắt này dám đối xử như thế với Vĩnh Hằng kiếm hồ. Mà nó còn không dám nổi giận với nàng. Lão nhân bên cạnh lại không có tâm tình nhìn Tiểu Bạch ngược đãi kiếm hồ, khi Tiểu Bạch đập kiếm hồ, hắn đã xông về phía Dương Diệp. Dương Diệp cũng không ngồi chờ chết, tay phải thả thanh kiếm trong tay ra, sau đó hai tay rút thập phương vô địch phía sau ra và ném về phía trước. Suy! Ánh sáng máu xẹt qua phía chân trời, lực lượng cường đại bên trong thập phương vô địch xé rách tất cả. Mà lúc này, một đường ánh sáng màu vàng đã tới. Tất cả phía chân trời lại chấn động mạnh, ngay sau đó, trên không trung của cả vùng đất kiếm khư trực tiếp giãn nứt ra, đồng thời lấy tốc độ rất nhanh lan tràn về bốn phía xung quanh. Cùng lúc đó, cả người Dương Diệp lại bị chấn động bay ra ngoài. Phía xa, lão già lại muốn ra tay, mà vào lúc này, hắn đột nhiên quay đầu lại, một cái búa mờ ảo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lão già giơ tay lên đánh ra một chưởng. Cái búa mờ ảo kia trực tiếp bị đánh bay. Nhưng lão già lại nhíu mày, ở trong lòng bàn tay hắn có một vết máu. Lão già ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, lúc này, hai móng của Tiểu Bạch đang nắm một cái búa mờ ảo và nhìn lão già chớp chớp mắt, sau đó còn cầm búa khai thiên trong móng vuốt ném về phía lão già. Suy! Búa qua chỗ nào, không gian trực tiếp trở nên mờ ảo. Hoàn toàn mờ ảo. Lão già nhíu mày, tay phải thò ra phía trước, sau đó nhẹ nhàng chấn động. Búa khai thiên trực tiếp bị đánh bay, mà lần này, tốc độ bay ngược của nó còn nhanh hơn trước gấp mấy lần. Áp lực mạnh mẽ trực tiếp nghiền ép về phía Tiểu Bạch. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt Tiểu Bạch lập tức trợn tròn, mà vào lúc này, Tiểu Ngưu xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó búa khai thiên hồng hoang trực tiếp bị Tiểu Ngưu nắm ở trong tay, tuy nhiên, Tiểu Ngưu cũng chấn động lùi về phía sau mười mấy trượng mới dừng lại được. Sau khi dừng lại, Tiểu Ngưu nhìn búa khai thiên trong tay. Sau đó đi tới trước mặt Tiểu Bạch và đưa búa khai thiên cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó cầm lấy búa khai thiên và ném về phía lão già. Lão già! Lực lượng Tiểu Bạch rất yếu, nhưng lực lượng búa khai thiên lại rất mạnh. Búa lướt qua khoảng không khiến không gian căn bản không chịu nổi lực lượng của nó, trực tiếp trở nên trong suốt. Có thể tưởng tượng, nếu như Tiểu Bạch ném thêm vài lần, sợ rằng không gian này sẽ trực tiếp bị chôn vùi. Phía xa! Lão già liếc nhìn Tiểu Bạch, trong phút chốc, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt Tiểu Bạch không xa, mà vào lúc này, một nắm đấm màu đen trực tiếp đánh về phía hắn. Lão già giơ tay lên cũng đánh ra một quyền. Hai quyền chạm nhau, một luồng ánh sáng màu vàng trực tiếp chấn động ra, lão già liền lùi lại gần trăm trượng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, ở trước mặt Tiểu Bạch chính là Tiểu Ngưu. Mà vào lúc này, lão già đột nhiên quay đầu lại, một đường kiếm quang trực tiếp rơi xuống. Kiếm vực. Đó cũng không phải là một kiếm, mà là hai kiếm trùng điệp rơi xuống. Đồng tử của lão già hơi co lại, hai tay vẫy một cái, một ánh sáng màu vàng chói lòa chợt bắn ra. Trong thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn rung trời, ngay sau đó, hai bóng người trực tiếp bay ngược ra. Hai bóng người này chính là lão già kia cùng Dương Diệp. Lão già bay ra mấy trăm trượng mới ngừng lại, mà ở giữa chân mày hắn có một vết kiếm cực sâu, máu tươi không ngừng từ trong vết kiếm này tràn ra. Suýt nữa, hai mắt của lão già híp lại, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, chỉ cần kiếm sâu hơn một chút, ngày hôm nay hắn sẽ chết ở đây.
Mà phía xa, Dương Diệp nổ tung, rất nhiều máu tươi không ngừng từ trong cơ thể hắn tràn ra. Nhưng thật may là hắn có Hồng Mông Tháp nên cơ thể đang khôi phục với tốc độ rất nhanh. Lão già nhìn Dương Diệp rất lâu, đột nhiên hai tay hắn chậm rãi giơ lên. Ầm 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 ầm. Trong không trung đột nhiên mây đen giăng đầy, rất nhiều tia chớp màu đen từ trong tầng mây kia không ngừng hiện lên, cùng lúc đó, mặt đất phía dưới điên cuồng chấn động, ngay sau đó, một trường ấn màu vàng đột nhiên từ lòng đất phóng lên cao, đánh thẳng vào Dương Diệp. Không chỉ có vậy, ở trong không trung còn có rất nhiều tia chớp giống như từng con rắn bạc bắn nhanh xuống. Uy lực của trời đất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Kiếm Kinh thoáng biến sắc, sau đó vội vàng quay đầu lại giận dữ hét lên với Kiếm Hồ. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi đấy. Cấp bậc cao nhất ở đây không ngoài búa khai thiên, nhưng bản thể của búa khai thiên bây giờ căn bản không có cách nào đi ra giúp đỡ Dương Diệp, ngoại trừ búa khai thiên thì chỉ còn lại Kiếm Hồ. Cảnh giới của lão già cao hơn Dương Diệp rất nhiều, không được trợ giúp bên ngoài, Dương Diệp căn bản không có cách nào chống lại được. Lúc này, Tiểu Bạch cũng nhìn về phía Kiếm Hồ kia. Kiếm Hồ kia khẽ run lên, sau đó bay đến trước mặt Dương Diệp, nhưng Dương Diệp lại không nhìn Kiếm Hồ. Kiếm Hồ có cá tính, Dương Diệp hắn cũng vậy, nó không muốn cho lão tử sử dụng, lão tử cũng không cần. Ầm ầm. Một kiếm ý cùng sát ý cường đại đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, rất nhanh, hai luồng ý cảnh này trực tiếp tiến vào kiếm thủ trong tay hắn. Cùng lúc đó, hai cánh tay Dương Diệp trực tiếp nổi gân xanh. Huyền cổ lực. Mà huyền cổ lực cũng đều lao vọt về phía kiếm thủ. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia dứt khoát, hai tay hắn nắm kiếm thủ bổ về phía trước. Kiếm vực. Kiếm thứ nhất. Kiếm thứ hai. Hai kiếm trùng điệp, trời đất bị đánh nát. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Kiếm thứ ba hạ xuống. Khi kiếm thứ ba hạ xuống, trong chớp mắt này, thân thể Dương Diệp đột nhiên nổ tung, máu tươi bắn ra xung quanh. Ba kiếm. Khi kiếm thứ ba hạ xuống, cả trời đất đột nhiên nổ tung ra. Ầm ầm. Mặt đất vỡ vụn, tầng mây cùng những tia chớp này lập tức hóa thành hư vô. Kiếm khí cường đại đã đánh nát tất cả. Mà lão già cách đó không xa trực tiếp bị chấn động đến ngoài mấy vạn trượng. Vừa dừng lại, lão già liền nhíu mày, ở trên người hắn đầy những vết kiếm, không chỉ có vậy, nhìn kỹ sẽ phát hiện ra cơ thể hắn đã mở đi. Lão già ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, sau đó xoay người biến mất ở cuối chân trời, nơi hắn đi qua còn lưu lại một vết máu thật dài. Bị thương nặng, ba kiếm không chỉ phá vỡ chiêu huyền kỹ mạnh mẽ của lão già, còn trực tiếp làm lão già bị thương ồ nặng. Đương nhiên, Dương Diệp bị thương nặng hơn. Trong chớp mắt khi hắn thi triển ra kiếm thứ ba, cơ thể của hắn không chịu nổi mà trực tiếp nổ tung ra, không kỳ có vậy, lực lượng này phản vệ mạnh còn làm cho được thần hồn của hắn tan vỡ. Ban đầu, hai kiếm đã gần như là cực hạn của hắn. Nhưng vừa rồi, hắn dùng lực lượng của toàn thân thi triển ra kiếm thứ ba. Kiếm vực có thay đổi về chất, nhưng một kiếm này đã vượt qua cực hạn bây giờ hắn có thể chịu được. Một kiếm này tổn thương kẻ địch 800, tự hại mình 1000. Trong chớp mắt khi lão già rời đi, Dương Diệp trực tiếp ngã xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Bạch bị hù dọa liền chạy tới, nhìn hình dáng của Dương Diệp lúc này, Tiểu Bạch bỗng chốc lại òa khóc. Kiếm Kinh đi tới trước mặt Dương Diệp, nhìn cơ thể đã nứt ra trên diện rộng của Dương Diệp mà không nhìn được nhíu mày. Thảm! Lúc này, sao có thể dùng một chữ thảm để hình dung Dương Diệp được? Không chỉ bề ngoài, ngũ tạng trong cơ thể Dương Diệp cũng không một chỗ nào lành lặn. Đặc biệt là trái tim, nếu như không phải Hồng Mông Tháp mạnh mẽ che chở, sợ rằng nó đã sớm vỡ nhỏ. Kiếm Kinh hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng kéo Dương Diệp đi về phía bên dưới. Tiểu Bạch vội vàng đi theo, mà lúc này, Kiếm Hồ kia đột nhiên bay đến trước mặt nàng. Nhìn thấy Kiếm Hồ, Tiểu Bạch lập tức nổi giận. Trong ánh mắt Phương Nhị Nha cùng Tiểu Ngưu, Tiểu Bạch cầm lấy Kiếm Hồ ném về phía chân trời, sau đó nàng xoay người nhìn Tiểu Ngưu. Móng nhỏ lại tức giận chỉ vào Kiếm Hồ kia. Ý đó là nó dám qua thì đánh nó. Tiểu Ngưu theo bản năng khẽ gật đầu. Nhìn thấy Tiểu Ngưu gật đầu, lần này Tiểu Bạch xoay người đuổi theo về phía Dương Diệp. Vứt bỏ. Dương Diệp không cần Kiếm Hồ, nàng cũng không cần. Đây là ý của Tiểu Bạch. Tiểu Ngưu liếc nhìn Tiểu Bạch rời đi, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Vương Nhị Nha. Bây giờ nó chỉ tin tưởng hai người. Một là Tiểu Bạch và người kia chính là Vương Nhị Nha. Về phần Dương Diệp, nó còn không quá tín nhiệm.
dù sao trước đây Dương Diệp phát điên đã thiếu chút nữa chém nát nó. Vương Nhị Nha quay đầu lại liếc nhìn kiếm hồ kia, sau đó nói. Không phải chỉ cho Dương Điên dùng một thôi sao, người có cần không tình nguyện như vậy không? Giờ thì hay rồi, bây giờ nàng không cần ngươi nữa. Ngươi tự do rồi. Ong! Lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên từ trong kiếm hồ kia vang lên, ngay sau đó, một đường kiếm quang bắn nhanh về phía Vương Nhị Nha. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Vương Nhị Nha lập tức nổi giận. Nàng không cần ngươi thì có liên quan gì tới ta, ngươi cũng dám ra tay với ta, tiểu Ngưu, chúng ta đánh chết nó. Nói xong, nàng trực tiếp xông về phía kiếm hồ kia. Tiểu Ngưu cũng vội vàng vọt tới. Cứ như vậy, kiếm hồ kia bị Vương Nhị Nha cùng tiểu Ngưu ngươi một quyền ta một quyền đánh cho bay loạn khắp nơi. Nó là thần khí, nhưng nếu như không có người sử dụng, chỉ dựa vào bản thân nó thì căn bản không có cách nào chống lại Vương Nhị Nha và tiểu Ngưu. Thực lực của hai vị này là thật đấy. Vùng đất kiếm khư. Bên trong một thạch điện, Dương Diệp nằm ở trên giường đá, ở bên cạnh hắn là đám người Tô Thanh Thi cùng đế nữ. Lúc này, các nàng đều đang nhìn Dương Diệp. Nhìn dáng vẻ của Dương Diệp lúc này, vẻ mặt các nàng đều thâm trầm đáng sợ. Dương Diệp thật sự bị thương quá nặng, nếu như không có Hồng Mông tử khí, Dương Diệp tuyệt đối sẽ không qua khỏi. Cho dù có Hồng Mông tháp, giờ phút này Dương Diệp cũng đặc biệt vô cùng nguy hiểm, một kiếm kia cắn trả, không chỉ hủy hoại cơ thể hắn, còn khiến ngũ tạng, kinh mạch, xương tủy, huyết mạch của hắn nứt ra, không chỗ nào lành lặn. Đổi lại là một người khác thì sợ rằng đã sớm chết rồi. Ta nói cho các ngươi biết một tin tức xấu. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở bên trong thạch điện. Các nàng quay đầu lại, ở cửa có một nữ tử mặc váy vải, nữ tử này chính là Kiếm U nữ. Kiếm U khẽ nói, tiên phủ còn điều động thêm cường giả, bọn họ hiển nhiên không muốn cho hắn có cơ hội thở dốc. Tô Thanh Thi nhíu mày. Vì sao tiên phủ lại mạnh hơn 6 tộc nhiều như vậy? Sai rồi. Lúc này, Kiếm U khẽ lắc đầu. Không nên xem thường 6 tộc, bọn họ từ vũ trụ khác đến chỗ này thì làm sao có thể đơn giản được. Chỉ có điều nội tình của bọn họ kém hơn tiên phủ khiến năng lực của cường giả không mạnh bằng tiên phủ. Nhưng cho dù là tiên phủ cũng không dám tùy ý nhằm vào bọn họ. Lão tổ của 6 tộc lại có ai đơn giản. Năm đó bọn họ đi tới thế giới này, dù tiên phủ mạnh mẽ như vậy cũng không thể xóa bỏ bọn họ. Đặc biệt là Thủy Nguyên Đế của Thủy Nguyên tộc trước đây từng đơn thương độc mã đánh tới tiên phủ. Vì sao 6 người này không xuất hiện? Tô Thanh Thi hỏi. Kiếm U nói. Bây giờ bọn họ không xuất hiện, không có nghĩa là sau này sẽ không xuất hiện. Cho nên vị này của nhà ngươi sẽ còn gặp nhiều phiền phức nữa. Tô Thanh Thi liếc nhìn Kiếm U, sau đó nói. Người của tiên phủ đã tới nơi này sao? Cũng nhanh thôi. Kiếm U nói. Bọn họ biết bây giờ Dương Diệp nhất định đang bị thương nặng, bọn họ sẽ không bỏ qua cho cơ hội này. Tô Thanh Thi im lặng rất lâu, sau đó nói. Mong các hạ giúp đỡ. Bây giờ, chỉ có Kiếm U trước mắt có thể giúp đỡ bọn họ. Kiếm U từ từ nhắm hai mắt lại. Vùng đất kiếm khư đã đủ nhiều phiền phức rồi. Tô Thanh Thi khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Nói xong, nàng xoay người nhìn về phía Dương Diệp trên giường. Vị Nhiên, Vũ Tịch, các ngươi chuẩn bị đi, chúng ta đưa hắn đi, Trang Vị Nhiên liếc nhìn Dương Diệp. Đi đâu? Tô Thanh Thi im lặng. Trời đất bao la, bọn họ có thể đi đâu được? Bạch Đế Thành. Lúc này, Bạch Chỉ Tiên cách đó không xa đột nhiên đứng dậy. Các nàng nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên trầm giọng nói. Tuy Bạch Đế Thành ta không so được với Nam Đỉnh Phong nhưng ít nhiều cũng có chút nội tình, phụ thân ta cũng là một vị cường giả giới chân cảnh, nói chính xác đã bước nửa bước vào trên giới chân, hơn nữa bên trong Bạch Đế Thành ta còn có một con át chủ bài do tổ tiên Bạch Đế ta lưu lại, ta nghĩ, muốn chống đỡ tiên phủ một lúc, hẳn không có vấn đề quá lớn. Tô Thanh Thi khẽ nói. Người có đã từng nghĩ chữa, nếu như hắn đi tới Bạch Đế Thành, sẽ mang khói lửa chiến tranh tới Bạch Đế Thành đấy. Bạch Chỉ Tiên nhìn thẳng vào Tô Thanh Thi. Nhưng ngoại trừ Bạch Đế Thành, các ngươi còn có thể đi đâu? Lấy tình trạng của hắn bây giờ thì đi đâu cũng chết, không phải sao? Tô Thanh Thi nhìn Bạch Chỉ Tiên rất lâu, sau đó nói. Vị Nhiên, Vũ Tịch, hai người có thực lực mạnh nhất, các ngươi che chở hắn, các tỉ muội còn lại bước vào Hồng Mông Tháp. Về phần Bạch Chỉ Tiên, Chỉ Tiên ngươi cùng đi cùng Vị Nhiên đi. Chỉ Tiên,
Nghe Tô Thanh Thi nói ra hai chữ này, các nàng ở đó đều liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên. Tô Thanh Thi xưng hô như vậy thì rõ ràng đã tán thành nữ nhân trước mắt này. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn Tô Thanh Thi, sau đó khẽ gật đầu. Bây giờ chúng ta chạy tới Bạch Đế Thành trước, tranh thủ trước khi cường giả của tiên phủ tới đây. Rất nhanh, ở đó ngoại trừ Tô Thanh Thi cùng Trang Vị Nhiên cùng với Hiểu Vũ Tịch còn có Bạch Chỉ Tiên ở bên ngoài, các nàng còn lại đều bước vào Hồng Mông Tháp, Trang Vị Nhiên ôm lấy Dương Diệp trên giường, sau đó cùng Bạch Chỉ Tiên và Hiểu Vũ Tịch trực tiếp biến mất ở bên trong thạch điện. Tiểu Bạch không vào Hồng Mông Tháp, nàng lại nằm ở trong lòng của Dương Diệp, đám người Tô Thanh Thi cũng không ép vật nhỏ đang thương tâm gần chết này. Bên trong thạch điện, Tô Thanh Thi đi tới trước mặt Kiếm U, sau đó hơi thi lễ. Bên trong thạch điện, Tô Thanh Thi đi tới trước mặt Kiếm U, sau đó hơi thi lễ. Cảm ơn các hạ che chở trong khoảng thời gian này, ân tình này, ta với phu quân Dương Diệp sẽ suốt đời ghi nhớ trong lòng, sau này nếu như các hạ có gì cần, ta với phu quân nhất định sẽ không từ chối. Nói xong, Tô Thanh Thi xoay người rời khỏi thạch điện. Tô Thanh Thi đi rồi. Kiếm Kinh xuất hiện ở trước mặt Kiếm U. Vì sao? Kiếm U khẽ nói. Tiểu Bạch sau này sẽ nắm giữ khả năng vô hạn, cũng có thể thay đổi số phận của kiếm gia ta. Nhưng ngươi cảm thấy còn có sau này sao? Nếu ta giữ bọn họ lại, sợ rằng vùng đất kiếm khư cũng không tồn tại nữa. Ở đây có ý nghĩa như thế nào với ta và kiếm gia, ngươi chắc hẳn cũng biết rất rõ ràng. Kiếm Kinh khẽ thở dài. Cũng đúng, ngươi không nợ gì hắn. Những gì ngươi làm vì hắn cùng các nàng đã quá nhiều rồi. Dù thế nào thì ngươi cũng nên bảo trọng. Nói xong, Kiếm Kinh đi ra ngoài điện. Ngươi còn muốn đi theo sao? Kiếm U đột nhiên nói. Kiếm Kinh lắc đầu cười. Nếu ta đã lựa chọn hắn thì phải đánh cược một lần. Đánh cược thắng, cái gì cũng có. Đánh cược thua, cùng lắm thì thân chết đạo tiêu. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất ở trong đại điện. Trên không trung của vùng đất kiếm khư, Vương Nhị Nha cùng Tiểu Ngưu còn đang đuổi theo kiếm hồ để đánh. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn Vương Nhị Nha cùng Tiểu Ngưu, sau đó nói. Nhị Nha, Tiểu Ngưu, chúng ta đi thôi. Nghe thấy Bạch Chỉ Tiên nói vậy, lúc này Vương Nhị Nha cùng Tiểu Ngưu buông tha VJP kiếm hồ kia, sau đó chạy về phía Bạch Chỉ Tiên cùng Dương Diệp. Nhìn Vương Nhị Nha cùng Tiểu Ngưu trước mắt, trong lòng Bạch Chỉ Tiên có chút tự tin. Hắn không sao chứ? Vương Nhị Nha chỉ vào Dương Diệp trong lòng Trang Vị Nhiên và hỏi. Bạch Chỉ Tiên lắc đầu. Chúng ta cần phải đi tới Bạch Đế Thành, đến lúc đó có lẽ sẽ cần phải đánh nhau. Lần này rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Nhị Nha, Tiểu Ngưu, tuy ta rất hy vọng được các ngươi trợ giúp, nhưng nếu như các ngươi muốn rời đi, ta sẽ không trách các ngươi. Rất nguy hiểm sao? Vương Nhị Nha hỏi. Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu. Vô cùng nguy hiểm. Chúng ta có khả năng sẽ chết hết. Vương Nhị Nha đột nhiên nhảy dựng lên, hưng phấn nói. Ta thích nhất nguy hiểm. Hơn nữa, Gia Gia ta bảo ta phải đi theo ngươi cùng Dương Điên, ta cũng đã đáp ứng Gia Gia sẽ không rời khỏi các ngươi. Nói xong, nàng quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Ngưu. Ngu Châu, ngươi thì sao? Tiểu Ngưu chỉ vào Tiểu Bạch, rõ ràng nó muốn đi theo Tiểu Bạch. Bạch Chỉ Tiên hít sâu một hơi. Được. Vậy chúng ta đi thôi. Nàng vừa dứt lời, đoàn người bắn nhanh về phía chân trời. Mục tiêu chính là Bạch Đế Thành. Bây giờ mục đích chủ yếu của đám người Tô Thanh Thi chính là đưa Dương Diệp đến Bạch Đế Thành. Mà lấy năng lực khôi phục của Dương Diệp, không cần đến mấy ngày, hắn có thể hoàn toàn khôi phục được vết thương trên người. Chỉ cần Dương Diệp thương khôi phục, như vậy tiên phủ muốn giết hắn sẽ không phải là một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, bọn họ có thể an toàn đến được Bạch Đế Thành hay không, khi tới Bạch Đế Thành có thể ngăn cản được tiên phủ hay không, các nàng không phải chưa từng nghĩ tới mấy vấn đề này, mà là bây giờ các nàng đã không có con đường nào khác có thể đi. Một điều đáng để nói là kiếm hồ kia cũng qua theo. Tuy nhiên, lúc này Tiểu Bạch đang thương tâm gần chết căn bản không có phản ứng tới nó cũng không dám tới gần Tiểu Bạch. Bây giờ nó hơi sợ Tiểu Bạch. Cái này nàng rất nóng tính. Bên cạnh Bạch Chỉ Tiên, Tô Thanh Thi quay đầu nhìn nàng. Lần này đi Bạch Đế Thành có khả năng sẽ mang cho tai ương ngập đầu cho Bạch Đế Thành, nàng đã suy nghĩ kỹ chưa? Bạch Chỉ Tiên từ từ nhắm hai mắt lại. Lẽ nào bảo ta nhìn hắn chết sao? Tô Thanh Thi khẽ thở dài và không nói nữa, mà quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp trong lòng Trang Vị Nhiên. Lần này có thể qua được không?
không quan tâm thế nào, lần này các nàng sẽ cùng nhau đối mặt. Trang Vị Nhiên nhìn Dương Diệp trong lòng, trong đầu không nhịn được hiện ra từng cảnh tượng trước đấy. Năm đó Dương Diệp cũng yếu như vậy. Đúng lúc này, Kiếm Kinh đi ở phía trước đột nhiên ngừng lại. Vẻ mặt đám người Tô Thanh Thi lập tức trầm xuống. Kiếm Kinh ngẩng đầu nhìn lên, ở trên đám mây đột nhiên xuất hiện ba người mặc áo đen. Các ngươi là người của Tiên Phủ sao? Kiếm Kinh hỏi. Người mặc áo đen dẫn đầu kia khẽ lắc đầu. Các vị, mục tiêu của chúng ta không phải là Dương Diệp, mà là ba món thần vật trên người hắn. Ba người chúng ta cũng không cầu nhiều, chỉ cầu một cây bồ đề, thu được vật ấy, ba chúng ta sẽ lập tức rời đi. Cây bồ đề. Kiếm Kinh quan sát ba người, sau đó nói. Diệt sáu tộc, chống đỡ Tiên Phủ, các ngươi biết chưa? Người mặc áo đen kia khẽ gật đầu. Biết, tuy nhiên, trước khác nay khác, bây giờ hắn đã trọng thương, không phải sao? Kiếm Kinh cười giễu cợt, lúc này, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên nhìn về phía Vương Nhị Nha cùng Tiểu Ngưu, Vương Nhị Nha gật đầu, chân nhỏ nhẹ nhàng dẫm một cái, cả người trực tiếp xông về phía ba người kia. Trong tay người mặc áo đen dẫn đầu kia đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm sắt, trong phút chốc, kiếm trong tay hắn đâm ra nhanh như điện chớp. Một kiếm này trực tiếp đâm vào trên nắm tay của Nhị Nha. Ầm, kiếm trong tay người mặc áo đen kia lập tức rạn nứt ra, bản thân hắn cũng trực tiếp bị một quyền này của Nhị Nha đánh bay ra ngoài. Nhưng người mặc áo đen này lại đột nhiên biến mất ở phía xa, thoáng cái, Vương Nhị Nha khẽ nhíu mày, sau đó xoay người liền đánh ra một quyền. Ầm, không gian trước mặt nàng trực tiếp nổ tung ra, mà ở trong không gian này truyền ra một tiếng kêu thảm thiết, Vương Nhị Nha cũng không hề dừng tay. Thân hình run lên, trực tiếp vọt vào trong không gian tối đen, chỉ trong giây lát, Vương Nhị Nha lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở trong tay nàng cầm theo một thi thể. Đó chính là thi thể của người mặc áo đen kia. Vương Nhị Nha tiện tay ném một cái, thi thể kia trực tiếp rơi vào trước mặt hai người mặc áo đen còn lại. Nàng vỗ tay một cái, sau đó lấy ra một sâu mứt quả liếm. Thật quá yếu. Cường giả trên giới chân thì nàng cùng Tiểu Ngưu không có cách nào chống lại. Giống như lão già Tiên Phủ giao đấu cùng Dương Diệp ở vùng đất Kiếm Khư trước đó. Cường giả loại cấp bậc đó, nàng cùng Tiểu Ngưu cũng có chút bất lực. Nhưng giới chân cùng dưới giới chân ở trước mặt các nàng, căn bản không đáng để nhắc tới. Đương nhiên, ngoại trừ loại yêu nghiệt như Dương Diệp này. Đúng lúc này, Kiếm Kinh đột nhiên biến sắc. Nhị Nha cẩn thận. Cách đó không xa, Vương Nhị Nha trợn tròn mắt. Bởi vì hai người mặc áo đen ở cách nàng không xa này đột nhiên đi tới trước mặt nàng. Cùng lúc đó, hai luồng áp lực mạnh mẽ trực tiếp khóa không gian quanh nàng. Giới chân cảnh. Căn bản không phải là hư chân, mà là giới chân cảnh. Vương Nhị Nha rất nhanh đã lấy lại tinh thần, tuy nhiên bởi vì sơ suất nên giờ phút này nàng chỉ có thể vội vàng tiến hành phản kích. Hai nắm đấm của Vương Nhị Nha chợt đánh về phía trước mặt mình. Ầm ầm. Theo hai tiếng nổ lớn vang lên, Vương Nhị Nha trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, cùng lúc đó, một sợi dây xích màu đen trực tiếp xuyên thủng không gian, sau đó quấn lấy cơ thể Vương Nhị Nha. Xuy xuy xuy, trên sợi dây xích màu đen có từng ánh sáng màu đen không ngừng chấn động ra, ăn mòn cơ thể của Vương Nhị Nha, nhưng thật may, cơ thể của Vương Nhị Nha tuyệt đối không bị ăn mòn, nhưng biểu tình lại cực kỳ đau khổ. Tiểu Ngưu lại muốn ra tay, tuy nhiên đã bị Bạch Chỉ Tiên ngăn cản. Bạch Chỉ Tiên nhìn chằm chằm vào hai người mặc áo đen. Các ngươi rốt cuộc là ai? Bỗng chốc phái ra hai cường giả giới chân cảnh thì không phải là người của Tiên Phủ, không thể không nói, điều này khiến cho Bạch Chỉ Tiên đặc biệt nghi ngờ. Vĩnh Hằng giới này còn có thế lực cường đại hơn so với Tiên Phủ sao? Một người mặc áo đen khẽ nói. Người nên biết đều biết, người không nên biết thì không có tư cách biết. Cho nên, người còn muốn hỏi nữa sao? Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi. Nói xong, nàng nhìn về phía Tô Thanh Thi. Tô Thanh Thi im lặng trong chớp mắt, sau đó từ từ nhắm hai mắt lại. Rất nhanh, một cái cây lớn bằng lòng bàn tay từ trong bụng của Dương Diệp chậm rãi bay ra. Chính là cây bồ đề được thu nhỏ lại. Tô Thanh Thi bấm tay bắn ra, cây bồ đề này trực tiếp rơi vào trước mặt của hai người mặc áo đen, người mặc áo đen dẫn đầu trực tiếp thu vào. Sau đó nhìn lướt qua đám người Tô Thanh Thi, trong mắt có một tia sát ý lạnh lẽo. Đã cầm được đồ còn không đi sao? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Người mặc áo đen quay đầu nhìn lại,
nơi đó đã xuất hiện một nữ tử đeo kiếm lớn. Lúc này, nữ tử đó đang lạnh lùng nhìn hắn. Kiếm u nữ. Người mặc áo đen im lặng rất lâu, sau đó nói. Được, ta cho kiếm ra ngươi một chút mặt mũi, dứt lời, hắn cùng người mặc áo đen bên cạnh trực tiếp xoay người biến mất ở phía chân trời. Sau khi hai người mặc áo đen rời đi, Bạch Chỉ Tiên qua ly đầu lại nhìn về phía Kiếm U. Bọn họ là ai? Kiếm U từ từ nhắm hai mắt lại. Giống như hắn nói, người nên biết sẽ biết, người CK không biết là do không có tư cách biết. Ta không phải khinh thường ngươi, mà bây giờ ngươi biết sẽ không có lợi cho ngươi. Vì sao không phải Lạc Búa Khai Thiên cùng Hồng Mông Tháp? Bạch Chỉ Tiên đột nhiên hỏi. Theo nàng thấy, Búa Khai Thiên cùng Hồng Mông Tháp chắc hẳn còn hơn cây Bồ Đề, nhưng đối phương lại chỉ cần cây Bồ Đề, điều này rất kỳ quái. Kiếm U liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên, sau đó nói. Không phải là không muốn, mà sợ rằng hai cái bảo vật này đã bị người khác đặt trước rồi. Nghe vậy, đồng tử của Bạch Chỉ Tiên đột nhiên co lại. Bị người khác đặt trước. Nói cách khác, chuyện này còn chưa kết thúc, mà chỉ vừa mới bắt đầu. Kiếm U nhìn lướt qua xung quanh và im lặng rất lâu, ánh mắt cuối cùng rơi vào Tiểu Bạch, qua rất lâu, nàng nói. Ta đưa các ngươi một đoạn đường. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn Kiếm U, sau đó hơi thi lễ. Cảm ơn. Trải qua chuyện vừa rồi, nàng biết rất rõ ràng, nếu như không có Kiếm U hộ tống. Đoàn người các nàng tuyệt đối không đến được Bạch Đế Thành. Bây giờ người đời đều biết Dương Diệp bị thương nặng hôn mê, lúc này, không có bất kỳ người nào e ngại hắn, cũng không có bất kỳ thế lực nào sẽ kiêng kỵ hắn, bởi vì tất cả mọi người biết rất rõ ràng, Tiên Phủ tuyệt đối sẽ không buông tha cho Dương Diệp, nhất định sẽ tập trung tất cả lực lượng tiêu diệt Dương Diệp. Mà úp này, ai cũng muốn đến chia một chén súp. Dù sao trên người của Dương Diệp còn nắm giữ vài món chí bảo. Kiếm U nhìn lướt qua xung quanh, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân Tiểu Bạch. Ngươi vào trong tháp đi. Nàng sợ nhất là có người nhận ra Tiểu Bạch, nếu có người nhận ra Tiểu Bạch, có thể nói, lấy thực lực của Dương Diệp bây giờ thì tuyệt đối phải chết, hơn nữa còn chết lặng lẽ không một tiếng động. Không chỉ Dương Diệp, sợ rằng ngoại trừ Tiểu Bạch, tất cả mọi người có liên quan tới nàng đều phải chết. Linh Tổ. Một vị linh tổ đủ để cho tất cả thế lực cường đại cùng những lão quái vật của vĩnh hằng giới kia phải phát điên. Không chỉ có vậy, sợ rằng vĩnh hằng vũ trụ bên kia cũng phải chấn động. Nếu như là một vị linh tổ đã trưởng thành, tất nhiên không có bất kỳ người nào dám đánh chủ ý vào nàng. Hơn nữa, chỉ cần nàng nói một câu cũng đủ để hủy diệt 10 loại thế lực như tiên phủ. Vấn đề là nàng còn chưa thật sự trưởng thành lên, đây là một linh chủ vẫn chưa biến thành linh tổ. Cũng chính vì vậy mới có người dám có ý đồ với nàng, thậm chí bất chấp tất cả mọi giá để khống chế nàng. Có thể nói, nếu như Tiểu Bạch bị lộ ra sẽ tuyệt đối gây ra gió tanh mưa máu ở vĩnh hằng giới. Cách đó không xa, Tiểu Bạch lau nước mắt và nhìn Kiếm U, móng vuốt nhỏ giơ lên như muốn hỏi vì sao. Vẻ mặt Kiếm U có chút không được tự nhiên, con vật nhỏ khổ sở trước mắt này sẽ thật sự trở thành linh tổ sao? Lúc này, Tô Thanh thì đi tới trước mặt Tiểu Bạch. Sau đó nói. Ngươi nghe lời của tỷ tỷ, đi vào trước được không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó chỉ vào Dương Diệp, biểu thị muốn ở cùng Dương Diệp. Tô Thanh thì khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch và có chút bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể gọi Tử Nhi ra. Sau khi Tử Nhi xuất hiện liền trực tiếp ôm Tiểu Bạch trở về bên trong Hồng Mông Tháp. Mặc dù Tiểu Bạch có chút không tình nguyện, nhưng nhìn thấy Tử Nhi, nàng vẫn sợ hãi. Nàng sợ nhất chỉ có hai người. Một là Dương Diệp, còn có Tử Nhi trước đây dẫn theo nàng. Trước đây nàng vừa theo Dương Diệp đã không ít lần bị Tử Nhi trị. Sau khi đối phó với Tiểu Bạch, đoàn người bắt đầu chạy về phía Bạch Đế Thành. Đi ở phía trước vẫn là Kiếm U. Mà ở sau lưng mọi người không xa chính là Kiếm Hồ. Khi nó nhìn thấy Tiểu Bạch bước vào Hồng Mông Tháp, nó cũng đi vào theo, nhưng không bao lâu liền trực tiếp bị bắn ra ngoài. Hồng Mông Tháp từ chối không cho nó bước vào. Hồng Mông Tháp và Tiểu Bạch có quan hệ tốt, nó tự nhiên đứng ở bên phía Tiểu Bạch. Kiếm Kinh liếc nhìn Kiếm Hồ và do dự một lúc, sau đó đi tới trước mặt Kiếm Hồ, khẽ nói vài câu. Qua một hồi lâu, Kiếm Hồ chấn động mạnh, trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang xuất hiện ở bên thắt lưng của Dương Diệp. Theo Dương Diệp chính là theo chân Tiểu Bạch. Đây là lời Kiếm Kinh nói. Sau nửa canh giờ, Bạch Chỉ Thiên nhìn về phía xa. Ở cuối tầm mắt đã mơ hồ xuất hiện đường nét của một thành cổ. Nhìn thấy vậy,
Trong lòng Bạch Chỉ Tiên thầm buông lỏng. Chúng ta đến. Lúc này, Kiếm U đột nhiên dừng bước, mọi người nhìn về phía Kiếm U. Phía xa, Kiếm U từ từ nhắm hai mắt lại. Ta chỉ đưa đến Bạch Đế Thành thôi, vẫn mong các vị cho kiếm gia ta chút mặt mũi. Lúc này, một lão nhân áo bào trắng xuất hiện ở cách Kiếm U không xa, ho nhẹ và nói. Lão hủ muốn Hồng Mông Tháp này. Nếu để lại vật ấy, lão hủ cho kiếm gia một chút mặt mũi, người thấy thế nào? Để lại Hồng Mông Tháp. Nghe được lời lão già này nói, vẻ mặt đám người Bạch Chỉ Tiên lập tức trầm xuống. Dương Diệp bây giờ cần nhất chính là Hồng Mông Tháp, nếu như không có Hồng Mông Tháp, thương thế của hắn sợ rằng không biết phải mất bao lâu mới có khả năng khôi phục. Bọn họ tuyệt đối không thể giao ra Hồng Mông Tháp. Bạch Chỉ Tiên quay đầu nhìn về phía Kiếm U. Kiếm U liếc nhìn lão già kia, sau đó nói. Ngươi xác định chứ? Lão già mỉm cười. Nhà đầu, nếu như không phải nể mặt kiếm gia của ngươi, lần này, lão phu sẽ không chỉ lấy đi Hồng Mông Tháp đâu. Ngươi phải biết rằng chúng ta làm việc chưa bao giờ để lại hậu hoạn. Tuy nhiên, nếu kiếm gia ra mặt thì chúng ta vẫn phải nể mặt một chút. Chỉ cần để lại Hồng Mông Tháp, các ngươi đều có thể rời đi. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của lão phu, đúng lúc này, Kiếm U đột nhiên chậm rãi đi về phía lão già kia. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lão già kia nhíu mày. Đột nhiên, ong, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang gồ lên. Ngay sau đó, một đường kiếm quang chợt lóe lên, thoáng cái, một thanh kiếm lớn bổ mạnh xuống đầu lão già kia. Kiếm U ra tay, một kiếm hạ xuống, răng rắc, lấy Kiếm U cùng lão già làm trung tâm, bên trong không gian mấy trăm trượng lập tức nổ tung, rất nhiều kiếm quang nhanh chóng hiện ra. Kiếm quang đầy trời. Nhìn thấy Kiếm U ra tay, cả ánh mắt lão già kia lập tức lạnh đi, tay phải hắn hơi cong xuống, trong phút chốc, cả cánh tay hắn trực tiếp bao trùm bởi một lớp vảy dày màu đen, trong phút chốc, tay phải hắn giơ lên ngăn cản. Kiếm hạ xuống. Keng. Một tiếng nổ lớn chói tai đột nhiên vang lên, lão già kia lập tức bị chấn động liên tục lùi lại mười mấy trượng, hắn còn chưa dừng lại, Kiếm U liền một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngay sau đó lại là một kiếm bổ mạnh đến. Dốc hết sức lực. Một kiếm này hạ xuống, lực lượng ẩn chứa trong đó mạnh mẽ hơn trước ít nhất gấp đôi. Phía dưới kiếm, hai mắt của lão già khẽ híp một cái, trong phút chốc, tay phải hắn trực tiếp quét ngang, một lực lượng cường đại như núi lửa bạo phát chấn động ra. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn rung trời vang lên, tất cả không gian lập tức nổ tung ra, cùng lúc đó, hai người trực tiếp bay ngược ra, nhưng chẳng bao lâu, Kiếm U ngừng lại. Trong phút chốc, nàng lại xuất hiện ở trước mặt lão già này. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt lão già thay đổi. Hai tay Kiếm U nắm kiếm lớn liền bổ mạnh về phía dưới, một mảnh kiếm quang từ trong thanh kiếm lớn chấn động ra khiến không gian trực tiếp hóa thành hư vô. Trong mắt lão già hiện lên vẻ u ám, trong tay phải hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường côn màu đen, trong phút chốc, trường côn trực tiếp đảo qua. Suy! Phía chân trời, bóng côn che phủ khắp bầu trời. Ầm, kiếm và côn va chạm vào nhau, tất cả không gian phía chân trời chấn động mạnh, trực tiếp hóa thành một mảnh hố đen không gian, mà vào lúc này, Kiếm U đột nhiên thả lỏng hai tay ra, trong phút chốc, từng kiếm quang giống như cuồng phong mưa rào nhấn chìm lão già kia. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Ở đó, cho dù là Bạch Chỉ Tiên cũng không có cách nào nhìn thấy rõ bóng dáng Kiếm U, về phần tốc độ kiếm thì hoàn toàn không nhìn thấy được. Loại tốc độ này đã thật sự vượt qua ý thức của nàng. Trong mảnh không gian kia phía xa không thấy bóng người mà chỉ thấy kiếm quang. Cứ rằng coi như vậy khoảng chừng gần trăm hơi thở, theo một tiếng nổ lớn vang lên, một bóng người từ trong kiếm quang bay ngược ra gần nghìn trượng. Người này chính là tên lão già áo bào trắng kia. Mà giờ phút này, ở trên người hắn đầy vết kiếm. Vẻ mặt hắn cực kỳ khó coi, ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi đó có một nữ tử đang đứng. Chính là Kiếm U. Kiếm này quá nhanh, cho dù là hắn cũng chịu không nổi. Phía xa, Kiếm U liếc nhìn lão nhân áo bào trắng, sau đó nói. Tuy kiếm gia ta đã xuống dốc, nhưng không phải kẻ nào cũng có thể bắt nạt được. Hôm nay, nếu ngươi dám ngăn cản chúng ta, Kiếm U ta lấy vùng đất kiếm khư gia thể nhất định tiêu diệt ngươi. Nàng vừa nói dứt lời liền thu kiếm lại. Kiếm U quay đầu nhìn về phía đám người Bạch Chỉ Tiên, sau đó nói. Chúng ta đi thôi. Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu, sau đó dẫn theo đám người Tô Thanh Thi chạy về phía Bạch Đế Thành. Kiếm U nữ.
Đúng lúc này, lão già kia đột nhiên trầm giọng nói. Ngươi tưởng ngươi có thể bảo vệ được người này sao? Kiếm U xoay người liếc nhìn lão già, sau đó nói. Bây giờ hắn bị thương nặng hôn mê, nhưng nếu như hắn không chết thì có chống đỡ nổi một kiếp này không? Lão già nhìn chằm chằm Kiếm U. Hắn không có khả năng sống sót, tiên phủ sẽ không để cho hắn sống, những người khác cũng sẽ không cho hắn sống. Kiếm U nữ, nếu như ngươi liều chết bảo vệ nàng, ngươi biết sẽ có hậu quả gì không? Kiếm U từ từ nhắm hai mắt lại. Ta biết hậu quả là gì, các ngươi lại vĩnh viễn sẽ không biết nếu như hắn chết, các ngươi sẽ có hậu quả gì đâu. Nói xong, Kiếm U xoay người biến mất ở cuối chân trời. Sắc mặt lão già thâm trầm đáng sợ. Hắn cũng không sợ Kiếm U nữ, nhưng hắn không muốn chịu thiệt hại nặng nề, sau đó lợi cho kẻ ở trong bóng tối. Lần này lại không chỉ có mình hắn đánh chủ ý vào Dương Diệp. Lần này có rất nhiều người muốn chia một chén súp. Lão già im lặng rất lâu, sau đó thân hình run lên và lập tức biến mất. Buông tha sao? Hắn tất nhiên sẽ không bỏ rơi. Được Kiếm U hộ tống, đoàn người Bạch Chỉ Thiên cuối cùng đi tới Bạch Đế Thành. Ở trên tường thành Bạch Đế Thành có một lão già đang đứng. Người này chính là phụ thân của Bạch Chỉ Tiên. Khi thấy đoàn người Bạch Chỉ Tiên, lão già khẽ thở dài, không biết đang suy nghĩ gì. Bạch Chỉ Tiên đi tới trước mặt lão già. Phụ thân. Lão già liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên. Con thật sự đã quyết định rồi sao? Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu. Quyết định. Lão già khẽ thở dài. Nhà đầu. Đây là ngươi dùng Bạch Đế Thành ra để đặt cược đấy. Bạch Chỉ Tiên nhìn thẳng vào lão già. Phụ thân, cho dù không có hắn, tiên phủ cũng sẽ không bỏ qua cho Bạch Đế Thành ta, không phải sao? Lão già khẽ nói. Nhưng ít nhất còn có khả năng hòa hoãn. Bạch Chỉ Tiên lắc đầu. Bất kể thế nào, phụ thân, ta đã không có đường lui nữa rồi. Nói xong, nàng quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Ta không thể vứt bỏ hắn vào lúc này, ta làm không được, lão già nhìn Bạch Chỉ Tiên rất lâu, sau đó khẽ thở dài. Đưa hắn vào trong đi, chuyện còn lại, ta sẽ tới xử lý. Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía đám người Tô Thanh Thi. Chúng ta đi. Tô Thanh Thi thi lễ với lão già. Cảm ơn. Nói xong, nàng dẫn theo Trang Vị Nhiên cùng đám người Nhị Nha đi theo Bạch Chỉ Tiên. Nhưng đi được mấy bước, nàng đã ngừng lại. Sau đó xoay người nhìn về phía Kiếm U. Kiếm U cô nương, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, nếu như chúng ta không chết, sau này vùng đất kiếm khư có gì cần, ta với phu quân nhất định sẽ không từ chối. Kiếm U liếc nhìn Tô Thanh Thi, sau đó khẽ nói. Bảo trọng, Tô Thanh Thi khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Lão già nhìn về phía Kiếm U. Không ngờ hắn lại có thể làm cho Kiếm U cô nương rời khỏi vùng đất kiếm khư. Kiếm U khẽ nói. Lão thành chủ, chuyện này đối với Bạch Đế Thành ngươi là họa, nhưng cũng là phúc. Sao cô nương lại nói như thế? Lão già nói. Kiếm U khẽ lắc đầu. Bảo trọng. Nói xong, nàng trực tiếp xoay người biến mất ở phía chân trời. Cuối chân trời, một đường kiếm quang chợt lóe lên. Nhìn kiếm quang kia biến mất, vị lão thành chủ Bạch Đế Thành trước mắt này từ từ nhắm hai mắt lại. Mưa gió sắp tới. Cuối chân trời, Kiếm U đột nhiên ngừng lại, ở phía trước nàng chính là Kiếm Kinh. Kiếm Kinh trầm giọng nói. Tuy không muốn ép buộc, nhưng Kiếm U, không có người giúp đỡ, lần này, hắn rất khó qua đi dây. Có ta cũng vậy thôi. Kiếm U nhìn thẳng vào Kiếm Kinh. Kiếm Kinh, ta đã dùng hết mặt mũi của Kiếm gia rồi. Kiếm U ta còn có chức trách của mình, có sứ mạng của mình. Nếu không phải vì ngươi, vì Tiểu Bạch. Ta kiên quyết sẽ không ra khỏi vùng đất kiếm khư, lại không bị cuốn vào những phân tranh này. Về phần hắn có thể chống đỡ nổi cửa ải này hay không, tất cả đều phải xem tạo hóa của bản thân hắn. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất ở cuối chân trời. Kiếm Kinh lắc đầu. Giống như Kiếm U nói, đối phương đã làm quá nhiều rồi. Kiếm Kinh quay đầu lại nhìn về phía cuối chân trời và có chút mờ mịt, cửa ải này sẽ phải qua thế nào đây? Bạch Đế Thành. Bên trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nằm ở bên trong phòng tu luyện, Hồng Mông tử khí không ngừng chữa trị cơ thể hắn. Theo Hồng Mông tử khí không ngừng chữa trị, cơ thể hắn đã tốt hơn trước rất nhiên. Nhưng cho dù có vậy cũng cần ít nhất chừng 10 ngày. Bởi vì lần này hắn bị thương quá nặng,
có thể nói là đã hoàn toàn bị hỏng rồi. Đương nhiên, ở bên trong Hồng Mông Tháp một ngày là đủ rồi. Nhưng có thể chống đỡ nổi ngày này hay không thì còn chưa biết. Hơn nữa, cho dù vết thương của Dương Diệp khôi phục, nhưng thật sự có thể ngăn cản được nguy cơ bên ngoài sao? Dù sao, hắn không có cứu viện nào khác. Bên trong phòng tu luyện, tất cả các nàng đều ở đây, không khí có chút nặng nề. Bạch Chỉ Tiên nhìn Dương Diệp trên giường rất lâu, sau đó đột nhiên nàng đứng dậy. Để ta ở lại một mình với hắn một lát được không? Các nàng nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên, yêu cầu này có chút quá đáng. Nhờ các ngươi. Bạch Chỉ Tiên khẽ nói. Tô Thanh Thi liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên, sau đó nhìn về phía các nàng. Chúng ta ra ngoài đi. Tần Tịch Nguyệt là một người tính tình nóng nảy lại muốn nói gì đó, nhưng Tô Thanh Thi lắc đầu, nàng bĩu môi đành nuốt lời muốn nói xuống. Rất nhanh, các nàng lục tục ra ngoài, nhưng có một vật nhỏ vẫn nằm sấp ở trên ngực của Dương Diệp. Chính là Tiểu Bạch. Bạch Chỉ Tiên nhìn về phía Tử Nhi bên cạnh, cũng chỉ có Tử Nhi mới có thể khống chế được cô nhóc này. Nếu không, ở bên trong Hồng Mông Tháp này, nàng có gây ra gió bão cũng là chuyện rất đáng sợ. Tử Nhi liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên, sau đó đi tới trước mặt Dương Diệp và vỗ nhẹ vào Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nằm sấp ở trên ngực Dương Diệp, đầu vùi vào trong lòng Dương Diệp, mông lắc lắc với Tử Nhi, biểu thị không nên quấy rầy nàng. Tử Nhi trừng mắt với Tiểu Bạch, sau đó vỗ nhẹ vào cái mông nhỏ, Tiểu Bạch giật mình, tức giận, nhưng khi nàng xoay người thấy Tử Nhi, gương mặt phẫn nộ lập tức biến thành oan ức, nàng tỏ vẻ đáng thương nhìn Tử Nhi. Tử Nhi mềm lòng và khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó ôm Tiểu Bạch rời khỏi phòng tu luyện. Lúc này, bên trong phòng tu luyện chỉ còn lại có Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên. Bạch Chỉ Tiên ngồi ở bên giường của Dương Diệp, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Dương Diệp, ánh mắt có chút đờ đẫn. Qua rất lâu, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên nhẹ nhàng cởi váy. Mà lúc này, bên ngoài Bạch Đế Thành, một uy áp vô hình đột nhiên bao phủ lấy toàn bộ Bạch Đế Thành. Bên trong thành, tất cả mọi người ngẩng đầu kinh hãi nhìn trên không trung. Giao ra Dương Diệp, nếu dám nói nửa chữ không thì người trong thành đều sẽ chết. Một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên trên không trung của cả Bạch Đế Thành. Trước một gian đại điện trong thành, lão thành chủ Bạch Đế Thành đi tới trước một bức tượng và chậm rãi quỳ xuống. Tử tôn bất hiếu, đành phải làm phiền tổ tiên. Răng rắc. Bức tượng này đột nhiên nứt ra. Bức tượng tách ra, một bóng người mờ ảo xuất hiện ở đó. Đây là một nam tử trung niên mặc áo bào gấm sa hoa, thân hình cao lớn, trên gương mặt lộ vẻ uy nghiêm. Người này chính là Bạch Đế năm đó đã sáng lập ra Bạch Đế Thành. Qua rất lâu, Bạch Đế chậm rãi mở mắt ra và nhìn về phía chân trời, ánh mắt dường như xuyên qua cả vĩnh hằng giới. Lão Tổ. Bên dưới, lão thành chủ Bạch Đế Thành lại bái lạy. Bạch Đế thu hồi ánh mắt, sau đó nói. Sao Bạch Đế Thành ta lưu lạc đến mức này? Lão thành chủ do dự một lúc, sau đó nói. Năm đó trong tộc từng xuất hiện hai vị tổ tiên đều là tài năng tuyệt vời khiến người ta phải kinh ngạc, nhưng hai vị tổ tiên có quan niệm khác nhau và bắt đầu nội loạn. Dần dần, lão thành chủ nói ra chuyện năm đó. Nội loạn. Bạch Đế từ từ nhắm hai mắt lại. Ngu xuẩn. Lão thành chủ không dám trả lời. Hai vị kia đều là tổ tiên của hắn không có tư cách đánh giá. Lúc này, Bạch Đế ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Bốn vị giới chân, một vị giới chủ, không đúng, trong cơ thể không hoàn toàn hình thành thế giới, chỉ có thể tính nửa bước giới chủ. Có chút thú vị. Theo Bạch Đế vừa dứt lời, một lão già mặc áo bào trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nơi ngực trái của lão già áo bào trắng có một chữ tiên nho nhỏ. Lão già liếc nhìn Bạch Đế, sau đó nói. Bạch Đế tiền bối, lần tiên phủ ta không phải nhằm vào Bạch Đế Thành, mà là Dương Diệp, nếu như Bạch Đế Thành bằng lòng giao ra người này, chúng ta lập tức rời đi. Tuy hắn là nửa bước giới chủ cảnh, nhưng so với vị Bạch Đế trước mắt này đã từng oai phong một cõi thì căn bản không đáng để nhắc tới. Dương Diệp, Bạch Đế quay đầu lại nhìn về phía lão thành chủ Bạch Đế Thành. Lão thành chủ do dự một lúc, sau đó nói. Phu quân của tiểu nữ, người của Bạch Đế Thành. Bạch Đế ngẩng đầu nhìn về phía lão già kia. Mặc dù Bạch Đế Thành đã xuống dốc, nhưng không phải người nào cũng có thể khi dễ được. Vừa dứt lời, hắn bước về phía trước một bước, trời đất lập tức chấn động mạnh, ngay sau đó, một uy áp vô hình trực tiếp nghiền ép về phía lão già kia.
Suy 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 suy. Không gian xung quanh lão già đột nhiên bốc cháy. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể của lão già lập tức trở nên mờ ảo. Lão già hoảng hốt. Thiêu đốt bản nguyên. Vừa dứt lời, một vảy màu vàng đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Nhưng trong phút chốc, mảnh vảy kia trực tiếp cháy lên, tản ra một ánh sáng màu vàng chói lòa bao phủ lão già. Cùng lúc đó, lão già xoay người trực tiếp biến mất cuối chân trời. Cách đó không xa, Bạch Đế liếc nhìn vảy màu vàng thiêu đốt này, tuy bị thiêu đốt, nhưng mảnh vảy màu vàng kim này lại không hề bị sao cả. Bạch Đế khẽ nói, Thái Cổ Chân Long, ngươi thật sự may mắn mới có thể nhận được mảnh vảy này đấy. Nói xong, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Lúc này, một ít cường giả trong bóng tối đều biến mất. Bạch Đế từ từ nhắm hai mắt lại. Ra đi. Ở cuối chân trời xa xôi, một khí tức cường đại đột nhiên tản ra, ngay sau đó có một gương mặt mờ ảo của nam tử trung niên xuất hiện. Gương mặt đó nhìn Bạch Đế phía dưới, cười nói. Không ngờ được chút chuyện nhỏ như vậy lại tự nhiên kinh động tới Bạch Đế huynh. Ta hơi tò mò. Bạch Đế khẽ nói. Con rể của Bạch Đế thành ta rốt cuộc phạm vào chuyện gì mà làm cho Thiên Vô Thần đã từng đứng thứ hai trên thần vũ bảng cũng phải ra mặt như vậy. Thiên Vô Thần. Nghe thấy Bạch Đế nói vậy, vẻ mặt lão thành chủ Bạch Đế thành bên dưới lập tức thay đổi. Năm đó, không có người nào ở Vĩnh Hằng giới không biết tới cái tên này. Vào mấy trăm năm trước, Thiên Vô Thần này đã đạt đến giới chủ cảnh, bây giờ sợ rằng càng cao hơn. Phía chân trời, Thiên Vô Thần cười nói. Bạch Đế huynh, con rể này của ngươi không bình thường đâu. Hắn lấy sức một mình diệt tất cả cường giả trên đạo chân của sáu tộc. Còn một kiếm chém giết một vị giới chân của tiên phủ ta. Phần thiên phú này của hắn, cho dù là chúng ta sợ rằng cũng thua thôi. Phải biết rằng giờ phút này hắn mới là tổ cảnh thôi đấy. Tổ cảnh chém giết giới chân. Bạch Đế nhíu mày, hắn cúi đầu nhìn lão thành chủ Bạch Đế thành phía dưới. Lão thành chủ khẽ gật đầu. Thấy thế, trong mắt Bạch Đế có chút hứng thú. Hắn đang ở đâu, ta muốn gặp thử. Lão thành chủ trầm giọng nói. Một vị cường giả nửa bước giới chủ cảnh đã làm hắn bị thương nặng, bây giờ hắn đang chữa thương. Nói đến đây, hắn thoáng dừng lại một chút, sau đó lại nói. Vị cường giả nửa bước giới chủ cảnh kia cũng bị thương nặng, thua nên bỏ trốn. Lúc này, Dương Diệp càng ưu tú thì cơ hội sống sót lại càng lớn. Bởi vì, nếu như Dương Diệp là một phế vật, đừng nói Bạch Đế, cho dù là hắn cũng sẽ không ra tay giúp đỡ. Cứu một phế vật mà liên lụy đến tất cả Bạch Đế thành sao? Chỉ sợ là đầu bị rút gân. Cách đó không xa, Bạch Đế khẽ gật đầu. Xem ra là một nhân vật lớn. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Vô Thần. Chắc hắn làm cho tiên phủ ngươi phải có chút kiêng kỵ, đúng không? Có thể nói như vậy. Thiên Vô Thần cười nói, loại thiên tài này, chúng ta không thể không kiêng kỵ được. Được rồi, ta cũng không dài dòng nữa. Bản thể của ngươi và ta đều không ở giới này, xem ra không thể đánh một trận rồi. Như vậy đi, Bạch Đế thành giao Dương Diệp ra, người của tiên phủ ta sẽ lập tức rời đi, không bước vào Bạch Đế thành, được không? Giao ra Dương Diệp thì Bạch Đế thành sống. Đây là ý của Thiên Vô Thần. Lúc này, Thiên Vô Thần lại nói. Đương nhiên, nếu như bản thể của Bạch Đế huynh xuất hiện ở đây, tiên phủ ta tự nhiên sẽ rời đi. Đáng tiếc là bản thể của Bạch Đế huynh chắc là không sẽ xuất hiện ở đây vào lúc này được, đúng không? Bên dưới, Bạch Đế từ từ nhắm hai mắt lại. Cách đó không xa, sắc mặt lão thành chủ Bạch Đế thành trầm xuống. Bạch Đế rõ ràng đang suy nghĩ. Bảo vệ Dương Diệp sao? Nếu như bảo vệ được một cái thiên tài như vậy, dĩ nhiên là phải bảo vệ, nhưng vấn đề là bảo vệ được không? Ở chỗ này, hắn chỉ là một tia thần hồn. Vừa rồi đẩy lùi lão già kia có thể nói là cực hạn rồi. Có thể nói, nếu như không có sự chuẩn bị thì Bạch Đế Thành sẽ phải chôn cùng Dương Diệp. Biết rõ không bảo vệ nổi mà còn muốn bảo vệ, vậy có vẻ quá ngu xuẩn rồi. Qua rất lâu sau, Bạch Đế chậm rãi mở mắt, hắn đang muốn nói. Đúng lúc này, một nam tử mặc trường bào xanh đột nhiên từ trong đại điện phía dưới chậm rãi đi ra. Nam tử này đi có hơi chậm, giống như lão già gần đất xa trời. Ở trong tay phải của hắn cầm theo một thanh đao đỏ như máu. Trường đao kéo lê trên mặt đất. Mà ở bên thắt lưng của nam tử này có treo một cái hồ lô. Giờ phút này, ánh mắt tất cả mọi người ở đó đều tập trung vào nam tử áo xanh này.
Người nam tử này không phải là ai khác, chính là Dương Diệp. Trong đại điện phía sau có một nữ tử nhìn chằm chằm không hề chớp mắt vào bóng lưng của Dương Diệp. Nữ tử này chính là Bạch Chỉ Tiên. Lão thành chủ liếc nhìn Dương Diệp và không nói gì. Điều hắn có thể làm thì đều đã làm rồi. Bạch đế liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi chính là Dương Diệp sao? Dương Diệp dừng bước lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Bạch đế. Chuyện lúc trước, đa tạ tiền bối. Nhưng chuyện kế tiếp vẫn để cho vãn bối tự mình xử lý. Tự mình xử lý. Bạch đế khẽ nở nụ cười. Thiếu niên, ngươi tính xử lý như thế nào? Ngươi có biết bên ngoài có ít nhất 3 vị cường giả giới chân cảnh, còn có một vị nửa bước giới chủ cảnh. Ngoài ra, còn có một vài khí tức không rõ ràng đang âm thầm nhìn trộm, ta nghĩ mục tiêu của những người này cũng là ngươi. Ta rất tò mò, ngươi tính xử lý như thế nào? Dương Diệp tuét miệng cười. Tiền bối kia cảm thấy nên làm gì bây giờ? Bạch đế lắc đầu. Khó xử lý lắm, với tình cảnh của ngươi bây giờ rất khó giải quyết. Nếu như bản thể của ta có thể tới đây thì còn có hy vọng. Nhưng đáng tiếc, bản thể của ta cách nơi này quá xa. Dương Diệp cười nói. Bất kể thế nào, chuyện lúc trước vẫn đa tạ tiền bối. Mà bây giờ, đây là chuyện của bản thân ta, cứ để cho ta tự mình xử lý đi. Nói xong, hắn chậm rãi đi về phía ngoài thành. Dương Diệp. Lúc này, một giọng nói đột nhiên từ phía sau truyền đến. Người kêu lên chính là Bạch Chỉ Tiên. Dương Diệp dừng lại nhưng không xoay người. Chỉ Tiên, nàng đã làm đủ nhiều rồi. Chuyện kế tiếp cứ để cho ta tự mình tới giải quyết đi. Nàng phải hiểu được, bảo vệ Bạch Đế Thành cũng là trách nhiệm của nàng. Nàng không thể bởi vì một người mà làm cho nó rơi vào trong tuyệt cảnh được. Nói xong, Dương Diệp đi về phía cửa thành. Bạch Đế từ từ nhắm hai mắt lại. Không ngăn cản. Bình tĩnh mà xem xét, hắn vẫn còn có chút thưởng thức về cách làm của Dương Diệp. Trong loại thời điểm này mà có gan đứng ra gánh vác như vậy, vẫn có thể xem là một đại trượng phu. Nếu như bản thể hắn ở đây, dù thế nào cũng muốn bảo vệ một chút. Nhưng vấn đề là bản thể của hắn không ở đây. Bây giờ hắn ra tay không chỉ không có bất kỳ tác dụng nào, trái lại còn có thể liên lụy tới Bạch Đế Thành, làm cho tiên phủ danh chính ngôn thuận tiêu diệt Bạch Đế Thành. Đối phương kiêng kỵ hắn, nhưng đối phương cũng không sợ hắn. Nếu quả thật đi tới tình trạng đó, tiên phủ tuyệt đối dám giết chết tất cả người trong Bạch Đế Thành. Ngay từ lúc đầu, hắn cho rằng chỉ là tranh cãi nhỏ, nhưng cùng thiên vô thần cũng xuất hiện, hắn biết chuyện không đơn giản như vậy. Không phải là không cứu, mà là không cứu được. Cứ như vậy, ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, Dương Diệp đi ra khỏi Bạch Đế Thành. Giây phút khi Dương Diệp đi ra khỏi Bạch Đế Thành đó, rất nhiều thần thức lập tức khóa chặt lấy trên người của Dương Diệp. Trong không trung, thiên vô thần liếc nhìn Dương Diệp sau đó nói. Quả nhiên là thiếu niên thiên tài. Như vậy đi, nếu ngươi bằng lòng thuần phục tiên phủ ta, đồng thời giao ra búa khai thiên hồng hoang, ta có thể làm chủ xóa bỏ tất cả mọi chuyện đã xảy ra, ngươi thấy thế nào? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía thiên vô thần, sau đó cười nói. Ta thấy thế nào à? Làm người thì chắc hẳn phải ưỡn thẳng sống lưng. Nói đến đây, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Dương Diệp ta thà rằng chết đứng, cũng sẽ không sống quỳ. Dứt lời, Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra, đao máu trong tay hắn nhắm thẳng vào thiên vô thần phía chân trời kia. Tiên phủ ngươi muốn chiến, vậy thì tới chiến đi. Muốn chiến lại tới chiến. Tiếng nói giống như sấm sét vang dội, chấn động tới tận trời cao. Trong đám mây, thiên vô thần nheo mắt lại. Bọn họ nói không sai, người phải chết mới được. Vô thần huynh. Đúng lúc này, Bạch Đế đột nhiên nói. Đã lâu không gặp, chúng ta nên từ từ tâm sự thôi. Vừa dứt lời, hắn vung tay phải lên, ầm. Tất cả tầng mây trực tiếp hóa thành hư vô. Bạch Đế cùng thiên vô thần đã biến mất. Rõ ràng, Bạch Đế cuối cùng vẫn lựa chọn ra tay. Nếu như hắn không ra tay, thiên vô thần vừa ra tay, Dương Diệp kiên quyết sẽ không có bất kỳ cơ hội nào, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Thiên vô thần không ra tay, Dương Diệp lại có một cơ hội. Bên dưới, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, ở quanh người hắn tản ra sóng ánh sáng đỏ. Mà ở trên thập phương vô địch trong tay phải hắn có một giọt máu không ngừng trượt theo lưỡi đao. Giết chóc. Thật ra, sát ý của Dương Diệp thích hợp với đao hơn, chứ không phải là kiếm. Dù sao, thanh đao này trong tay hắn lại là lưỡi đao giết chóc.
Lúc này, một uy áp khủng khiếp đột nhiên từ phía chân trời ép xuống giống như là trời sập, cho người ta một cảm giác không thở nổi. Lấy thế đè người. Bên dưới, Dương Diệp đột nhiên chợt giẫm mạnh chân phải một cái. Ầm. Không gian dưới chân của Dương Diệp lập tức đổ nát, bản thân hắn lại trực tiếp hóa thành một ánh đao màu đỏ tươi phóng lên cao, trong đám mây, một đao khí màu đỏ tươi đột nhiên trực tiếp hạ xuống. Nhất đao cách thế. Đao khí dài đủ nghìn trượng, từ phía chân trời bổ mạnh xuống và xé rách tất cả. Ầm. Trong không gian nào đó, một ánh sáng màu vàng chói mắt đột nhiên vọt ra, rất nhanh đã phóng lên cao và đón lấy đường đao khí kia của Dương Diệp. Ầm. Hai lực lượng cường đại vừa mới tiếp xúc liền nổ tung ra, hai luồng lực lượng phát sinh uy lực mạnh mẽ chấn động trời đất. Ở phía chân trời kia, một lão già cùng Dương Diệp đứng đối diện. Lão già này chính là cường giả nửa bước giới chủ cảnh của tiên phủ lúc trước. Sau khi biết thực lực của Dương Diệp, tiên phủ tất nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức phái loại cường giả giới chân cảnh này tới. Có thể nói, ngoại trừ loại cường giả nửa bước giới chủ cảnh, cho dù là cường giả giới chân cảnh tới đều chỉ là chịu chết. Nhưng lúc này vẻ mặt lão già này lại nghiêm trọng, bởi vì hắn phát hiện, thực lực của vị trẻ tuổi trước mắt này còn mạnh hơn hắn tưởng. Đúng lúc này, đồng tử của lão già đột nhiên co lại, ở trước mặt hắn chợt lóe lên một đường ánh sáng máu. Chính là Dương Diệp. Cơ thể của lão già hơi cúi xuống, trong phút chốc, hai tay hắn chợt lật. Ầm. Trong nháy mắt, không gian ở trước mặt hắn trực tiếp bị hất lên. Cùng lúc đó, ánh đao đỏ như máu kia đã đi tới trước mặt hắn cũng trực tiếp bị hất ngược ra ngoài, trong phút chốc tay phải của lão già chợt xoay tròn. Ầm. Một quyền đánh ra, một quyền ấn năng lượng chấn động ra, nó qua nơi nào thì không gian trực tiếp đổ nát chôn vùi từng tấc. Cùng lúc đó, trong quyền ấn phát ra lực lượng cường đại trực tiếp làm cho phía chân trời sôi trào kịch liệt. Ầm. Phía xa, theo một tiếng nổ lớn vang lên, một bóng người trực tiếp bị chấn động bay ngược ra. Bóng đen này chính là Dương Diệp. Sau một đòn đẩy lui Dương Diệp, lão già tuyệt đối không dừng tay, thân hình hắn run lên, cả người trực tiếp biến mất khỏi đó. Xuy 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 xuy. Theo lão già biến mất, tất cả không gian phía chân trời đột nhiên vỡ ra từng tầng, những vết nứt này càng lúc càng lớn, mục đích cuối cùng chính là chỗ vị trí của Dương Diệp. Phía xa, hai mắt Dương Diệp híp lại, hai tay hắn nắm thập phương vô địch trong tay, chân phải rời lại nửa bước. Trong phút chốc, chân phải đạp mạnh một cái. Xuy. Một đường ánh sáng máu bắn ra nhanh như điện chớp. Chém. Một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên ở phía chân trời. Ngay sau đó, một ánh đao chói mắt đỏ như máu giống như điện chớp trực tiếp rơi xuống. Ầm. Một đao hạ xuống, tất cả không gian phía chân trời lập tức đổ nát chôn vùi. Mà lúc này, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên thay đổi, bởi vì mấy lực lượng mạnh mẽ không ngừng chấn động không gian không xung. Trong hố đen không gian, hai tay Dương Diệp chậm rãi giơ cao thập phương vô địch trong tay, trong phút chốc, hắn liền chém mạnh về phía trước. Ầm. Theo tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên, Dương Diệp lại bị chấn động bay ra ngoài, trong chớp mắt này, lão già kia xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Lão già lạnh lùng nhìn Dương Diệp bị đánh bay ra ngoài, tay phải hắn khẽ động, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một thanh phi đao màu vàng, thoáng cái, phi đao chấn động mạnh. Sau đó trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng màu vàng bắn nhanh về phía Dương Diệp. Phía xa, trong lòng Dương Diệp vô cùng kinh ngạc, bởi vì lần này, hắn cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Hắn không dám khinh thường. Huyền khí trong cơ thể Dương Diệp điên cuồng vận chuyển, cùng lúc đó, huyền cổ lực cũng điên cuồng vận chuyển, rất nhanh, huyền khí cùng huyền cổ lực và cả sát ý này điên cuồng trào vào đao lớn trong tay Dương Diệp. Lúc này, thanh phi đao màu vàng này đã tới. Hai tay Dương Diệp giơ đao liền chém mạnh. Keng! Một tiếng chói tai đột nhiên nổ vang. Trong chớp mắt yên lặng. Răng rắc! Hai cánh tay Dương Diệp đột nhiên nứt ra, máu tươi văng ra khắp nơi. Cùng lúc đó, hắn và đao trực tiếp bay ngược ra ngoài. Vèo! Lúc này, thanh phi đao màu vàng này lại một lần nữa đuổi theo về phía Dương Diệp. Lúc này, không gian xung quanh đã được pháp tắc chữa trị nên nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Nhưng theo ngọn phi đao này xẹt qua, không gian lại bắt đầu vỡ nát. Tất cả vỡ vụn. Trong không trung phía xa, Dương Diệp chợt giẫm mạnh chân phải một cái, cả người ngừng lại. Nhìn thanh phi đao này bắn nhanh đến, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Khi thanh phi đao này cách hắn còn có một trượng, tay phải của Dương Diệp đột nhiên đặt ở bên thắt lưng. Vèo.
một mảnh đao chấn động bay ra. Tàng Phong, trong nháy mắt, 100 ánh đao bổ vào trên ngọn phi đao này. Đao pháp điên. Sở dĩ hắn sử dụng Tàng Phong là bởi vì hắn căn bản không có cách nào sử dụng thập phương vô địch để thi triển ra đao pháp điên. Đao pháp điên chú ý một chữ, nhanh. Thập phương vô địch lại chú ý vào, lực lượng. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì bây giờ hắn còn không thể hoàn toàn khống chế được thanh thập phương vô địch. Tuy không có ý điên, nhưng trăm ánh đao hạ xuống vẫn cứng rắn ép thanh phi đao màu vàng này phải ngừng lại. Dương Diệp cũng không thả lỏng, giờ phút này, hai cánh tay hắn đang run lên. Lại có một đường ánh sáng màu vàng chợt lóe lên. Sắc mặt Dương Diệp đại biến, chợt dẫm mạnh chân phải và lùi về phía sau trăm trượng. Mà lúc này, một đường ánh sáng màu vàng đã đi tới trước mặt hắn. Lại là một ngọn phi đao. Tay phải của Dương Diệp nắm Tàng Phong chém loạn về phía trước mặt. Ầm ầm ầm. Những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, nhưng mỗi lần có tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp sẽ lui lại ít nhất trăm trượng. Cứ như vậy, trong thời gian không đến một lần hít thở, hắn liền bị thanh phi đao màu vàng này đẩy lùi lại gần mấy ngàn trượng. Sau khi dừng lại, khóe miệng Dương Diệp đã có một tia máu tươi. Cách đó không xa, hai tay lão già vẫy trong không trung, ở trong lòng bàn tay hắn lập tức xuất hiện hai thanh phi đao màu vàng. Hai ngọn phi đao lại lẳng lặng lơ lửng ở trong lòng bàn tay của lão già. Lão già nhìn Dương Diệp, khẽ nói. Dương Diệp, người có biết phi đao này là vật gì? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lão già và lau máu tươi trên khóe miệng, không nói gì. Lão già cười lạnh nói. Hai ngọn phi đao này là do xương rồng của Thái Cổ Chân Long ngưng luyện ra, nó không chỉ kiên cố không phá vỡ nổi, còn nắm giữ lực lượng của Thái Cổ Chân Long. Ngươi chỉ là một tổ cảnh nho nhỏ, làm sao có khả năng chống lại loại lực lượng này chứ? Đúng rồi, ngươi không phải dùng kiếm rất lợi hại sao? Tới đây cho ta xem thử, kiếm của ngươi có thể ngăn cản được một chiêu này của ta hay không? Dứt lời, trong cơ thể hắn đột nhiên tuôn ra hai luồng ánh sáng màu vàng. Chúng trực tiếp trào vào trong hai ngọn phi đao kia. Trong phút chốc, hai ngọn phi đao kia chấn động mạnh, sau đó hóa thành hai đường ánh sáng màu vàng bắn nhanh về phía Dương Diệp. Xuy xuy, hai ánh sáng màu vàng xuất hiện ở phía chân trời kia, không gian căn bản không chịu nổi, trực tiếp bị nghiền nát. Nhưng Dương Diệp vẫn không có ý rút kiếm. Đúng lúc này, một cái đầu lông trắng đột nhiên chui ra khỏi ngực của Dương Diệp. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn hai thanh phi đao màu vàng này và chớp chớp mắt, sau đó hai móng nhỏ thò ra phía trước. Lão già kia nhíu mày, đây là cái quỷ gì vậy? Phi đao càng lúc càng gần, nhưng Dương Diệp vẫn không có ý ra tay. Tuy nhiên, hắn rõ ràng cũng rất đề phòng, toàn thân có một sóng lực lượng cường đại đang chấn động. Cứ như vậy, hai ngọn phi đao kia đã đi tới trước mặt Dương Diệp cùng Tiểu Bạch. Sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, hai thanh phi đao màu vàng này cách giữa chân mày của Dương Diệp gần một tấc đã ngừng lại, lúc này, hai móng vuốt nhỏ chộp lấy hai ngọn phi đao kia. Tất cả mọi người đờ người ra. Trước mặt Dương Diệp, mỗi tay Tiểu Bạch cầm một thanh phi đao màu vàng, nàng nhìn một chút, sau đó nắm hai ngọn phi đao đó và gõ một cái. Keng keng. Hai ngọn phi đao tản ra hai năng lượng ánh sáng màu vàng, tuy nhiên, hai luồng lực lượng này cũng không tổn thương Tiểu Bạch. Chơi một lúc. Tiểu Bạch đeo hai ngọn phi đao ở bên thắt lưng, sau đó xoay người chạy tới bên trong Hồng Mông Tháp nhanh như chớp. Lão già đã hóa đá. Không chỉ lão già, tất cả cường giả trong bóng tối lúc này cũng đã hóa đá. Sao hai ngọn phi đao kia lại mất như vậy? Sao có thể như vậy được? Lúc này, vẻ mặt lão già kia trở nên dữ tợn. Sao có thể như vậy được? Không có khả năng, ta tốn gần trăm năm tập trung tinh thần chăm sóc nuôi dưỡng hai ngọn phi đao kia. Chúng cùng ta đã sớm làm một thể, căn bản không có khả năng phản bội lão phu, tuyệt đối không thể. Ngươi! Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão già này, Tàng Phong trong tay Dương Diệp đã được đổi lại thành kiếm thủ. Cùng lúc đó, kiếm hồ bên thắt lưng Dương Diệp kia đột nhiên phát ra một kiếm ý cường đại tràn vào trong cơ thể Dương Diệp. Ầm! Một kiếm ý cường đại đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, sau đó trào vào kiếm trong tay, trong đầu Dương Diệp. Kiếm ý đạo chân cảnh. Không chỉ có vậy, một khí thế cường đại đột nhiên theo kiếm ý lan tràn khắp toàn thân Dương Diệp. Một kiếm hạ xuống. Kiếm vực. Kiếm còn chưa hoàn toàn hạ xuống, lại có một kiếm khác trực tiếp ép xuống. Hai kiếm. Hai kiếm trùng điệp. Ầm.
Kiếm vừa ra, không gian bên trong mấy vạn trượng lập tức đổ nát. Một mảnh tối tăm. Trong lòng lão già kia hoảng hốt, trong mắt đầy vẻ khó tin, nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Hai mảnh vảy cá màu vàng đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Cùng lúc đó, rất nhiều ánh sáng màu vàng giống như thủy triều từ trong cơ thể lão già tuôn ra. Lúc này, kiếm hạ xuống. Ầm. Hai mảnh vảy màu vàng trên đỉnh đầu lão già này ầm ầm vỡ nát, những ánh sáng màu vàng trên toàn thân lão già này cũng lập tức vỡ nhỏ, ngay sau đó, lão già trực tiếp bị hất ngược về phía sau. Trong không trung, cơ thể của lão già vỡ nát từng tấc, trong nháy mắt chỉ còn lại có một linh hồn. Trong thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh. Yên lặng một lát, một tiếng động nặng nề đột nhiên vang lên ở trong không trung. Không phải là tổ cảnh, đây là đạo chân cảnh. Đạo chân cảnh. Lúc này, Dương Diệp đã không phải là tổ cảnh, mà là đạo chân cảnh. Chỉ là tăng một cấp, nhưng đối với Dương Diệp lại có chênh lệch một trời một vực. Lão già phía xa tuyệt đối không trốn, chỉ nhìn chằm chằm Dương Diệp. Ngươi đúng là che giấu thật sâu. Đến giây phút cuối cùng, ngươi mới để lộ ra thực lực thật sự của mình. Dương Diệp không nói một lời, giơ tay lên chém một kiếm. Vèo. Một đường kiếm quang trực tiếp xuyên thủng linh hồn của lão già, linh hồn của lão già vỡ nhỏ ra, nhưng chẳng bao lâu liền bị thập phương vô địch trong tay Dương Diệp hấp thu. Sau đó, thanh thập phương vô địch này lập tức bắt đầu chấn động mãnh liệt. Dương Diệp kinh ngạc nhìn thập phương vô địch trong tay, nó lại giở trò quỷ gì vậy? Thập phương vô địch chấn động càng lúc càng lợi hại, cuối cùng, nó tự nhiên trực tiếp thoát khỏi tay của Dương Diệp. Ầm, một đường ánh sáng máu bắn ra trời đất. Dương Diệp. Phía chân trời, thanh thập phương vô địch này chấn động càng lúc càng lợi hại, ở trên thân nó có rất nhiều oán linh quấn chặt, cứ như vậy, dần dần, khí tức trên thanh thập phương vô địch này phát ra càng lúc càng mạnh. Cuối cùng, đến một điểm cực hạn. Ầm. Rất nhiều ánh sáng máu từ trong thập phương vô địch chấn động ra, trong nháy mắt, cả chân trời hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu. Ngụy thần khí. Lúc này, một giọng nói vang lên ở bên tai Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu lại, người nói chính là Bạch Đế. Tuy nhiên lúc này, cơ thể Bạch Đế đã đặc biệt mờ ảo, giọng nói cũng vô cùng suy yếu. Tiền bối. Dương Diệp khẽ nói. Bạch Đế khẽ lắc đầu. Nếu ngươi ở cùng với hậu nhân của ta, nói như thế nào cũng coi như là người của Bạch Đế thành ta, ta không thể làm được chuyện thấy chết mà không cứu. Tuy nhiên, ta cũng không thể làm được nhiều. Với ta, như vậy đã đủ rồi. Dương Diệp khẽ nói. Nếu như Bạch Đế không ngăn cản Thiên Vô Thần, lấy thực lực của hắn bây giờ thì sợ rằng vẫn khó có thể chống lại đối phương. Bạch Đế mỉm cười, sau đó nhìn về phía thanh thập phương vô địch trong tay Dương Diệp. Ở trong trời đất này có hai loại bảo vật, một loại là thần khí, phần lớn thần khí này là chỉ tồn tại được trời sinh đất dưỡng, cũng chính là cùng sinh ra với vũ trụ, thậm chí là trước vũ trụ. Mỗi một mảnh vũ trụ đều có thể có thần vật này. Đương nhiên cũng có khả năng không có. Thần khí này có uy lực thế nào, tất nhiên không cần nói cũng biết. Nói ra thật xấu hổ, ta sống lâu như vậy cũng không có một thần khí nào, chỉ có một ngụy thần khí. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó lại nói. Còn có một loại nữa là thánh linh khí, lại giống như hai thanh đao cùng thanh kiếm trong tay ngươi. Bọn họ là thuộc về thánh linh khí, là do đời sau chế tạo ra. Thánh linh khí này kém hơn thần khí trời sinh, nhưng uy lực cũng cực kỳ không tầm thường. Thanh đao trong tay ngươi, nó được nâng cao. Nâng cao? Dương Diệp không hiểu. Còn có thể nâng cao được sao? Bạch Đế khẽ gật đầu. Vì sao không thể nâng cao chứ? Tất cả vạn vật có thể tu luyện, hoa cỏ cây cối còn có khả năng tu luyện thành tinh, nữa là thánh linh khí. Chỉ có điều, bọn chúng muốn nâng cao lại vô cùng khó khăn. Nếu như ta không đoán sai, trước đó thanh đao này của ngươi đã hấp thu rất nhiều oán linh cùng máu tươi của cường giả. Thậm chí là máu tươi của thái cổ cự yêu, nếu không, chỉ dựa vào linh hồn cùng máu tươi của một cường giả nửa bước giới chủ cảnh, còn chưa đủ để làm cho nó tiến hóa đến ngụy thần cảnh. Tay phải của Dương Diệp vẫy một cái, thanh thập phương vô địch này lập tức bay trở về đến trong tay hắn. Nhìn thập phương vô địch trong tay, Dương Diệp khẽ cười. Quả thật đã khác. Bây giờ thanh đao này cho hắn một cảm giác có thể chém nát trời đất. Lúc này, Bạch Đế đột nhiên nói. Ngoại trừ tiên phủ, người vẫn phải cẩn thận. Vèo. Một điểm ánh sáng sắc bén chợt lóe lên ở nơi đây. Suy.
cơ thể mờ ảo của Bạch Đế trực tiếp nổ tung ra. Trong chớp mắt này, hắn quay đầu lại liếc nhìn. Hai mắt Dương Diệp híp lại, sau đó quay đầu nhìn lướt qua xung quanh, nhưng không phát hiện được gì. Dương Diệp khẽ cười, sau đó nói. Ta không quan tâm các ngươi là từ thế lực nào tới đây, thế lực lớn tới mức nào, trong tộc có cường giả thế nào. Nói đến đây, vẻ mặt Dương Diệp trở nên dữ tợn. Lão tử nói cho các ngươi biết, Dương Diệp ta không sợ. Dương Diệp ta vĩnh viễn sẽ không ngại giết người nhiều. Vừa dứt lời, thân hình của Dương Diệp run lên và bước vào trong Bạch Đế Thành. Không có bất kỳ người nào trong bóng tối ra tay. Ra tay. Vừa rồi Dương Diệp đã một kiếm chém chết một cường giả nửa bước giới chủ cảnh, tuy có phần lợi dụng cơ hội, nhưng đó cũng là thực lực cứng rắn. Có thể nói, trước khi còn chưa tới mức hoàn toàn hết cách, không có bất kỳ người nào dám ra tay. Vừa rồi bọn họ loại bỏ hình bóng cuối cùng của Bạch Đế, chính là sợ Bạch Đế tiết lộ về mình. Rất nhanh, rất nhiều cường giả trong bóng tối đều rời đi. Vào giờ phút này, bọn họ đã không dám tự ý làm chủ. Trên không trung Bạch Đế Thành, lão thành chủ Bạch Đế Thành im lặng. Hắn biết đây còn chưa phải là kết thúc. Trước khi Dương Diệp tới, giữa các thế lực lớn vĩnh hằng vũ trụ có một điểm thăng bằng, có thể nói ở đây có một chế độ vô hình. Nhưng sau khi Dương Diệp đến, hắn phá tan sự cân bằng ở đây, phá tan chế độ ở đây. Người khiêu chiến chế độ lại giống như bình dân trong thế tục muốn tạo phản vậy. Chế độ của vĩnh hằng vũ trụ là gì? Là thỏa hiệp mà không phải phản kháng. Dương Diệp phản kháng. Bạch Đế Thành, bên trong Hồng Mông Tháp. Sau khi Dương Diệp trở lại Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch là người đầu tiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó bỗng chốc nhào tới trong lòng của hắn, đầu không ngừng cọ cọ vào ngực hắn. Nhìn Tiểu Bạch trong lòng, Dương Diệp cảm thấy mình có chút may mắn. Ở trong mắt đám người Kiếm Kinh cùng Kiếm U, Dương Diệp có Tiểu Bạch là phúc lớn. Nhưng các nàng không biết, đối với Tiểu Bạch, có thể gặp được Dương Diệp chính là phúc lớn của nàng. Một lát sau, Tiểu Bạch đột nhiên thò hai cái móng vuốt tới trước mặt Dương Diệp, ở trong móng vuốt của nàng là hai thanh phi đao với ánh vàng rực rỡ. Chính là phi đao của lão già trước kia. Nhìn hai ngọn phi đao này, vẻ mặt Dương Diệp có chút nghiêm trọng. Hai ngọn phi đao này cũng không tầm thường, vừa rồi nếu như không phải Tiểu Bạch lừa gạt hai ngọn phi đao này qua, có thể đối phương sẽ không chết. Hai ngọn phi đao này có cấp bậc không thua kém Tàng Phong cùng thập phương vô địch của hắn. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó cầm hai ngọn phi đao lên. Phi đao cũng là đao. Sau khi thu hồi phi đao, Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía đám người Tô Thanh Thi. Các nàng đều ở trong này. Tô Thanh Thi, Hiểu Vũ Tịch, Tần Tịch Nguyệt, Lục Uyển Nhi, Trang Vị Nhiên, Dương Niệm Tuyết, Tiểu Giao. Hắn đã rất lâu không làm bạn với người nhà của mình. Chúng ta đi gặp Chỉ Tiên một lát. Lúc này, Tô Thanh Thi đột nhiên nói. Bạch Chỉ Tiên. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu. Được, bên ngoài Hồng Mông Tháp. Dương Diệp đi tới trong một gian đại điện, trong đại điện có một nữ tử váy trắng đang đứng. Nữ tử này chính là Bạch Chỉ Tiên. Dương Diệp đi tới bên cạnh Bạch Chỉ Tiên nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy thắng lưng của nàng. Cơ thể Bạch Chỉ Tiên cứng đờ. Qua rất lâu, Bạch Chỉ Tiên khẽ nói. Ta tưởng ngươi sẽ nói cảm ơn. Nếu như ngươi nói vậy, giữa chúng ta lại kết thúc. Nếu như Dương Diệp nói cảm ơn chính là sỉ nhục Bạch Chỉ Tiên. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Trước nhớ hết mọi chuyện bên trong bí cảnh. Nghe vậy, Bạch Chỉ Tiên tự nhiên đỏ mặt. Ta phải rời khỏi Bạch Đế Thành. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Bạch Chỉ Tiên bỗng nhiên xoay người. Dương Diệp khẽ nói. Ta ở chỗ này sẽ biến Bạch Đế Thành trở thành chiến trường, ta phải rời đi. Bạch Chỉ Tiên im lặng. Dương Diệp kéo Bạch Chỉ Tiên đi tới ngoài cửa điện, ngẩng đầu nhìn cuối chân trời xa xôi. Bạch Đế Thành có Bạch Đế tiền bối, những người này sẽ e ngại, nhưng nếu như ta ở đây, bọn họ sẽ không e ngại Bạch Đế tiền bối, nên ta phải rời khỏi đây. Về phần nàng, nàng không thể ở chỗ này. Bọn họ biết quan hệ của ta với nàng, nàng ở đây cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên. Cho nên, nàng có bằng lòng đi theo ta không? Hắn muốn dẫn Bạch Chỉ Tiên đi cùng. Bạch Chỉ Tiên ở chỗ này khiến hắn lo lắng, đối với Bạch Đế Thành cũng là một tai họa. Con hãy đi theo hắn đi. Lúc này, một giọng nói vang lên. Bạch Chỉ Tiên xoay người lại,
Người vừa nói chính là phụ thân của nàng. Lão thành chủ Bạch Đế Thành khẽ nói. Nơi đây đã là vùng đất thị phi, còn ở chỗ này sẽ rất không an toàn. Đương nhiên, sợ rằng con theo tiểu tử này cũng sẽ không an toàn, nhưng dù sao cũng sống tốt hơn ở đây. Những thế lực kia sẽ kiêng kỵ Dương Diệp, nhưng bọn họ sẽ không kiêng kỵ Bạch Đế Thành. Phải biết rằng Bạch Đế đã không còn ở Bạch Đế Thành nữa. Còn mọi người thì sao? Bạch Chỉ Tiên đột nhiên hỏi. Bạch Chỉ Tiên đột nhiên hỏi. Lão thành chủ cười nói. Con không ở đây, Dương Diệp không ở đây thì bọn họ sẽ không tới nữa. Bạch Chỉ Tiên suy nghĩ rất lâu, sau đó khẽ gật đầu. Giống như Dương Diệp cùng lão thành chủ nói, nàng ở chỗ này sẽ khiến cho tình cảnh của Bạch Đế Thành chỉ càng thêm nguy hiểm hơn. Cứ như vậy, nhóm người Dương Diệp rời khỏi Bạch Đế Thành. Đám người Tô Thanh Thi đều ở trong Hồng Mông Tháp. Bên ngoài Bạch Đế Thành, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Sau khi Dương Diệp rời đi, từng khí tức lập tức rời khỏi không trung phía trên Bạch Đế Thành. Sau nửa canh giờ, tại vùng đất Kiếm Khư, một đường kiếm quang rơi xuống đất, kiếm quang tản đi liền lộ ra Dương Diệp. Dương Diệp đi tới phía sau Kiếm U ngồi xếp bằng dưới đất, bên cạnh có cắm một thanh kiếm lớn, mà ở trên toàn thân nàng tản ra một kiếm ý cường đại. Kiếm ý đạo chân cảnh. Đây là kiếm ý đạo chân cảnh hàng thật giá thật. Dương Diệp nhìn Kiếm U và không nói gì. Qua rất lâu, Kiếm U khẽ nói. Vĩnh Hằng giới có một phủ hai thành ba tông sáu tộc. Nhưng đây cũng không phải là tất cả thế lực, còn có một vài thế lực trong bóng tối. Tuy nhiên, những thế lực này không có hứng thú với rất nhiều chuyện của Vĩnh Hằng giới. Bọn họ chỉ có hứng thú với sông Vĩnh Hằng. Kiếm gia ta đã từng là một trong những thế lực này. Theo cá nhân ta, người không nên trêu chọc vào những thế lực này. Trêu chọc? Dương Diệp cười nói. Ta không trêu chọc bọn họ, mà là bọn họ tới trêu chọc ta. Người xem, cây bồ đề của ta cũng không còn nữa. Chịu đựng thôi. Kiếm U nhìn thẳng vào Dương Diệp. Bây giờ, người không tư cách đó chống lại bọn họ. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Không thể nhẫn nhịn. Kiếm U đứng lên, nàng đi tới trước mặt Dương Diệp. Kiếm gia ta đã xuống dốc, nhưng thứ lỗi cho ta nói thẳng, nếu kiếm gia ta muốn giết ngươi thì tuyệt đối có thể làm được. Ngay cả kiếm gia ta mà ngươi còn không qua được, ngươi dựa vào cái gì để không cam lòng? Dương Diệp nhìn thẳng vào Kiếm U. Cho dù ta có nhịn, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua cho ta sao? Cho dù ta giao ra tất cả bảo vật trên người, bọn họ sẽ bỏ qua cho ta sao? Vậy thì ngươi hãy trốn đi. Kiếm U nói. Ngươi bảo ta làm con rùa đen rút đầu sao? Dương Diệp cười nói. Nếu ngươi không trốn thì sẽ chỉ có thể chết thôi. Kiếm U từ từ nhắm hai mắt lại. Dương Diệp im lặng rất lâu, cuối cùng nở nụ cười. Sợ cái lông, ta không quá coi trọng sống chết, thấy khó chịu thì phải giết. Tiên phủ, lão tử tới đây, ha ha. Vừa dứt lời, hắn xoay người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Vùng đất Kiếm Khư. Kiếm U im lặng rất lâu, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Chón à! Thật ra, nàng biết rất rõ ràng, bây giờ Dương Diệp càng trốn càng gặp chuyện không may. Những người này, có kẻ sợ hắn, có kẻ muốn đoạt bảo vật của hắn, sẽ không để cho thiên tài này biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. Loại thiên tài như Dương Diệp ẩn nấp tu luyện 10 năm đi ra, ai có thể chịu được sự trả thù của hắn? Hơn nữa, cho dù Dương Diệp muốn chạy trốn cũng không có nơi nào để trốn. Trừ khi hắn chạy trốn tới bên kia sông Vĩnh Hằng. Nhưng lấy thực lực của Dương Diệp bây giờ, qua đó lại là chịu chết. Đường cùng rồi, lúc này, tình cảnh của Dương Diệp chính là đường cùng. Ở cuối chân trời xa xôi, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, kiếm quang đi qua nơi nào, không gian trực tiếp bị vỡ ra. Tiên phủ. Lần này, mục tiêu của hắn là tiên phủ. Trốn à? Nếu như trốn có thể giải quyết vấn đề. Hắn không ngại trốn một lần. Nhưng hắn biết rõ mình căn bản không có nơi nào để trốn, trừ khi chạy trốn về Đại Thiên Vũ Trụ. Nhưng không có truyền tống trận, hắn làm thế nào để trở lại chứ? Sau khi trở về, hắn có thể làm gì? Chỉ cần hắn không giao ra Hồng Mông Tháp cùng búa khai thiên hồng hoang, những thế lực kia và cả tiên phủ sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn cũng hiểu rõ tình cảnh của mình hiện tại. Mà sự lựa chọn của hắn là, nếu phải chết thì mọi người cùng nhau chết. Ong! Phía chân trời,
không ngừng vang lên tiếng kiếm ngân. Đột nhiên, một đường kiếm quang xuất hiện ở chân trời phía xa. Dương Diệp nhíu mày sau đó ngừng lại, rất nhanh liền có một lão già xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Là ngươi? Dương Diệp kinh ngạc nói. Người trước mắt này chính là thành phần Thiên Dư thành chủ của kiếm thiên. Phần Thiên Dư liếc nhìn Dương Diệp, sau đó cười nói. Dương Tiểu Hữu đã lâu không gặp. Dương Diệp liếc nhìn đối phương, sau đó cười nói. Tiền bối tới tìm ta vào lúc này là không sáng suốt. Phần Thiên Dư khẽ lắc đầu. Không sao, lần này ta tới tìm Tiểu Hữu là có một vật muốn tặng cho Tiểu Hữu. Sao? Dương Diệp hơi tò mò. Sắc mặt Dương Diệp lập tức thay đổi. Hắn nhận ra hai bóng người bên trong màn ánh sáng. Đó chính là An Nam Tĩnh cùng Vũ Thần. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Bọn họ ở đâu? Phần Thiên Dư trầm giọng nói. Vạn Giới Sơn. Đây là nơi nào? Dương Diệp hỏi. Một chỗ truyền tống trận có thể đi thông tới Vạn Giới. Phần Thiên Dư trầm giọng nói. Vạn Giới. Dương Diệp không hiểu. Phần Thiên Dư giải thích. Ngươi chắc hẳn hiểu rõ phần lớn thế lực của Vĩnh Hằng Giới bây giờ đều đến từ vũ trụ khác, ví dụ như Kiếm Thiên Thành ta đến từ một nơi tên là Hằng Xuyên Vũ Trụ. Vạn Giới Sơn xem là một nơi truyền tống do năm thế lực lớn liên kết sáng tạo, ra có thể truyền tống tới Vạn Giới. Năm đó Thủy Nguyên tộc cũng tham dự vào trong đó, nói cách khác, nơi đó cũng có thể truyền tống đến Đại Thiên Vũ Trụ. Bọn họ đi tới vũ trụ nào? Dương Diệp hỏi. Phần Thiên Dư trầm giọng nói. Thần Vũ Giới. Rõ ràng Phần Thiên Dư biết Dương Diệp chưa từng nghe qua Thần Vũ Giới, lập tức chủ động giải thích. Ngươi chắc hẳn đã từng nghe nói tới Thần Vũ Bảng. Lúc đầu, Vĩnh Hằng Giới cũng không có Thần Vũ Bảng, sau lại sở dĩ có là bởi vì một nam tử tên là Tiêu Thần Vũ. Người này đến từ Thần Vũ Giới, sau khi đến chỗ này, hắn khiêu chiến tất cả cường giả Vĩnh Hằng Giới, cuối cùng gần như đánh bại tất cả. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi. Phần Thiên Dư nói, hắn sáng tạo ra Thần Vũ Bảng, năm đó, hắn tự xưng là người đứng thứ hai. Không ai dám xưng là thứ nhất sao? Dương Diệp hỏi. Phần Thiên Dư cười nói. Chính là ý này, năm đó, có thể nói hắn là một truyền kỳ của Vĩnh Hằng Giới. Thật ra, nếu như ngươi tới muộn 10 năm, sợ rằng cũng sẽ sáng lập ra một đoạn truyền kỳ. Đáng tiếc, bây giờ ngươi còn quá trẻ tuổi. Dương Diệp mỉm cười. Sau đó khẽ nói. Vị Tiêu Vũ Thần kia cuối cùng đi đâu? Phần Thiên Dư nói. Sông Vĩnh Hằng. Dương Diệp quay đầu lại liếc nhìn phía chân trời, sau đó nói. Nếu như còn có tin tức của nàng, ngươi nhớ cho ta biết. Phần Thiên Dư khẽ gật đầu. Tất nhiên. Nói đến đây, hắn do dự một lúc, sau đó lại nói. Dương Tiểu Hữu muốn đi tới Tiên Phủ sao? Dương Diệp gật đầu. Phần Thiên Dư khẽ nói. Dương Tiểu Hữu, lấy thực lực ngươi, nếu như lùi lại một bước, sau này hãy tới, Tiên Phủ nhất định sẽ không ngăn cản được ngươi. Dương Diệp cười nói. Tiên Phủ cùng những người trong bóng tối đều nghĩ như vậy. Cáo từ. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Phần Thiên Dư ngây người, sau đó cay đắng cười. Hắn hiểu rõ, tất cả mọi người biết, nếu như Dương Diệp chạy trốn. Ngày khác trở về sẽ không ai ngăn cản được hắn. Bây giờ Dương Diệp rất đáng sợ, nhưng Dương Diệp sau này càng đáng sợ hơn. Cho nên nếu để Dương Đơ Liệp trốn, tất cả thế lực trong bóng tối đều sẽ liên thủ để tiêu diệt hắn. Bọn họ sẽ không để cho hắn có cơ hội chạy trốn. Nhưng nếu như Dương Diệp không trốn, vậy những người này sẽ không liên thủ, bọn họ sẽ ngồi xem hổ đấu, để Dương Diệp cùng Tiên Phủ đều thiệt hại nặng nề, sau đó bọn họ mới đi ra thu dọn cục diện còn lại. Bởi vậy, Dương Diệp trốn thật sự là một con cơ đường chết. Đương nhiên, hắn không trốn cũng không có đường sống quá lớn. Phần Thiên Dư khẽ thở dài, sau đó xoay người rời đi. Thật ra, mục đích hắn tới lần này không chỉ là nói cho Dương Diệp biết chuyện của An Nam Tĩnh, mà còn có một mục đích khác, đó chính là tiết lộ cho Dương Diệp biết về Vạn Giới Sơn, để Dương Diệp chạy trốn tới Vạn Giới Sơn, sau đó lợi dụng truyền tống trận chạy trốn. Dương Diệp sống sót mới có tác dụng lớn hơn với Kiếm Thiên Thành. Đáng tiếc, chuyện này còn phức tạp hơn hắn tưởng. Qua một canh giờ sau, Tiên Nguyên Động Thiên. Cái gọi là Tiên Nguyên Động Thiên chính là chỗ của Tiên Phủ, mặc dù được gọi là Tiên Nguyên Động Thiên, vì nơi này có một linh mạch vô cùng lớn.
Bởi vì linh mạch này, bất kể là trên mức độ tinh thuần hay số lượng linh khí của tiên phủ đều cao hơn địa phương khác. Hơn nữa, Vĩnh Hằng Giới còn có lời đồn nói linh mạch của tiên phủ này có thể sẽ thăng cấp. Ở các phố trụ, linh mạch đều được phân cấp khác nhau, mà ở Vĩnh Hằng Giới này, linh mạch chia ra làm 4 loại, linh mạch, thánh mạch, tiên mạch, thần mạch. Thần mạch chỉ có ở sông Vĩnh Hằng, bởi vì không khí Vĩnh Hằng bên này căn bản nuôi không thể xuất hiện thần mạch. Đương nhiên cũng không phải tuyệt đối. Trước kia, linh mạch này của tiên phủ là thánh mạch, nếu như tiến thêm một bước thì chính là tiên mạch. Nếu thật sự thăng cấp đến tiên mạch sẽ là phúc nguyên lớn cho tất cả huyền giả tiên phủ. Tu luyện không ngoài 3 dạng, tài nguyên, hậu trường, thiên phú. Mà nếu thánh mạch này thật sự đạt tới tiên mạch, không hề nghi ngờ, đây là tài nguyên cực lớn. Ít nhất, khi cường giả tiên phủ sinh ra sẽ có bước khởi điểm cao hơn các huyền giả nơi khác rất nhiều. Mà sau khi Dương Diệp đi tới tiên nguyên động thiên, cũng cảm nhận được linh khí ở đây không tầm thường. Tuy linh khí ở đây kém hơn hồng mông tử khí của hắn, nhưng vẫn tốt hơn nơi khác rất nhiều. Nếu như một người từ khi sinh ra đã tu luyện ở chỗ này, khởi điểm sẽ cao hơn người khác rất nhiều. Lúc này, Tiểu Bạch từ trong lòng của Dương Diệp chui ra và nhìn lướt qua xung quanh, mắt chớp chớp dường như đang tìm kiếm gì đó. Dương Diệp mỉm cười, sau đó vỗ nhẹ vào Tiểu Bạch đầu. Ngươi đi vào trước đi, chờ ta làm xong chuyện chính lại ra, có được không? Tiểu Bạch chớp chớp, sau đó móng nhỏ chỉ vào phía xa, biểu thị bên kia hình như có thứ tốt. Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua, sau đó cười nói. Đợi lát nữa lại đi trộm, à không đúng, sẽ đi lấy. Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu đồng ý, sau đó trở lại Hồng Mông Tháp. Sau khi Tiểu Bạch bước vào Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chỗ xa. Nơi đó là một ngọn núi với mây mù lượn quanh đỉnh núi, thỉnh thoảng có dị thú thần bí bay qua. Mà gần đỉnh núi có rất nhiều dòng nước trút xuống, giống như từng con rồng nước lớn, nhìn rất đồ sộ. Mà ở xung quanh ngọn núi thỉnh thoảng có phi kiếm xuyên qua, kiếm quang còn quấn quanh cả ngọn núi. Ở ngọn núi cao nhất mơ hồ có thể thấy được một tòa phủ đệ. Phủ đệ màu vàng. Tiên phủ. Đây là thế lực đứng đầu phía ngoài mặt của Vĩnh Hằng Giới. Bên dưới, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, qua rất lâu. Hắn cầm kiếm chậm rãi đi về phía ngọn núi kia. Hắn đi rất chậm, lại giống như người bình thường bước đi vậy. Đột nhiên, sau lưng hắn có thêm rất nhiều thần thức. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên dừng bước, sau đó xoay người. Thần thức của ai đảo qua lão tử giết chết kẻ đó trước. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua phía xa và xoay người đi về phía tiên phủ. Không có thần thức nào đảo qua Dương Diệp nữa. Rất càn rỡ. Khi Dương Diệp đi rồi, một giọng nói đột nhiên vang lên trong không gian nào đó. Càn rỡ, hi hi, vậy sao ngươi không đi một đấu một với hắn? Thế nào, không dám à? Có người đột nhiên mở miệng. Con kiến hôi mà thôi. Giọng nói ban đầu kia lạnh lùng nói. Lão phu muốn xem thử, lần này, Dương Diệp hắn làm sao sống sót được? Nếu hắn có thể thì sao? Có người hỏi. Nếu hắn thật có thể sống, Dạ Thiên Hoa ta sẽ ăn 10 cân phân. Nói đến đây, âm thanh này lại thêm một câu. Ăn nhão. Mọi người. Phía xa, Dương Diệp cách ngọn núi này càng lúc càng gần, cũng không có bất kỳ người nào ngăn cản hắn. Cứ như vậy, Dương Diệp càng lúc càng gần tiên phủ. Mà vào lúc này, vùng đất Thủy Nguyên cách đó mấy trăm vạn dặm, nơi truyền tống trận nào đó chấn động mạnh, ngay sau đó có một bóng đen từ trong đó vọt ra. Bóng đen này chính là Linh Hư đã đi tới Đại Thiên Vũ Trụ. Cũng là một cường giả đạo chân cảnh duy nhất của Thủy Nguyên tộc bây giờ. Sau khi Linh Hư ra ngoài liền giận dữ gầm thét lên. Tộc trưởng, trưởng lão, nhanh đóng truyền tống trận lại, nhanh, thật nhanh. Nhưng không có người nào để ý tới hắn. Bởi vì những người này đều không ở đây. Lúc này, một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn đột nhiên từ trong truyền tống trận này đi ra. Nhìn thấy tiểu nữ hài này, vẻ mặt Linh Hư lập tức trắng bệch. Tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn lướt qua xung quanh, trong phút chốc, nàng vung tay phải lên. Ầm. Phía xa, cơ thể Linh Hư trực tiếp nổ tung, hóa thành hư vô. Rất nhiều huyền giả thủy nguyên tộc hoảng hốt. Tiểu nữ hài từ từ nhắm hai mắt lại và chắp hai tay sau lưng, không nói một lời. Qua rất lâu, một áp lực mạnh mẽ bao phủ lấy toàn bộ vùng đất Thủy Nguyên. Ngay sau đó, tiểu nữ hài đột nhiên mở miệng.
Dương Diệp có thể còn sống không? Dương Diệp. Lão già kia ngây người, sau đó vội vàng nói. Còn sống, còn sống. Hắn ở đâu? Tiểu nữ hài lại nói. Lão già nói. Lúc này hắn chắc hẳn là ở vùng đất Thiên Duyên, cũng chính là Tiên Phủ. Nói đến đây, hắn do dự một lúc, sau đó lại nói, các hạ tốt nhất nên mau chóng chạy đi, bởi vì lúc này sợ rằng hắn sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Tiểu nữ hài mở mắt. Lão già hơi cúi đầu và không dám đối mặt với ly nàng. Tiểu nữ hài nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Phương hướng. Lão già vội vàng chỉ vào bên phải. Trong phút chốc, tiểu nữ hài đã biến mất. Vào giờ phút này, luồng uy áp cường đại bao phủ thủy nguyên tộc cũng biến mất. Cả tộc thủy nguyên tộc đều thở phào nhẹ nhõm. Luồng áp lực vừa rồi quá kinh khủng, thủy nguyên tộc bây giờ căn bản không thể chống lại. Vùng đất Tiên Phủ. Lúc này, Dương Diệp chạy tới dưới chân ngọn núi kia, vẫn không có người nào ngăn cản hắn. Đột nhiên, Dương Diệp chợt giẫm mạnh chân phải một cái. Suy. Toàn thân hắn trực tiếp hóa thành một tàn ảnh phóng lên cao, trong nháy mắt đã đi tới đỉnh núi. Chân vừa chạm đất, Dương Diệp rút đao lớn phía sau ra và đặt ở trên mặt đất, tất cả đỉnh núi lập tức chấn động mạnh. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Tiên Phủ và cười gằn nói. Không phải các ngươi muốn giết ta sao? Lão tử tới cửa rồi, còn các ngươi thì ở đâu? Giỏi thì tới giết ta đi. Tiếng của hắn giống như tiếng sấm sét vang vọng khắp nơi này. Rất nhanh, một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và nói. Dương Diệp, ngươi chắc hẳn biết được tình trạng của mình lúc này thế nào chứ? Ngươi cần gì vì vui vẻ nhất thời mà làm lợi cho người khác như vậy? Rõ ràng, Tiên Phủ cũng biết có người muốn nhìn thấy Tiên Phủ cùng Dương Diệp liều mạng với nhau, cùng tổn thất nặng nề. Lợi cho người khác à? Dương Diệp cười lạnh. Dù sao bây giờ Dương Diệp ta hẳn phải chết. Trước khi chết tất nhiên phải giết sạch tất cả những kẻ từng hại tôi. Dương Diệp. Gương mặt của nam tử trung niên chợt trở nên lạnh lùng. Ngươi lại. Mẹ nó, ngươi đừng nhiều lời nữa. Hôm nay lão tử tới giết ngươi, không phải tới hàn huyên với ngươi. Dương Diệp vừa dứt lời đã xuất hiện ở trước mặt nam tử trung niên kia. Trong phút chốc, một thanh đao lớn màu đỏ tươi trực tiếp bổ về phía đầu nam tử trung niên này. Ánh đao màu đỏ tươi, chấn động trời đất. Nhìn thấy Dương Diệp trực tiếp ra tay, sắc mặt nam tử trung niên này trầm xuống, hắn chợt giẫm mạnh chân phải và lùi về phía sau trăm trượng. Đao rơi xuống đất. Ầm. Cả ngọn núi chấn động mạnh, cùng lúc đó, một khe rãnh thật dài xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Một đao không có kết quả, Dương Diệp tuyệt đối không thu tay lại, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng máu xông về phía nam tử trung tuổi kia. Sắc mặt nam tử trung niên này đại biến. Căn bản không dám cứng rắn chống lại Dương Diệp, chân phải lập tức nhẹ nhàng xoay tròn, cả người lui thật nhanh gần trăm trượng, hắn vừa dừng lại, một thanh phi đao màu vàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Khi nam tử trung niên nhìn thấy ngọn phi đao này, hai mắt hắn lập tức trợn tròn. Suy, một đường ánh sáng màu vàng từ giữa chân mày của nam tử trung niên chợt lóe lên. Máu tươi văng ra khắp nơi. Cơ thể của nam tử trung niên trực tiếp cứng đờ. Phía sau nam tử trung niên là một thanh phi đao màu vàng đang lơ lửng giữa không trung. Dương Diệp đi tới phía sau nam tử trung niên và thu hồi phi đao, sau đó đi về phía xa. Mà vào lúc này, cả ngọn núi đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, ngay sau đó, mấy thanh phi kiếm còn quấn quanh ngọn núi đột nhiên phóng lên cao, sau đó liên tiếp bắn nhanh về phía Dương Diệp. Dương Diệp dừng bước, lúc này, một thanh phi kiếm đã đi tới đỉnh đầu hắn. Hai tay Dương Diệp nắm đao lớn bổ mạnh xuống dưới. Bạo lực đơn giản. Một đao hạ xuống. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau, thập phương vô địch trong tay hắn lại chấn động kịch liệt. Không chỉ thập phương vô địch, vào giờ phút này cánh tay hắn cũng đang chấn động kịch liệt. Nhưng vẫn chưa kết thúc, lại một thanh phi kiếm lao tới trước mặt Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hai tay nắm thập phương vô địch chém mạnh về phía trước. Suy, trường đao bổ mạnh, đao kiếm va chạm vào nhau, một lực lượng cường đại lập tức chấn động ra, trong phút chốc, thanh thập phương vô địch trong tay Dương Diệp lập tức bay ngược về phía sau. Mà vào lúc này, Dương Diệp bay vút lên trời cao, sau đó đá vào phía trên thập phương vô địch. Ầm, thập phương vô địch dừng lại, kiếm cũng đã tới. Lúc này, một ánh đao bắn ra. Đao pháp điên,
Gần 100 ánh đao trực tiếp rơi vào mũi của thanh kiếm kia nhưng nó không hề lùi lại. Mà lúc này, lại có hai đường kiếm quang chợt lóe lên, lần lượt bắn nhanh tới hai bên trái và phải của Dương Diệp. Kiếm quang đi qua nghiền nát tất cả. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp nhíu mày, ba thanh kiếm này cũng không phải do con người điều khiển, mà là một trận pháp cực mạnh, điều này nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều, bởi vì hai thanh kiếm đã tới. Ong! Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung. Kiếm trong tay Dương Diệp nhanh chóng đâm về phía hai phía trái và phải, hai đâm này cứng rắn ép qua hai thanh phi kiếm, nhưng ba thanh kiếm này đột nhiên chấn động mạnh, sau đó lập tức trùng vào nhau và lập tức có một đường kiếm quang xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhíu mày rồi giơ kiếm đâm một cái. Kiếm vực! Tuy nhiên, chỉ có một kiếm đâm ra, mũi kiếm đấu với mũi kiếm. Ầm! Rất nhiều kiếm quang lập tức bắn ra, không gian xung quanh Dương Diệp lập tức rạn nứt, rất nhiều kiếm quy lang chấn động, kiếm quang qua nơi nào thì lập tức xé rách tất cả. Dương Diệp nắm chặt kiếm chống đỡ. Dần dần, bốn thanh kiếm bắt đầu chấn động mãnh liệt, rất en tranh, ba thanh kiếm trước mặt Dương Diệp đột nhiên xoay tròn. Sắc mặt Dương Diệp lập tức thay đổi. Kiếm ý. Trong ba thanh kiếm này, đột nhiên xuất hiện kiếm ý đạo chân cảnh. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến ngoài ngọn núi, nhưng vẫn chưa kết thúc, ba đường kiếm quang như điện chớp bắn ra, đâm thẳng vào Dương Diệp. Cùng lúc đó, ở xung quanh ngọn núi này không ngừng có kiếm ý tập trung về phía ba thanh kiếm. Vô cùng vô tận. Tuy nhiên, thanh kiếm đã dừng lại. Dương Diệp. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ sâu bên trong đỉnh núi này vang lên. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên. Giọng nói kia vang lên lần nữa. Kiếm trận này là do tông môn kiếm tu đứng đầu thời kỳ Thái Cổ sáng chế, ba thanh kiếm này còn là ngụy thần khí, lấy lực lượng của ngươi thì căn bản không có khả năng phá được. Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng nói. Sau đó thì sao? Nhanh chóng rời đi. Âm thanh kia trầm giọng nói. Dương Diệp, tiên phủ ta cũng không muốn tìm ngươi gây phiền phức, chỉ cần ngươi rời đi. Nghe vậy, Dương Diệp nhíu mày. Tiên phủ chịu thua sao? Điều này không bình thường. Đúng lúc này, một tiếng cười duyên đột nhiên vang lên. Ngươi đừng tin hắn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời kia, sâu bên trong đám mây mơ hồ có thể thấy được một nữ tử. Lúc này, nữ tử kia lại nói. Dương tiểu huynh, tiên phủ đang trì hoãn thời gian, bởi vì phủ chủ của tiên phủ đang trên đường trở về, nếu như đối phương chạy về kịp, sợ rằng ngươi sẽ không có cơ hội sống sót đâu. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử kia, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía sâu bên trong đỉnh núi này. Muốn ta rời đi cũng được, đưa đầu của cường giả đạo chân cảnh cùng lão già nửa bước giới chủ cảnh của tiên phủ đã từng đi truy sát ta tới đây, ta lại rời đi. Hắn vẫn còn nhớ rõ lão già đã từng đại chiến với hắn ở vùng đất kiếm khư. Dương Diệp, ngươi không nên được voi đòi tiên. Giọng nói kia đột nhiên nói. Để cho ngươi rời đi. Không phải vì tiên phủ ta sợ ngươi mà chỉ là không muốn bị người ngoài lợi dụng mà thôi. Nếu ngươi u mê không chịu tỉnh ngộ, tiên phủ ta. Lão tử lại được voi đòi tiên đấy. Đúng lúc này, Dương Diệp bên cạnh đột nhiên gằn giọng nói. Ta nói cho các ngươi biết, kẻ từng truy sát lão tử, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đối với lão tử sẽ không bỏ qua một kẻ nào, cùng lắm thì mọi người ngọc đá đều nát. Vừa dứt lời. Một kiếm ý cường đại lập tức từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài. Sâu bên trong đỉnh núi kia lại vọng tới giọng nói châm chọc nói. Ngọc đá đều nát, ngươi cũng xứng sao, giết. Dứt lời, ba thanh kiếm trước mặt Dương Diệp đột nhiên bắt đầu chấn động. Ong! Tiếng kiếm ngân vang vọng phía chân trời. Rất nhanh, ba đường kiếm quang bắn nhanh về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, sau đó hắn vỗ nhẹ vào ngực của mình, rất nhanh. Một cái đầu nhỏ lông xù chui ra. Đó chính là Tiểu Bạch. Dương Diệp chỉ vào ba thanh kiếm cách đó không xa. Ta coi trọng chúng, Tiểu Bạch thu chúng. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía ba thanh kiếm đang bắn nhanh đến. Trong phút chốc, Tiểu Bạch nhảy ra ngoài, hai móng nhỏ của nàng thò ra ngoài. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, ba thanh kiếm này ở cách giữa chân mày Dương Diệp có mấy chục tấc đã ngừng lại, rất nhanh. Kiếm ý cùng kiếm quang trên ba thanh kiếm chậm rãi rút đi, sau đó rơi vào trong móng nhỏ của Tiểu Bạch. Ba thanh kiếm bắt đầu chấn động, dường như có chút kích động.
Tiểu Bạch cúi đầu nhìn ba thanh kiếm trong móng vuốt với vẻ hơi tò mò, móng nhỏ của nàng nhẹ nhàng gõ một cái, rất nhanh, từng tiếng kiếm ngân lanh lảnh vọng ra. Sau khi chơi một chút, Tiểu Bạch dường như nghĩ tới điều gì, móng nhỏ của nàng khẽ vẫy, kiếm hồ bên thắt lưng Dương Diệp lập tức bay đến trước mặt nó, sau đó nàng nhét ba thanh kiếm này vào trong kiếm hồ. Ngay từ lúc đầu, kiếm hồ có chút chống lại, mà ba thanh kiếm này hình như cũng có chút kiêng kỵ kiếm hồ, tuy nhiên, tất cả đều không thành vấn đề, sau khi bị Tiểu Bạch hung hăng trừng mắt một cái, kiếm hồ kia liền trở nên ngoan ngoãn. Ba thanh kiếm cổ bị Tiểu Bạch đựng trong kiếm hồ, sau đó Tiểu Bạch bay đến trước mặt Dương Diệp và tuét miệng cười, treo kiếm hồ ở bên thắt lưng của Dương Diệp. Bảo bối của Dương Diệp chính là nàng, của nàng cũng chính là của Dương Diệp. Đây là lời Dương Diệp đã từng dạy nàng, nàng cũng cho là như vậy. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó cười nói. Mau vào đi. Tiểu Bạch lại lắc đầu, nàng quay đầu liếc nhìn xung quanh, rất nhanh, ánh mắt nàng sáng lên, và muốn bay vào sâu bên trong đỉnh núi này. Dương Diệp nhanh tay nhanh mắt vội vàng ôm lấy nàng, nhưng Tiểu Bạch dường như rất kích động, móng nhỏ không ngừng chỉ vào phía xa, đôi mắt mở thật to. Không chỉ có vậy, hai ngắn chân của nàng ra sức đạp, bộ dạng ta phải qua đó. Sao có thể như vậy được? Đúng lúc này, ở sâu bên trong đỉnh núi này đột nhiên truyền đến một giọng nói khó có thể tin nổi. Ngay sau đó, một lão già tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Diệp hơn trăm trượng. Lão già nhìn Tiểu Bạch, trong mắt đầy vẻ khó tin. Tiểu Bạch liếc nhìn lão già tóc trắng. Lúc này, Dương Diệp vỗ nhẹ vào mông của Tiểu Bạch. Nàng quay đầu lại không ngừng cọ đầu vào trong ngực của hắn. Có chút xấu hổ. Cuối cùng, Tiểu Bạch bị Dương Diệp ép vào hồng mông tháp, nhưng trước khi tiến vào, nàng còn lưu luyến liếc nhìn phía xa. Sao có thể như vậy được? Phía xa, lão già kia nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, sao có thể thu được ba thanh kiếm này, đây tuyệt đối là... Ta là tu gì? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Hai tay lão già chậm rãi nắm chặt lại. Dương Diệp nói. Tại sao lại không thể chứ? Ngươi nhìn thấy không? Ta là kiếm tu. Ba thanh kiếm này của ngươi thấy thiên phú của ta tuyệt vời nên nhận ta là chủ, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Ngươi bớt thả dám đi. Lão già đột nhiên nổi giận mắng. Dương Diệp, ngươi ít sát vàng lên mặt mình đi, nhất định là con linh chủ kia của ngươi có vấn đề, ngươi bảo nàng đi ra, lão phu phải. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão già, trong phút chốc, một đường kiếm quang trực tiếp xuống. Sắc mặt lão già thoáng biến đổi. Huyền khí trong cơ thể vận chuyển, trong phút chốc, hai cánh tay hắn trực tiếp xuất hiện hai ngọn lửa và giơ lên cao. Hai cánh tay lão già cứng rắn đỡ một kiếm này của Dương Diệp, nhưng bản thân lại bị lực lượng trong kiếm của Dương Diệp chấn động lùi lại mấy trăm trượng. Mà lão già vừa dừng lại, một thanh phi đao màu vàng đã đi tới trước mặt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt lão già đại biến, hai cánh tay giao nhau đập về phía trước. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, lão già lập tức bay ngược ra ngoài, cùng lúc đó, đôi tay mang theo hai cột máu bay ra hai bên. Chính là cánh tay của lão già này. Lão già còn chưa dừng lại, một tiếng xé gió đột nhiên vang lên ở trong không trung, ngay sau đó, một đường kiếm quang trực tiếp xuyên qua giữa chân mày của lão già. Suy! Máu tươi bắn ra. Sau lưng lão già, Dương Diệp thu hồi kiếm. Ngươi trốn ở phía sau không tốt sao? Không cần phải đi ra chứ? Hai mắt của lão già trợn tròn, nhìn chằm chằm vào phía xa, sau một lúc lâu, sắc thái trong mắt hắn dần dần mờ đi. Sau khi một kiếm chém giết lão già, Dương Diệp chậm rãi đi về phía xa. Mà lúc này, một ảo ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ảo ảnh này chính là nữ tử trước đó đã nhắc nhở hắn về chuyện phủ chủ tiên phủ đang chạy về. Nữ tử kia bị một tầng sương mù màu đen che phủ, căn bản không nhìn thấy rõ gương mặt của đối phương. Một kiếm ý từ trên người của Dương Diệp tản ra, lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói. Dương huynh đệ đừng hiểu lầm, ta không phải có ý ngăn cản Dương huynh đệ. Nói đến đây, nữ tử dừng lại một lát, sau đó lại nói. Ta tương đối tò mò về vật cưng của Dương huynh đệ, vừa rồi ta không nhìn cẩn thận, Dương huynh đệ có thể để nàng đi ra, cho ta cẩn thận xem một chút không? Dương Diệp liếc nhìn nữ tử, sau đó nói. Sợ là không được. Ta thật sự chỉ là tò mò thôi. Nữ tử kia nói. Ta chỉ nhìn một chút thôi, không được sao. Dương Diệp nắm thật chặt kiếm trong tay và không nói gì, đi về phía tiên phủ.
Khi đi đến gần nữ tử này, nàng đột nhiên lại kêu khẽ. Dương huynh đệ, chúng ta giao dịch nhé. Ta cũng không mơ ước gì mấy bảo vật trên người ngươi, chỉ cần ngươi bằng lòng giao vật nhỏ vừa rồi cho ta, ta không những không cần mấy vật chí bảo đó, thậm chí còn có thể dùng một món ngụy thần khí trao đổi cùng ngươi, đồng thời, chúng ta không có ý đồ với ngươi nữa, ngươi thấy thế nào? Dương Diệp dừng lại, sau đó quay đầu lại nhìn về phía nữ tử này. Ngươi đang bố thí cho ta sao? Nữ tử cười nói. Làm sao có thể, Dương? Nói đến đây, giọng nói của nữ tử ngừng lại, bởi vì một đường kiếm quang đã đi tới trước mặt nàng. Kiếm quang tản đi, nữ tử cũng lùi về phía sau đủ trăm trượng. Dương Diệp lạnh lùng liếc nhìn nữ tử kia. Bây giờ lão tử không thời gian nghe ngươi nói lằng nhằng, còn làm phiền ta nữa, ta sẽ giết chết ngươi trước rồi đi xử tiên phủ. Nói xong, Dương Diệp xoay người đi về phía tiên phủ. Một khí tức cường đại đột nhiên từ trên người nữ tử này tản ra, nhưng chẳng bao lâu đã thu lại. Xem ngươi còn có thể oai phong được bao lâu. Giọng nói lạnh như băng của nữ tử này vang lên ở trong không trung. Dương Diệp không để ý tới nữ tử kia, mà bước nhanh hơn. Rất nhanh, Dương Diệp đã ngừng lại, ở phía trước cách hắn không xa là một phủ đệ rất lớn như một thành nhỏ, ở trong phủ đệ kia vô cùng yên tĩnh. Lúc này, cửa lớn của phủ đệ đột nhiên mở ra, rất nhanh đã thấy có 5 tên cường giả thần bí mặc áo bào đen, trong tay cầm trường thương từ trong đó vọt ra, trong phút chốc, 5 thanh trường thương trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Hư chân cảnh. 5 người đều là hư chân cảnh, tuy nhiên, khí tức của 5 người lại giống như một người. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Một ánh sáng máu đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp phóng lên cao, thoáng cái. Dương Diệp rút ra đao lớn phía sau và chợt chém mạnh về phía trước. Một đao này mạnh mẽ, mang theo một lực lượng cường đại bá đạo không gì sánh được. Một đao hạ xuống, một lực lượng cường đại từ trong thập phương vô địch chấn động ra, 5 người mặc áo đen lập tức bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau, bản thân Dương Diệp cũng lùi về phía sau chừng 10 trượng. Mà hắn vừa dừng lại, 5 thanh trường thương đột nhiên xuyên qua không trung lao đến. Hai tay Dương Diệp nắm thập phương vô địch và ném mạnh về phía xa, cùng lúc đó, ở trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao mỏng như cánh ve. Tàng phong. Tay cầm tàng phong, Dương Diệp chợt dẫm mạnh chân phải một cái, trực tiếp hóa thành một ánh đạo bắn ra nhanh như điện chớp. Thoáng cái. Rất nhiều ánh đạo trực tiếp bao phủ lấy 5 người mặc áo đen, không chỉ có vậy, ở trong ánh đạo kia thỉnh thoảng có ánh sáng màu vàng hiện lên. Phi đao, hai ngọn phi đao. Suy 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 suy, ở đó lập tức vang lên từng tiếng xé rách khiến da đầu người ta tê dại. Cứ như vậy khoảng chừng 10 hơi thở, ở đó đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ở đó vốn 6 người, bây giờ chỉ có một người đứng. Người đứng chính là Dương Diệp. Bên chân Dương Diệp là thanh thập phương vô địch, ở trong tay hắn là tàng phong, trên lưỡi hai thanh đao có máu tươi đang không ngừng chảy. Ở xung quanh hắn là 10 nửa thi thể. Mỗi thi thể đều bị chia ra làm hai. Cho nên là 10 nửa. Cả 5 người đều chết. Dương Diệp cõng đao lớn lên, sau đó đi về phía tòa phủ đệ. Lúc này, một nữ nhân xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở cửa tòa phủ đệ này. Nhìn từ bề ngoài, nữ tử xinh đẹp khoảng 30 tuổi mặc váy tím hoa lệ, dáng người trước lớn sau vểnh, rất mê người. Nữ tử xinh đẹp liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Dương Diệp, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dương Diệp không hề dừng lại. Không nên hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy, được chứ? Nữ tử xinh đẹp nhìn chằm chằm Dương Diệp. Tiên phủ ta phái cường giả đi truy sát ngươi, cơ bản đều đã bị ngươi giết sạch rồi, ngươi còn không bỏ qua sao? Cơ bản. Dương Diệp khẽ cười. Tuổi ta nhỏ, ngươi đừng gạt ta còn nhớ rõ lão già nửa bước giới chủ cảnh kia. Theo ta được biết, hắn hẳn còn chưa chết, đúng không? Nghe vậy, vẻ mặt nữ tử xinh đẹp trầm xuống. Hắn không chết, nhưng trước đây đã bị ngươi làm cho thương nặng, trong mấy chục năm nữa, hắn không có khả năng uy hiếp gì ngươi, dù sao, hắn cũng không có hồng mông tử khí, ngươi lại không thể thả hắn một con đường sống sao. Đường sống. Dương Diệp dừng bước và nhìn thẳng vào nữ tử xinh đẹp kia, trên mặt đầy vẻ dữ tợn. Vậy vì sao trước đây tiên phủ ngươi không để cho ta một con đường sống? Nữ tử xinh đẹp im lặng. Đừng nói Dương Diệp ta làm việc tuyệt tình. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên cầm theo đao lớn đi về phía tiên phủ.
Chỉ cần lão già nửa bước giới chủ cảnh tiên phủ kia cùng tất cả cường giả giới chân, hư chân, đạo chân cảnh tiên phủ đều chết hết, ta mới có thể buông tha tiên phủ, mới có thể rời đi. Nghe vậy, vẻ mặt của nữ tử xinh đẹp lập tức khó coi. Dương Diệp, ngươi muốn tất cả cường giả của tiên phủ ta chết hết. Ngươi thật sự cho rằng tiên phủ ta sợ ngươi sao? Ta! Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt nữ tử xinh đẹp kia, thoáng cái, một đường kiếm quang trực tiếp rơi. Vẻ mặt của nữ tử xinh đẹp đại biến, thân hình run lên và trực tiếp lùi trở về trong tiên phủ. Kiếm hạ xuống. Ầm! Trước cửa tiên phủ trực tiếp xuất hiện một vết kiếm sâu không thấy đáy. Thoáng cái, Dương Diệp đột nhiên chợt giẫm mạnh chân phải và phóng lên cao, trong đám mây chợt yên lặng, một đao khí dài đến gần nghìn trượng đột nhiên tự trong đám mây trực tiếp rơi xuống, chém thẳng vào trời đất. Từ bên dưới nhìn lên, trời đất thật sự giống như bị người cắt ra một kênh đào, vô cùng kinh người. Mà vào lúc này, trong tiên phủ bên dưới có một màn ánh sáng cực lớn đột nhiên phóng lên cao, màn ánh sáng này trực tiếp đánh vào trên đường đao khí kia của Dương Diệp. Đao khí chấn động mạnh, thoáng cái, đao khí kia cùng màn ánh sáng trực tiếp nổ tung ra, cả chân trời chấn động lên. Mà vào lúc này, một thanh đao đỏ như máu đột nhiên từ phía chân trời kia rơi xuống, đao máu qua làm phía chân trời lập tức xuất hiện một vết máu thật dài. Mà vào lúc này, một khí tức khủng khiếp đột nhiên từ trong tiên phủ phát ra. Vẫn phải dùng tới sao? Ở trong không gian nào đó đột nhiên vang lên một tiếng lẩm bẩm. Không cần. Sợ rằng tiên phủ lại không còn nữa rồi. Lại một giọng nói vang lên. Ép tiên phủ đến mức này, người này thật sự không tốt. Quả thật không tốt. Phía xa, ở trong tiên phủ có khí tức khủng khiếp phát ra, thanh đao đỏ như máu của Dương Diệp này đột nhiên dừng ở giữa không trung, dường như có lực lượng gì đó ngăn chặn nó. Trong chớp mắt yên lặng, một nữ tử váy dài màu lam đột nhiên từ trong tiên phủ bước lên trời cao. Mỗi bước chân của nàng đều làm cho không gian chấn động mạnh, dần dần, tất cả không trung dần dần trở nên mờ ảo. Rất nhanh, nữ tử đi tới trước thanh đao lớn màu đỏ tươi này và liếc nhìn thanh thập phương vô địch, sau đó bấm tay bắn ra. Keng! Theo một tiếng động vang lên lanh lảnh, thanh thập phương vô địch của Dương Diệp trực tiếp rạn nứt. Trong giây lát, từ trong thanh đao vang lên rất nhiều tiếng kêu thảm thiết. Đó là tiếng kêu thảm thiết của oán linh. Phía chân trời, Dương Diệp từ trong đám mây chậm rãi hạ xuống. Lúc này, nữ tử váy dài màu lam nhìn Dương Diệp giống như một con người đang nhìn một con kiến vậy. Tay phải của Dương Diệp vẫy một cái, thanh thập phương vô địch này trở lại trước mặt của hắn. Dương Diệp im lặng nhìn thập phương vô địch trước mắt đã rạn nứt. Qua vài hơi thở, hắn vung tay phải lên, thập phương vô địch được đưa vào bên trong hồng mông tháp. Đạo chân cảnh. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói. Một đạo chân cảnh tự nhiên dồn tiên phủ ta đến mức này. Nói xong, nàng cúi đầu nhìn về phía tiên phủ bên dưới, phủ chủ là ai? Nữ tử xinh đẹp trước đó xuất hiện ở bên dưới, nữ tử xinh đẹp thi lễ với nàng. Hồi bẩm tổ sư, phủ chủ hắn không có ở đây, nhưng chúng ta đã thông báo với hắn, lúc này hắn đang trên đường trở về. Nữ tử nhìn lướt qua bên dưới, sau đó lại nói. Không ai cứu tiên phủ ta sao? Giọng nói lạnh lùng vang lên, không hề có chút cảm xúc nào. Nữ tử xinh đẹp thầm cả kinh, vội vàng cúi đầu và không dám nói lời nào. Nữ tử lạnh lùng nhìn lướt qua tiên phủ, cuối cùng, ánh mắt nàng nhìn lướt qua phía chân trời. Đám sâu mọt không liên quan, cút sang một bên. Vừa dứt lời, nàng khẽ vung tay. Không gian bên trong phạm vi gần 10 vạn trượng lập tức chấn động mạnh. Trong bóng tối có rất nhiều tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, cùng lúc đó, từng khí tức giống như thủy triều lùi về phía sau. Trong khoảnh khắc, trên không trung của cả tiên phủ chỉ còn lại Dương Diệp cùng nữ tử kia. Lúc này, nàng lại nhìn Dương Diệp. Phân thân này của ta chỉ có thể đi ra 3 lần, ta đã từng xuất hiện qua 2 lần, một lần gần nhất là một người trẻ tuổi tên Thủy Nguyên Đế, người kia trả thù một nhân vật. Nhưng người hình như yếu hơn hắn rất nhiều. Dương Diệp mỉm cười. Ta đi qua 6 tộc, cũng đã gặp qua từng lão quái vật của bọn họ. Chỉ là không ngờ được tiên phủ cũng có một lão quái vật, còn là chỗ dựa vững chắc như vậy. Chỗ dựa vững chắc. Trên đường Dương Diệp hắn đi tới, chỗ dựa lớn nhất không ngoài cha hắn. Đáng tiếc, bây giờ chỗ dựa này đã không có. Đương nhiên hắn cũng không oán giận.
Bởi vì từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, hắn vẫn tin tưởng chắc chắn, con người tốt nhất là dựa vào chính mình. Cách đó không xa, nữ tử chắp hai tay sau lưng. Ngươi tới đây, để cho ta xem thử thiên tài thời đại bây giờ có gì đặc biệt. Dương Diệp khẽ gật đầu. Được. Vừa dứt lời, hắn chợt giẫm mạnh chân phải và trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn ra nhanh như điện chớp. Ong! Kiếm quang chợt hiện, tiếng kiếm ngân chấn động chín tầng trời. Kiếm quang qua khiến không gian trực tiếp vỡ ra, một lỗ thủng thật dài thật lớn xuất hiện ở trên không trung tiên phủ. Kiếm vực! Đối mặt với nữ nhân trước mắt này, Dương Diệp không dám có chút sơ suất cùng khinh thường nào, vừa ra tay liền trực tiếp vận dụng kiếm vực. Mà cách đó không xa, sắc mặt nữ tử kia không hề thay đổi, ánh mắt kia thật sự giống như đang nhìn một con kiến hôi, không có khinh thường, chỉ có lạnh lùng. Khi kiếm của Dương Diệp cách nữ tử khoảng một trượng, nữ tử này đột nhiên giơ hai ngón tay ra. Keng! Theo một âm thanh trong trẻo vang lên ở trong không trung, phía chân trời đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mũi kiếm của Dương Diệp cách giữa chân mày của nữ tử có nửa tấc thì ngừng lại, có hai ngón tay ngọc kẹp lấy mũi kiếm của Dương Diệp. Kinh thiên nhất kiếm của Dương Diệp lại bị nữ tử này kẹp lại như thế. Nữ tử liếc nhìn Dương Diệp, sau đó ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra. Ong! Dương Diệp và kiếm lập tức bị chấn động bay đến ngoài vạn trượng. Răng rắc! Không gian nơi Dương Diệp bay ngược qua trực tiếp nổ tung, đồng thời lấy tốc độ rất nhanh lan tràn về bốn phía xung quanh. Phía chân trời lập tức biến thành một mạng nhện. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người của tiên phủ bên dưới nhất thời lộ ra vẻ mặt vui mừng. Dương Diệp có mạnh mẽ mấy cũng không thể hơn được người sáng lập tiên phủ, cho dù người sáng lập này chẳng qua là một phân thân. Phía chân trời, nữ tử nhìn tay của mình, ở chỗ ngón tay có một vết kiếm nhỏ. Nhìn vết kiếm này, nữ tử cười khinh miệt và ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không chịu nổi một đòn như thế sao? Cách đó không xa, Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng. Hắn cúi đầu nhìn về phía kiếm thủ trong tay, ở khắp thân kiếm thủ đã xuất hiện vết rạn, tuy rất nhỏ vẫn có. Thanh kiếm đứng đầu đại thiên vũ trụ. Nó chưa từng bị tổn hại, nhưng bây giờ lại có. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Mạnh mẽ. Mặc dù nữ nhân trước mắt này chỉ là một phân thân, nhưng thực lực của đối phương vượt xa hắn. Bây giờ hắn căn bản không có khả năng chống lại loại cấp bậc cường giả như vậy. Nếu như bản thể của nữ nhân này ở đây, sợ rằng cho dù là thái thẩm cùng lão thần côn cũng không có cách nào chống lại được. Trốn sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị hắn hủy bỏ. Khi hắn lựa chọn tới tiên phủ, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ bỏ trốn. Hắn cũng không có cách nào trốn được. Dương Diệp hắn đã thật sự đi tới đường cùng rồi. Dương Diệp chậm rãi mở mắt, trong phút chốc, một kiếm ý cường đại đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài. Kiếm ý đạo chân cảnh. Ở dưới sự tương trợ của kiếm hồ, hắn tăng kiếm ý của bản thân lên tới đạo chân cảnh, không ngừng có kiếm ý tràn vào trong kiếm thủ. Ong! Kiếm thủ bắt đầu chấn động mãnh liệt, tiếng kiếm ngân vang vọng phía chân trời. Kiếm ý đạo chân cảnh. Cách đó không xa, nữ tử khẽ nói. Cộng thêm kiếm vực này của ngươi, ngược lại có chút thú vị. Hy vọng không để cho ta thất. Đúng lúc này, một đường kiếm quang chợt lóe lên. Thoáng cái, một đường kiếm quang đi thẳng tới đỉnh đầu của nữ tử. Kiếm vực. Kiếm vực được gia tăng thêm kiếm ý đạo chân cảnh, hơn nữa còn là hai kiếm. Lần này, Dương Diệp trực tiếp thi triển ra hai lần kiếm vực, hai đường kiếm quang cùng lúc rơi xuống. Hủy trời diệt đất. Nữ tử nheo mắt lại, vẫn không né tránh, trong chớp mắt khi kiếm thứ hai của Dương Diệp hạ xuống, hai bàn tay trắng nõn đột nhiên kẹp lấy kiếm của Dương Diệp. Tuy nhiên, nàng phải lui lại ba bước, mỗi một bước hạ xuống, không gian liền hơi bị đổ nát, có thể tưởng tượng được lực lượng trong một kiếm này của Dương Diệp khủng khiếp thế nào. Nhưng nữ tử lại không sao cả. Hai tay Dương Diệp nắm kiếm, bất kể hắn dùng sức như thế nào, kiếm trong tay cũng không hề nhúc nhích. Dương Diệp quyết đoán thả kiếm ra, thoáng cái, nhưng ánh đao trực tiếp lao về phía nữ tử kia. Đao pháp điên. Một đao tiếp một đao nhanh như tia chớp, nối tiếp không một chút đứt đoạn. Nhưng mỗi một đao của Dương Diệp đều thất bại. Mỗi đao đều thất bại. Nữ tử dường như biết trước điểm đao của hắn rơi xuống, nên mỗi lần đều tránh được. Ở đó, chỉ thấy có ánh đao cùng tiếng xé rách không khí vang lên. Hai hơi thở sau. Dương Diệp ngừng lại, nữ tử kia vẫn đứng ở trước mặt hắn.
vị trí của đối phương căn bản không thay đổi. Hơn nữa, ở trong ngón tay của nữ tử còn mang theo kiếm thủ của hắn. Nữ tử cười có vẻ châm chọc. Chỉ như vậy thôi sao? Dứt lời, nàng bấm tay bắn ra, kiếm thủ bắn ra nhanh như điện chớp. Sắc mặt Dương Diệp khép hờ, hai tay trực tiếp nắm lấy kiếm thủ, nhưng trong kiếm thủ ẩn chứa lực lượng cường đại lập tức làm hắn chấn động bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Vừa dừng lại, hai cánh tay Dương Diệp trực tiếp rạn nứt, rất nhiều máu tươi tràn ra, không chỉ có vậy, ở nơi khóe miệng của Dương Diệp lại tràn ra một tia máu tươi. Thiên tài, yêu nghiệt. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên cười lạnh. Ở thời đại của ta, những kẻ giống như ngươi lại rất nhiều. Mà chết ở trong tay ta, không một vạn thì cũng có 8.000. Đây là một phân thân cuối cùng của ta, sau một canh giờ nữa sẽ biến mất, sau đó, tiên phủ sẽ không còn vật gì do ta lưu lại nữa. Ngươi tới đi, để cho ta xem thử ngươi còn chiêu gì nữa. Tự tin, đối mặt với Dương Diệp, bất kể là trong lời nói, hay trên phương diện tâm cảnh, nàng đều nắm giữ sự tự tin tuyệt đối. Đương nhiên, nàng có bản lĩnh để làm vậy. Phải biết rằng, nàng cùng Dương Diệp, căn bản không phải là người cùng một thời đại, có thể nói năm đó khi nàng oai phong một cõi, Dương Diệp căn bản còn chưa sinh ra. Phía xa, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Trong chớp mắt yên lặng, Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra, một đường kiếm quang lập tức lóe lên ở nơi đây, trong phút chốc, đường kiếm quang này trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nữ tử kia. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, ba kiếm kiếm vực, đây là cực hạn cuối cùng của hắn. Khi kiếm thứ ba hạ xuống, trên không trung của cả tiên phủ liền đổ nát, tối đen, không chỉ có vậy, kiếm quang cường đại này còn làm đại điện bên dưới chấn động bắt đầu đổ nát. Hủy trời diệt đất. Thật sự là hủy trời diệt đất. Ở phía chân trời kia, một bóng hình xinh đẹp trực tiếp bị đẩy lui gần nghìn trượng. Bóng hình xinh đẹp này chính là tổ sư của tiên phủ. Lúc này, cơ thể tổ sư tiên phủ đã có chút mờ ảo. Mà cơ thể Dương Diệp lại nổ tung từng tấc, rất nhiều máu tươi không ngừng tràn ra, chỉ trong giây lát, hắn lại trở thành một người máu. Nhưng chẳng bao lâu, những máu tươi này đều biến mất. Tất cả đều bị thập phương vô địch của hắn hấp thu. Hút máu của mình. Phía xa, nữ tử kia nhìn vào lòng bàn tay của mình, ở trong lòng bàn tay của nàng có một vết kiếm cực sâu, kiếm đã cắt bàn tay nàng, đồng thời tổn thương đến phân thân này của nàng. Im lặng trong chớp mắt, nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, giờ phút này, nàng nghĩ đến một việc. Đó chính là người trước mắt này chẳng qua là đạo chân cảnh. Nữ tử thu lại mạch suy nghĩ. Sau đó chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Không thể không nói, ngươi quả thật rất có tài, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Vừa dứt lời, nàng vung tay phải lên. Một lực lượng cường đại lập tức đẩy Dương Diệp bay đến ngoài nghìn trượng. Phụt! Trong miệng Dương Diệp liền có máu tươi phun ra, không chỉ có vậy, vết rạn trên toàn thân hắn càng lớn thêm. Lúc trước có hồng mông tử khí điên cuồng chữa trị, cơ thể tuy bị nghiền nát nhưng còn chưa tới mức phải chết. Mà bây giờ, một đòn của nữ tử này khiến cơ thể của Dương Diệp không chỉ rạn nứt, ngũ tạng trong cơ thể cũng theo đó nứt ra. Nữ tử cũng không hề dừng lại, tiếp tục đi về phía Dương Diệp. Ta không có hứng thú để hành hạ con kiến hôi đến chết, nhưng ta có chút hứng thú với ngươi. Không phải ngươi có tốc độ khôi phục rất nhanh sao? Ngươi hãy tới đây, để cho ta xem thử tốc độ khôi phục của ngươi nhanh, hay là ta hủy diệt nhanh hơn. Dứt lời. Nàng giơ tay phải lên và lại muốn ra tay. Mà vào lúc này, nữ tử đột nhiên nhíu mày và ngẩng đầu nhìn về phía chân trời kia, ở đó có một ánh sáng u ám bắn tới nhanh như tia chớp, vẻ mặt nữ tử chợt biến đổi, tay phải chợt đánh một chưởng về phía đường ánh sáng u ám này. Một lực lượng cường đại đẩy về phía đường ánh sáng u ám này, nhưng đường ánh sáng u ám này lại trực tiếp đập nát lực lượng kia. Thoáng cái, một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện ở trước mặt nữ tử kia, không chỉ có vậy, tay ngọc của nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn này còn bóp lấy cổ của nàng ta. Nữ tử nhỏ nhắn nhìn thẳng vào tổ sư của tiên phủ. Hành hạ hắn đến chết sao? Ngươi tính là gì chứ? Vừa dứt lời, tay ngọc của nữ tử nhỏ nhắn chậm rãi siết chặt, phân thân của tổ sư tiên phủ lập tức trở nên mờ ảo. Lực hư linh. Tổ sư của tiên phủ nhìn chằm chằm vào nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn đột nhiên xuất hiện. Ngươi là ai? Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn không nói lời nào, tay ngọc nắm lấy cổ họng của tổ sư tiên phủ và ném xuống bên dưới.
Tổ sư của tiên phủ trực tiếp bị ném vào trong tiên phủ, cả tiên phủ ầm ầm nổ tung. Ra, nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn cũng không ra tay mà xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Khi thấy dáng vẻ của Dương Diệp lúc này, ánh mắt nàng lập tức lạnh đi, nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn đột nhiên quay đầu lại. Các ngươi đáng chết. Dứt lời, nàng trực tiếp hóa thành một tia sáng u ám biến mất ở trong tiên phủ này, trong phút chốc. Cả tiên phủ đột nhiên đổ nát, trong giây lát, rất nhiều tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trong tiên phủ, sau đó trực tiếp hóa thành bụi. Một tia sáng u ám đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời, ánh sáng u ám tản đi, để lộ ra nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn, mà ở trước mặt nàng là tổ sư của tiên phủ. Một ánh sáng u ám quấn quanh tổ sư của tiên phủ, làm cho nàng ta không thể động đậy. Tổ sư của tiên phủ từ từ nhắm hai mắt lại. Ta đã biết cái gì gọi là, rồng bơi chỗ nước cạn gặp tôm làm trò, rồi. Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn cười lạnh. Không phải ngươi muốn nói bản thể của ngươi không có ở đây sao? Bản vương cho ngươi một cơ hội, tới, bảo bản tôn của ngươi hạ xuống đây, xem ta có thể giết bản tôn của ngươi hay không? Dựa vào ngươi sao? Tổ sư của tiên phủ trợn mắt nhìn về phía nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn, trong mắt hoàn toàn không che giấu vẻ châm chọc. Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn không để ý tổ sư của tiên phủ, xoay người đi về phía Dương Diệp. Nàng ngồi xổm xuống, tay ngọc đặt ở giữa chân mày của Dương Diệp, rất nhanh liền một luồng huyền khí tập trung về phía Dương Diệp. Lúc này, một cái đầu nhỏ lông xù từ trong ngực của Dương Diệp chui ra, khi thấy nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn, tiểu bạch lập tức trợn tròn mắt, rất nhanh, nàng bỗng chốc bay đến trên vai của nữ tử này, sau đó không ngừng cọ đầu và khóc. Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn trước mắt này không phải là ai khác, chính là tộc vương hư linh của Đại Thiên Vũ Trụ, hư linh nữ. Thiên Tú. Thiên Tú khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, trong đôi mắt có phần dịu dàng hiếm thấy. Một lát sau, Tiểu Bạch dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng kéo tay Thiên Tú, sau đó xoay người nhìn Dương Diệp trước mặt. Dáng vẻ của Dương Diệp lúc này thật sự quá thảm. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Dương Diệp, nước mắt của Tiểu Bạch quả thực giống như Hoàng Hà vỡ đê. Khóc rất thương tâm. Thiên Tú khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó nói. Một lát sau, Tiểu Bạch dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng kéo tay Thiên Tú, sau đó xoay người nhìn Dương Diệp trước mặt. Dáng vẻ của Dương Diệp lúc này thật sự quá thảm. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Dương Diệp, nước mắt của Tiểu Bạch quả thực giống như Hoàng Hà vỡ đê, khóc rất thương tâm. Thiên Tú khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó nói. Đừng khóc, hắn không có việc gì đâu. Thật ra, vẻ mặt Thiên Tú cũng có chút khó coi, nếu như vừa rồi nàng tới chậm một chút, sợ rằng Dương Diệp sẽ thật sự không cứu nổi. Nhờ hồng mông tử khí cùng hư linh chi khí của Thiên Tú chữa trị, vết thương của Dương Diệp dần dần khôi phục. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp chậm rãi mở mắt ra. A Tú! Thiên Tú khẽ gật đầu. Cảm giác thế nào? Dương Diệp tuét miệng cười. Không chết được. Vậy đứng lên đi. Thiên Tú nói. Dương Diệp chậm rãi đứng lên và nhìn về phía dưới, giờ phút này tiên phủ đã hóa thành bụi, mà tổ sư của tiên phủ cũng bị một tia sáng u ám khóa chặt. Giết! Thiên Tú đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Thiên Tú, không hiểu. Thiên Tú nói. Giữ lại cho ngươi giết. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói. Ta muốn dựa vào bản lĩnh của ta giết nàng, mặc dù bây giờ làm không được, nhưng sau này sẽ làm được. Thiên Tú nói. Ta không phải bảo ngươi cáo mượn oai hùng, trong phân thân trước mắt này có một luồng linh hồn, ngươi cắn nuốt nàng sẽ có lợi cho ngươi. Cắn nuốt sao? Dương Diệp ngây người, sau đó nói. Có thể được à? Thiên Tú nói. Hư linh tộc ta có một bí pháp tên là, phệ hồn, bí pháp này có thể nói là tà pháp, chủ yếu là cắn nuốt linh hồn người khác, cắn nuốt linh hồn càng mạnh, càng nhiều, thì lợi ích lại càng nhiều. Trước kia ta không truyền thụ cho ngươi là sợ con đường ngươi đi quá mức cực đoan, chỉ là ta chưa từng nghĩ đến ngươi đã rất cực đoan rồi. Tu luyện phương pháp này, sau này mỗi khi ngươi giết một người lại cắn nuốt một hồn, đến cuối cùng. Cuối cùng thế nào? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Thiên Tú liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Những linh hồn này đều chứa đựng ở bên trong cơ thể ngươi, có một ngày ngươi cần là có thể mượn lực lượng của những linh hồn này, bất kể là nâng cao mình. Hay mượn bọn họ đẻ đối địch đều thật sự không tệ. Nếu như ngươi cắn nuốt linh hồn đủ, có thể mượn lực của những linh hồn này nâng cao cảnh giới của bản thân mình, giống như vị trước mắt này,
nếu ngươi cắn nuốt tia linh hồn này của nàng sẽ đủ để cho ngươi đạt được hư chân cảnh trong thời gian ngắn. Nghe vậy, ánh mắt Dương Diệp lập tức sáng lên, bí pháp này thật tốt. Hắn buồn bã, oán trách liếc nhìn Thiên Tú cũng thật là. Vì sao không sớm truyền thụ cái này cho hắn chứ? Thiên Tú dường như biết được suy nghĩ trong lòng Dương Diệp, lập tức nói. Phương pháp này quá mức thâm độc, hơn nữa, nếu như quá mức dựa vào phương pháp này sẽ rất bất lợi cho bản thân, hơn nữa, ta sợ người tu luyện phương pháp này sẽ nhập ma, chọc giận tu sĩ bên này khiến người người cùng công kích. Chỉ là ta không ngờ được, người đã bị bọn họ cùng nhau công kích rồi. Dương Diệp. Thiên Tú không nói gì chỉ bấm tay bắn ra, một luồng ánh sáng u ám tiến vào giữa chân mày của Dương Diệp. Rất nhanh, một tin tức xuất hiện ở trong đầu của Dương Diệp. Đây chính là công pháp phê hồn. Qua rất lâu, sắc mặt Dương Diệp có chút kỳ lạ, giống như Thiên Tú nói, bí pháp này quả thật có chút thâm độc, cắn nuốt linh hồn của con người, nói cách khác chính là khiến cho người ta thậm chí không có cơ hội luân hồi. Đây mới thực sự là làm cho một người hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Nhưng, hắn thích. Thâm độc à? Vậy phải tùy người, đối xử với kẻ địch, người không thâm độc, người ta lại thâm độc với ngươi. Hắn tin tưởng sâu sắc, nếu như cho tiên phủ cơ hội, đối phương tuyệt đối sẽ khiến cho Dương Diệp hắn chọn đời không được siêu sinh. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp đi tới trước mặt tổ sư của tiên phủ, người sau nhìn chằm chằm Dương Diệp, phân thân này của nàng đã mờ ảo đi rất nhiều, rất nhanh sẽ biến mất. Dương Diệp tuyệt đối không sỉ nhục tổ sư của tiên phủ trước mắt này, hắn đang muốn ra tay, tổ sư của tiên phủ đột nhiên nói, chúng ta sẽ còn gặp lại. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nhất định sẽ gặp lại, lần sau gặp mặt, ta sẽ đánh người giống như một con chó, nhất định sẽ vậy. Vừa dứt lời, Dương Diệp giơ một tay lên và đánh xuống. Phân thân tổ sư của tiên phủ trực tiếp nổ tung ra, rất nhiều năng lượng mảnh vỡ linh hồn rơi là tả xuống. Tay phải của Dương Diệp hơi vung lên, trong phút chốc, ở trong lòng bàn tay hắn đã xuất hiện một ánh sáng u ám, nhưng ánh sáng u ám đều hấp thu những mảnh nhỏ linh hồn kia. Trên mặt Dương Diệp xuất hiện vẻ say mê. Loại cảm giác này rất thoải mái. Qua rất lâu, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía tiên phủ. Lúc này, tiên phủ đã hoàn toàn hóa thành bụi, tuy nhiên vẫn có rất nhiều người đang điên cuồng chạy trốn. Trốn. Có thể nói là tiên phủ đã thật sự kết thúc rồi. Thế lực đã từng rất lớn mạnh này, cơ bản tất cả đạo chân cảnh, hư chân cảnh, giới chân cảnh đều chết hết. Có thể nói, sau này... tiên phủ sẽ chậm rãi biến mất ở trong vĩnh hằng giới. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên kéo tay của Dương Diệp lại, sau đó nàng chỉ vào cách đó không xa. Ở đó có cái gì vậy? Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch liên tục gật đầu. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói. Ngươi gọi vật kia đến đây. Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp và chớp chớp mắt, sau đó lại quay đầu nhìn về phía xa, tiếp theo, nàng kéo Dương Diệp đi về phía đó. Cứ như vậy, theo Tiểu Bạch dẫn đường, Dương Diệp cùng Thiên Tú đi tới nơi sâu nhất trong ngọn núi này. Linh khí ở đây rất phong phú. Bên cạnh Dương Diệp, Thiên Tú đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, càng đi sâu vào bên trong, mức độ của linh khí càng tinh thuần hơn, số lượng cũng càng nhiều hơn. Hắn nhìn về phía Tiểu Bạch, lúc này, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, hai móng nhỏ không ngừng xoa nắn giống như đang muốn bắt thứ gì đó. Tiểu Bạch đi một hồi thì đột nhiên ngừng lại, sau đó móng nhỏ của nàng giang ra, ra hiệu cho Dương Diệp cùng Thiên Tú dừng lại, Dương Diệp cùng Thiên Tú liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt sửng sốt. Lúc này, Tiểu Bạch nhảy tới trước một vách núi, sau đó móng nhỏ nhẹ nhàng gõ một cái, một lát sau, ánh mắt nàng sáng lên, hai móng nhỏ trực tiếp vỗ vào trên vách núi này. Cả vách núi chấn động mạnh, ngay sau đó, vách núi này, răng rác, một tiếng nứt ra. Từng sợi lông dài màu trắng xuất hiện ở trước mặt ba người Dương Diệp. Thiên Tú nheo mắt lại, trên tay phải lóe ra gợn ánh sáng u ám. Cách đó không xa, Tiểu Bạch nhìn xung quanh một chút rồi hai móng ôm lấy một sợi lông thật dài và ra sức kéo, nhưng lại căn bản không kéo được. Dường như nghĩ tới điều gì, nàng mở miệng hút một cái. Suy! Trong phút chốc, rất nhiều linh khí tập trung về phía Tiểu Bạch, không chỉ có vậy. Những sợi lông dài màu trắng đột nhiên trở nên mờ ảo. Là ai? Lúc này, một tiếng gầm thét giận dữ đột nhiên vang lên giống như sấm sét nổ mạnh, ngay sau đó, cả mặt đất bắt đầu chấn động mãnh liệt. Tiểu Bạch bị dọa cho giật mình,
vội vàng nhảy tới trên vai Thiên Tú. Mặt đất cùng ngọn núi trước mặt Dương Diệp cùng Thiên Tú bắt đầu đổ nát, rất nhiều khói bụi bay lên cao. Dương Diệp cùng Thiên Tú dẫn theo Tiểu Bạch lùi về phía sau đủ nghìn trượng, lúc này, bọn họ từ trong không trung nhìn xuống bên dưới, thấy mặt đất đột nhiên cuộn trào mãnh liệt, rất nhanh, một cái đầu từ trong lòng đất thò ra ngoài. Đầu rồng màu trắng. Tiểu Bạch vừa kéo những sợi lông dài màu trắng kia lại là râu rồng. Chỉ có điều, giờ phút râu rồng đã lớn hơn trước vô số lần. Mặt đất đột nhiên nổ tung ra, ngay sau đó, một con rồng lớn thuần một màu trắng đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời không trung. Linh mạch, hơn nữa còn là một thánh mạch. Trong bóng tối, rất nhiều cường giả lập tức đỏ mắt. Đây chính là thánh mạch, hơn nữa, nhìn hình thể bạch long cùng mức độ linh khí tinh thuần, đây là tồn tại sắp thăng cấp thiên mạch đấy. Một thánh mạch còn chưa đủ để làm cho vài thế lực đỏ mắt, nhưng một tiên mạch lại hoàn toàn có thể. Rất nhanh, không gian xung quanh đột nhiên bắt đầu chấn động, rõ ràng là có người đang truyền tống tin tức trở lại. Thiên Tú liếc nhìn phía chân trời, trong mắt hoàn toàn lạnh lùng. Lúc này, Bạch Long đột nhiên giận dữ gầm thét lên. Là ai làm phiền giấc ngủ của bản tôn, đi ra nhận lấy cái chết đi. Bên dưới, Tiểu Bạch đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng trắng xuất hiện ở trước mặt Bạch Long kia. Bạch Long nhìn Tiểu Bạch và lập tức sửng sốt. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó mũi nhẹ nhàng hút một cái. Suy, linh khí trên toàn thân của Bạch Long phát ra lập tức giảm đi rất nhiều, cùng lúc đó, thân thể nó cũng mơ hồ có chút mờ ảo. Bạch Long. Trong mắt Bạch Long lộ ra vẻ kinh hãi, nó trực tiếp lui lại mấy trăm trượng. Nhìn thấy Bạch Long lui lại, Tiểu Bạch ngây người và vội vàng đuổi theo. Bạch Long. Rất nhanh, Dương Diệp xuất hiện phía trước và ngăn cản Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó móng nhỏ chỉ vào Bạch Long. Dương Diệp khẽ nói. Kéo nó vào trong tháp đi, được không? Tiểu Bạch mắt chớp chớp, sau đó liền vội vàng gật đầu. Dương Diệp tránh đường, Tiểu Bạch lập tức bay đến trước mặt Bạch Long. Lần này, nàng không hút linh khí của Bạch Long, mà vung vẩy móng nhỏ chỉ vào Bạch Long, sau đó lại chỉ vào mình. Rõ ràng, ý của nàng rất đơn giản, đây là bảo Bạch Long đi theo nàng. Bạch Long nhìn Tiểu Bạch với vẻ mặt rất đề phòng. Vừa rồi Tiểu Bạch hút một cái đã làm cho nó sợ. Nhìn thấy Bạch Long không có phản ứng, Tiểu Bạch quay đầu liếc nhìn Dương Diệp, Dương Diệp giang tay, biểu thị hắn không xem vào chuyện này được. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Bạch Long, trong móng nhỏ của nàng xuất hiện một cái búa mờ ảo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Bạch Long lại lùi về phía sau thêm trăm trượng, trong mắt càng thêm đề phòng. Tiểu Bạch đột nhiên ôm búa khai thiên lao về phía Bạch Long với sức lực mạnh mẽ làm cho lông tóc toàn thân của nàng đều dựng đứng. Rõ ràng, đây là mềm không được thì nàng sẽ cứng. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên nắm lấy đuôi của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch quay đầu lại, người ngăn chặn nàng chính là Thiên Tú. Thiên Tú khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó ngẩng đầu nhìn Bạch Long. Có nơi đi khác sao? Bạch Long liếc nhìn Thiên Tú. Sau đó nó lại liếc mắt nhìn tiên phủ bên dưới. Giờ phút này, tiên phủ đã không còn tồn tại. Bạch Long im lặng một lát, sau đó lắc đầu. Thiên Tú lại nói. Nếu như vậy, không bằng ngươi đi theo nàng đi, mặc dù linh khí của ngươi không tệ, nhưng so sánh với hồng mông tử khí thì vẫn còn kém xa. Nếu có hồng mông tử khí để ngươi hấp thu cũng sẽ lợi cho ngươi, không phải sao? Bạch Long liếc nhìn Tiểu Bạch, sau đó nói. Nàng, nguy hiểm. Tiểu Bạch vội vàng thu búa khai thiên vào, sau đó lắc đầu biểu thị mình không nguy hiểm. Bạch Long vẫn còn có chút do dự, rõ ràng, nó rất kiêng kỵ Tiểu Bạch. Vừa rồi Tiểu Bạch hút một cái đã làm nó bị tổn thương. Thiên Tú đột nhiên thò tay phải ra phía trước, trong phút chốc, một ánh sáng u ám mạnh mẽ trực tiếp bao phủ lấy Bạch Long. Giờ phút này, Bạch Long căn bản không có cách nào nhúc nhích. Trong lòng Bạch Long hoảng hốt. Thiên Tú ôm Tiểu Bạch và đi tới trước mặt Bạch Long, sau đó nói. Ngươi sẽ thích nơi đó thôi. Nói xong, nàng vung tay phải lên, luồng ánh sáng u ám này trực tiếp kéo theo Bạch Long tiến vào trong ngực của Dương Diệp, phải nói là bên trong hồng mông tháp. Nhìn thấy Bạch Long bị Thiên Tú vứt xuống bên trong hồng mông tháp, ánh mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên và vội vàng đi vào theo. Hồng mông tháp chính là thiên hạ của nàng đấy. Dương Diệp nhìn về phía Thiên Tú. A Tú. Nếu dùng sức mạnh, có thể làm cho Bạch Long phản cảm hay không? Nó sẽ không phản cảm,
cũng không dám đâu. Thiên Tú khẽ nói. Theo Tiểu Bạch chính là phúc của nó. Nói xong, nàng từ từ nhắm hai mắt lại. Tiểu Bạch không bình thường. Nàng có kiến thức rộng rãi, tất nhiên có thể nhận ra Tiểu Bạch không tầm thường. Thật ra nàng cũng rất bất ngờ, bởi vì trước đây nàng chưa từng nghĩ tới Tiểu Bạch sẽ là tồn tại trở thành linh tổ. Cho dù là nàng cũng chưa từng nhìn thấy loại tồn tại linh tổ này, mà chỉ mới nghe nói thôi. Sau khi Tiểu Bạch đi tới Vĩnh Hằng Giới đã bắt đầu lột xác. Đương nhiên, đây là chuyện tốt đối với Tiểu Bạch, nhưng sợ rằng không phải là chuyện tốt đối với Dương Diệp. A Tú, chúng ta đi thôi. Dương Diệp đột nhiên nói. Đi à? Thiên Tú từ từ nhắm hai mắt lại. Tạm thời không có cách nào đi được. Dương Diệp nghe vậy liền nhíu mày. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ở đó có một điểm ánh sáng đang càng lúc càng lớn, lập tức xuất hiện ở trên không trung của tiên phủ. Điểm sáng tản đi, một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt Thiên Tú cùng Dương Diệp. Phủ chủ của tiên phủ, Dạ Huyền. Trong bóng tối có người khẽ nói. Cuối cùng hắn cũng đã chạy về. Đáng tiếc là tiên phủ đã không tồn tại nữa. Dạ Huyền. Năm đó ở Vĩnh Hằng Giới, có thể nói không ai không biết không ai không hiểu về cái tên này. Năm đó ở trên thần vũ bảng của Vĩnh Hằng Giới, người này đã xếp thứ hai. Chỉ là chẳng biết tại sao cuối cùng lại đột nhiên biến mất, không chỉ Dạ Huyền, rất nhiều cường giả năm đó đều biến mất một cách thần bí, bao gồm cả Nam Ly Mộng của Nam Ly gia. Tuy từng biến mất, nhưng danh tiếng của những người này vẫn còn mãi. Phía chân trời, Dạ Huyền liếc nhìn tiên phủ bên dưới đã hóa thành tro bụi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp cùng Thiên Tú. Ngay cả một phân thân của tổ sư tiên phủ ta cũng không thể ngăn cản được số kiếp của tiên phủ lần này, xem ra, đây là trời muốn diệt tiên phủ ta. Nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Thiên Tú. Ta biết phần lớn cường giả Vĩnh Hằng Giới, nhưng ta chưa thấy ngươi. Thiên Tú giơ một bàn tay lên. Năm hơi thở, ta cho ngươi thời gian 5 lần hít thở để chạy thoát thân. Dương Diệp kinh ngạc nhìn Thiên Tú, có phải nàng đã quá ngông cuồng hay không? Không chỉ Dương Diệp, rất nhiều người trong bóng tối cũng sửng sốt. Năm hơi thở. Bảo Dạ Huyền chạy thoát thân sao? Đây là tự tin, hay là tự cao tự đại? Cách đó không xa, Dạ Huyền nhìn Thiên Tú rất lâu, sau đó nở nụ cười. Ngươi tới đi, để cho ta xem thử ngươi lấy mạng của ta thế nào. Vèo. Lúc này, một tia sáng u ám xuất hiện ở trong tay của Thiên Tú. Hoàng Tuyền Thiên Mệnh. Âm. Một ánh sáng u ám mạnh mẽ đột nhiên từ trong tay con của Hoàng Tuyền Thiên Mệnh Thiên Tú phát ra, thoáng cái, nàng đã trực tiếp biến mất. Suy. Ở trong ánh mắt kinh hãi của Dương Diệp, cả không trung trực tiếp mờ ảo, thật sự hư ảo. Không chỉ có vậy, Dương Diệp còn có thể cảm nhận được, những không gian này đang tiêu vong, thật sự tiêu vong, mà không phải là nghiền nát. Không gian giống như người, sẽ bị tổn thương, nhưng khi bị tổn thương lại được chữa trị, nhưng nếu như chết đi, vậy sẽ chẳng còn gì nữa. Mà giờ phút này, không gian ở đây cho hắn cảm giác là sắp chết. Không gian này không chịu nổi lực lượng của Thiên Tú. Thiên Tú trở nên mạnh như vậy từ lúc nào? Không đúng. Dương Diệp đột nhiên nhớ tới, Thiên Tú có lẽ vẫn luôn mạnh như vậy. Ở Đại Thiên Vũ Trụ, nàng đại chiến cùng tộc trưởng bất tử tộc đã trực tiếp đánh nát không gian bên kia. Khi đó nàng còn không phải là trạng thái đỉnh phong. Trạng thái đỉnh phong của Thiên Tú mạnh tới mức nào, dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua. Phía xa, Hoàng Tuyền Thiên Mệnh lướt qua phía chân trời, trong nháy mắt, tất cả trời đất đột nhiên biến thành một màu u ám, không chỉ có vậy, ở đó còn ra hiện hơi nước. Vào giây phút Thiên Tú ra tay, vẻ mặt Dạ Huyền lập tức thay đổi. Ở trong mắt Dạ Huyền đầy vẻ kinh hãi. Ngươi, còn chưa nói dứt lời, trong tay Dạ Huyền đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương, trong phút chốc. Trường thương trong tay hắn chợt đảo qua bốn phía. Suy 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 suy. Từng ánh thương không ngừng từ trong trường thương chấn động ra, ở đó liền bị ánh thương bao phủ. Trong ánh thương phát ra lực lượng cường đại còn làm cho Dương Diệp chấn động phải liên tục lùi lại phía sau. Quy khư. Lúc này, phía chân trời đột nhiên vang lên giọng nói Thiên Tú. Trong phút chốc, ánh thương phía chân trời kia nghiền nát, không chỉ vậy, không gian trên tiên phủ cũng bắt đầu bị chôn vùi. Thoáng cái, một cái gai nhọn sắc bén phá vỡ tất cả, trực tiếp đâm vào ngực của Dạ Huyền. Suy, cơ thể Dạ Huyền trực tiếp trở nên mờ ảo. Ở đó dần dần trở nên yên tĩnh, nhưng không gian vẫn hiện lên màu u ám.
không gian ở đây đã hoàn toàn bị chôn vùi, nếu như không có cường giả bằng lòng chữa trị thì không gian ở đây cả đời đều sẽ như vậy. Cách đó không xa, trong hai mắt Dạ Huyền đầy vẻ khó tin. Ngươi chẳng qua là giới chân cảnh, vì sao? Giới chân? Thiên Tú chỉ là giới chân cảnh, nhưng Dạ Huyền hắn lại là giới chủ cảnh thật sự. Nhưng hắn đã chết. Ở phía sau Dạ Huyền, Thiên Tú chắp hai tay sau lưng và từ từ nhắm mắt lại. Cảnh giới, đây chẳng qua là một tiêu chuẩn để so sánh với người bình thường mà thôi. Mà với ta, cảnh giới đã không thể đem ra cân nhắc được, hiểu chưa? Vẻ mặt Dương Diệp lập tức cổ quái, trong lòng rất khó chịu. Phía sau Thiên Tú, hai mắt Dạ Huyền nhắm lại. Ta đã hiểu rõ. Trên đời có một loại người không thể dùng ánh mắt bình thường để quan sát đánh giá bọn họ, trước kia hắn cảm thấy mình cũng là người như thế. Nhưng sự thật tàn khốc nói cho hắn biết, hắn không phải. Cơ thể Dạ Huyền dần dần trở nên mờ ảo, rất nhanh, hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi nơi đây. Tuy nhiên, Thiên Tú lại đột nhiên thò tay chộp một cái, rất nhiều mảnh nhỏ linh hồn rơi vào trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cũng không khách sáo, trực tiếp hấp thu hết những mảnh nhỏ linh hồn này. Đối với hắn, những thứ này là vật rất bổ dưỡng đấy. Sau khi hấp thu xong, Dương Diệp nhìn về phía Thiên Tú và do dự một lúc, sau đó nói. A Tú, muội, rất mạnh, phải không? Thiên Tú nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thiên Tú thu hồi Hoàng Tuyền Thiên Mệnh và ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi. Năm đó bất tử tộc ở Đại Thiên Vũ Trụ, còn có hư linh tộc ta. Ở thời kỳ đỉnh phong của chúng ta cũng không hề thua kém bất kỳ bộ tộc nào ở Vĩnh Hằng Giới. Bên chúng ta có thực lực chỉnh thể không bằng bên này, nhưng cũng không phải đặc biệt kém. Về phần ta, cho tới bây giờ, trong những cường giả ta gặp phải chỉ có một người có thể thật sự đánh bại ta ở thời kỳ đỉnh phong. Dương Diệp không nói gì, bởi vì hắn đã đoán được đó là ai. Thiên Tú đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nói. Biết hư linh chi khí của ta có như thế nào không? Dương Diệp lắc đầu. Thiên Tú mỉm cười. Năm đó có mười mấy người tranh đoạt hư linh chi khí này, mỗi một trong đó đều mạnh hơn người ta vừa giết rất nhiều. Cuối cùng, những người này đều chết ở trong tay ta. Dương Diệp. Thiên Tú từ từ nhắm hai mắt lại. Ta sẽ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vì sao? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Thiên Tú khẽ nói. Trong vũ trụ này có một vài quy định cần được tuân theo. Sau này ngươi sẽ hiểu rõ. Nhưng trước khi đi, ta vẫn có thể làm chút gì đó cho ngươi. Nàng vừa dứt lời, tay ngọc đã vung lên. Suy, Hoàng Tuyền Thiên Mệnh phá không rời đi. A, à, một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong bầu trời xa xôi, ngay sau đó, một cái đầu đột nhiên từ phía chân trời rơi xuống. Thiên Tú lạnh lùng nhìn lướt qua cuối chân trời. Trước khi ta đi, ai dám đến gần hắn, ta giết toàn tộc của kẻ đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 162.